Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y, Trần Triệu Dương. Tập 11. Sao có thể không có chuyện gì được chứ? Nhưng mà, lẽ nào vì sợ rắc rối mà tha cho hai người họ đi sao? Điều này không hợp với bản tính của Trần Triệu Dương lắm, anh không muốn làm trái ý mình. Khi Dương Đức Trung và những người họ Dương khác nghe thấy Trần Triệu Dương nói vậy, hai chân của bọn họ sợ hãi đến mức suýt gục xuống đất. Xong rồi, cậu tiêu đời rồi, không chỉ vậy, cậu còn làm liên lụy đến cả nhà họ Dương chúng tôi. Dương Đức Trung oán hận nhìn Trần Triệu Dương, nếu không phải thực lực yếu, ông ta sớm đã xông lên trước liều mạng với Trần Triệu Dương rồi. Hừm, tốt hơn hết ông không nên chọc tức tôi, nếu không thì, Trần Triệu Dương quay đầu lại liếc nhìn Dương Đức Trung đang than thở về mình, ánh mắt anh chợt lạnh lùng nói. Nghe thấy vậy, Dương Đức Trung lập tức kinh hãi ngậm miệng lại. Ông ta không cho rằng Trần Triệu Dương là đang nói đùa, vừa mới phế đi cậu chủ của Kỳ Môn Sơn, cho dù có con gái ruột của mình ở đây, Trần Triệu Dương cũng sẽ không kiêng nể mà động tay với mình. Cô sẽ trở về Nam Hải với tôi, hay là ở lại đây? Trần Triệu Dương có chút thương xót, nhìn Dương Lệ hỏi. Anh thực sự không muốn Dương Lệ ở trong một gia đình như vậy. Tôi sẽ quay lại Nam Hải về, Dương Lệ nói với Trần Triệu Dương một cách rất chắc chắn, không chút đắn đo. Vậy thì đi thôi, Trần Triệu Dương chợt nở nụ cười, lập tức đưa tay ra kéo cô ấy cùng rời khỏi nhà họ Dương. Sao mà lâu như vậy, tôi đã ngủ thiếp đi rồi. Khi Trần Triệu Dương và Dương Lệ xuất hiện trước mặt Từ Tịnh Nhã, cô ta đã ngủ thiếp trên bàn của quán cà phê bên cạnh. Hở, đây là ý gì? Từ Tịnh Nhã đang mơ mơ màng màng thì nhìn thấy Dương Lệ, cô ta bỗng sửng sốt, bèn hỏi ngay lập tức. Lát nữa, cô ấy sẽ quay lại Nam Hải với chúng a, Trần Triệu Dương giải thích. Về phần những người khác, Trần Triệu Dương không đề cập tới. Lúc này, Dương Lệ nhìn Từ Tịnh Nhã cũng có chút thù địch. Không ngờ cô gái đã hai lần chạm mặt này lại có quan hệ thân thiết với Trần Triệu Dương như vậy, xem ra cô ta biết Trần Triệu Dương là một người đàn ông tốt nên muốn tranh giành với mình đây mà. Từ Tịnh Nhã cũng nhìn chăm chằm vào Dương Lệ với ánh mắt thù địch, lý do của cô ta đương nhiên rất vẹn toàn, đó là giúp cô bạn thân của mình trông chừng kỹ chồng của cô ấy, đảm bảo rằng sẽ không bị những người phụ nữ khác cướp đi. Không thể chậm trễ nữa, đi thôi, Trần Triệu Dương khởi động xe, hai cô trừng mắt nhìn nhau. Đều muốn ngồi ở ghế phụ, cuối cùng Trần Triệu Dương phải xoa dịu để cả hai cô đều ngồi ở phía sau. Miễn cưỡng ngồi ở phía sau, hai người họ cũng lườm nguyết nhau không thôi, khí thế thù địch trở nên nặng hơn. Chị gái làm gì vậy? Nhìn làn da của chị bảo dưỡng tốt thật đấy, hoàn toàn không nhận ra rằng người đã gần 30 rồi, tính cách Dương Lệ vốn đã rất đanh đá, lập tức đá xéo. Khi nghe Dương Lệ nói vậy, Từ Tịnh Nhã cười quyến rũ. Trần Triệu Dương ở trên hoàn toàn không nhận ra giọng nói của cô ta, nhưng nhìn qua kính chiếu hậu thấy ánh mắt Từ Tịnh Nhã rất dữ tợn, liền biết cô ta đã tức giận. Ây da, đừng bao giờ gọi như vậy, trông cô còn lớn hơn tôi nhiều, tôi nên gọi cô là chị mới đúng. Chị gái, chị nhìn chị kia, không biết chăm sóc da mình cho tốt vào gì hết, nhớ đâu nhăn nheo như bà già, không có ai cần thì biết làm sao chứ. Cú phản kích của Từ Tịnh Nhã càng sắc bén hơn. Không có bất kỳ lời nói bẩn thỉu nào, nhưng những gì cô ta nói khiến người ta cảm thấy như muốn giết người. Em nên gọi chị là chị mới đúng, em mới tốt nghiệp thôi. Chắc chị gái cũng đã tốt nghiệp mấy năm rồi nhỉ, thời gian trôi nhanh lắm, chị gái nên chú ý nhé. Khi phụ nữ có tuổi rồi, rất dễ không có ai thèm à, Dương Lệ bắn trả, rất sắc bén, không thua Từ Tịnh Nhã vừa rồi. Nghe thấy hai người đẹp này ở hàng ghế sau đang đả kích nhau bằng những lời lẽ đanh thép. Trần Triệu Dương vội rụt cổ lại, anh không muốn tham gia vào cuộc tranh đấu giữa hai người, đúng là giết người không thấy máu mà. Mặc dù Trần Triệu Dương luôn chú ý đến hai người họ, nhưng sự chú ý của anh đã được đặt ở phía sau. Thắt chặt dây an toàn, bám chắc vào, Trần Triệu Dương bỗng hô lên với Dương Lệ và Từ Tịnh Nhã ở đằng sau, sau đó đạp chân ga, chiếc xe phóng về phía trước. Dương Lệ và Từ Tịnh Nhã đang hầm hè nhau giật nảy mình, vội vàng bám thật chặt. Sao vậy? Cảm nhận được hành động đột ngột của Trần Triệu Dương, bọn họ vội vàng hỏi. Có kẻ theo đuôi, đợi lát nữa chúng ta tìm một nơi vắng vẻ để xử lý cái đuôi ấy. Trần Triệu Dương nhìn hai người họ qua gương chiếu hậu, trả lời với vẻ bình tĩnh. Ai thế? Nghe thấy câu nói của Trần Triệu Dương, Dương Lệ hơi căng thẳng, kể từ khi xảy ra vụ việc lần trước, cô ấy cứ luôn thần hồn nát thần tính. Không biết, đợi lát nữa dụ chúng ra mới biết được, Trần Triệu Dương lắc đầu. Mặc dù mắt xuyên thấu giúp anh nhìn thấy đối phương, nhưng lại không biết là ai. Xe của Trần Triệu Dương là xe, Jeep,
tuy rằng tốc độ rất nhanh, nhưng trong thành phố thì lại không chạy nhanh nổi. Quả nhiên, Trần Triệu Dương vừa tăng tốc là chiếc xe đằng sau cũng tăng tốc theo. Hai chiếc xe nối đuôi nhau, chạy tới vùng ngoại thành. Chỉ chưa tới 10 phút là đã tới ngoại thành rồi. Ở đó rất ít xe qua lại, xe của Trần Triệu Dương cũng giảm tốc độ, cuối cùng rẽ vào một con đường đất, đi thêm 200 mét nữa. Chiếc xe đằng sau cũng bám sát theo, sau đó dừng lại cách chiếc xe của Trần Triệu Dương khoảng mấy chục mét. Tiếp đó, 5 người đàn ông với khí thế mạnh mẽ xuống xe. Chúng mày là ai? Vì sao lại theo dõi bọn tao? Trần Triệu Dương nhìn 5 tên đó rồi lạnh lùng hỏi. Nghe nói hôm nay anh Trần sẽ rời khỏi Vân Hải, 5 anh em chúng tôi tới tiễn đưa anh Trần. Mong anh Trần lên đường bình an, chúng tôi sẽ đốt chút tiền giấy cho anh, người đàn ông mặt đen dẫn đầu nói với vẻ mặt âm trầm. Chỉ dựa vào mấy tên vô dụng chúng mày ấy hả? Xem ra chúng mày chuẩn bị tiền giấy chưa đủ rồi, dù sao chúng mày cũng có 5 thằng cơ mà, xuống dưới đấy thì sẽ nghèo kiết xác mất. Trần Triệu Dương bảo hai cô gái chờ trên xe, sau đó lạnh lùng nhìn 5 tên đó. Ha ha, anh Trần biết nói đùa thật đấy. Tiền giấy là của anh hết, đảm bảo đủ dùng, người đàn ông. Cầm đầu cười lạnh, sau đó 5 người xếp hành một hàng, trong tay tên nào cũng cầm súng. Trần Triệu Dương chẳng hề để ý tới mấy thứ đó. Anh chỉ sợ đạn làm bị thương Từ Tịnh Nhã và Dương Lệ thôi, vậy nên ngay khi bọn chúng rút súng ra, Trần Triệu Dương đã lướt tới trước mặt chúng, tung ra một chưởng đánh rơi súng của một tên. Những tên còn lại phản ứng rất nhanh, họng súng nham vào Trần Triệu Dương rồi xả đạn ra. Trần Triệu Dương di chuyển liên tục, những viên đạn ấy chẳng thể chạm nổi vào người anh. 4 tên cầm súng và người đàn ông vừa bị Trần Triệu Dương đánh rơi súng hoảng sợ tột độ, không ai có thể ngờ rằng Trần Triệu Dương có khả năng né tránh súng đạn. Khoảng cách giữa đôi bên gần như thế, sao Trần Triệu Dương lại né được đạn cơ chứ? Trần Triệu Dương chẳng cần biết đám người đó đang nghĩ gì, vừa né tránh, anh vừa di chuyển tới gần bọn họ. Đã áp sát rồi thì súng chẳng còn tác dụng gì nữa, nhớ bản chúng người phe mình thì sao? 5 người nhanh chóng rút dao ra rồi xông về phía Trần Triệu Dương, hiển nhiên là định đánh cận chiến. Một lũ ăn hại mà cũng học người khác cầm dao, Trần Triệu Dương hừ lạnh một tiếng, sau đó lao thẳng về phía bọn họ. Hai tay anh vung ra liên tục, đánh tàn phế cánh tay của chúng. Đám người đó chỉ là những tay súng với hình thể đô con hơn bình thường một chút mà thôi, không có súng thì chẳng có sức uy hiếp gì hết. Nói, kẻ nào đã cử chúng mày tới, Trần Triệu Dương đá dao của những kẻ đó đi rồi lạnh lùng hỏi. Dân chuyên nghiệp như bọn tao tuyệt đối sẽ không bán đứng chủ thuê, muốn chém muốn giết tùy mày, cơn hốt hoảng qua đi, bọn họ cũng nhận ra là lần này gặp hạn rồi. Chẳng ai ngờ được rằng có người lại né được đạn cơ chứ, hơn nữa còn là súng tiểu liên. Ồ! Không nói chứ gì, Trần Triệu Dương không hề cảm thấy ngạc nhiên, anh định cho bọn chúng nếm mùi, để xem bọn chúng còn mạnh miệng được nữa không. Nhưng đúng lúc này, anh bỗng cảm nhận được cơn nguy hiểm rình rập. Năm đó, ở trên chiến trường, trực giác này đã từng cứu anh rất nhiều lần. Mặc dù bây giờ thực lực của anh đã tăng lên nhiều rồi, nhưng đã khiến anh cảm thấy nguy hiểm thì nhất định phải là một chuyện gì đó cực kỳ khủng khiếp. Thế là Trần Triệu Dương lao thẳng sang bên cạnh, không hề do dự một chút nào. Anh vừa rời khỏi vị trí đó là một tiếng nổ dữ dội vang lên. Khu vực mà Trần Triệu Dương vừa đứng bị nổ thành một cái hố to, 5 tay súng ăn nói hùng hổ vừa rồi đã bị chôn cất luôn rồi. Chết tiệt, là đạn cối, Trần Triệu Dương không ngờ là đối phương lại có vũ khí mạnh bạo thế này, mặc dù anh có thể né được đạn, nhưng lực sát thương của đạn cối quá lớn, anh không dám chắc là sẽ an toàn thoát được. Trần Triệu Dương bắt đầu dùng mắt xuyên thấu của mình lia khắp nơi. Anh nhanh chóng phát hiện ra người đàn ông đang cầm súng cối trong tay, không ngờ tên đó vẫn luôn ẩn núp đằng sau cốp xe. Hơn nữa gã ta chớp thời cơ rất tốt, đúng lúc Trần Triệu Dương vừa đánh bại 5 tên kia và nơi lỏng cảnh giác. Nếu không có trực giác mách bảo thì e rằng lúc này anh cũng nổ tan xác rồi. Với sức công phá của đạn cối, Trần Triệu Dương biết thân thể của mình không thể đỡ được. Lại nữa, Trần Triệu Dương vừa phát hiện ra tên bản đạn cối thì lại thấy gã ta nạp thêm một quả vào. Đang chuẩn bị nhắm về phía anh. Thằng khốn, tao phải giết mày, Trần Triệu Dương quát lên rồi chạy thẳng ra xa. Lúc này, súng cối trong tay tên kia cũng phụt ra ánh lửa dữ dội, đạn cối phóng thẳng về phía Trần Triệu Dương vừa chạy đi. Tên bắn súng cối này là một tên dày dặn kinh nghiệm, biết rằng nếu bản ngay tại chỗ thì sẽ chẳng có tác dụng gì với cao thủ, vậy nên ngay khi Trần Triệu Dương bắt đầu chạy, gã ta bắn đạn ra ngoài rồi. Chết tiệt! Sắc mặt của Trần Triệu Dương trở nên khó coi, anh không hề chần chừ,
lập tức thay đổi phương hướng. Đoàng, đạn cối làm nổ tung khu vực mà Trần Triệu Dương sắp chạy tới, may mà Trần Triệu Dương đoán được nên mới kịp thay đổi phương hướng. Nhưng lúc này, khí huyết trong người anh hơi sôi lên. Thay đổi phương hướng trong tình huống vừa rồi như vận chuyển chân khí ngược dòng, may mà thân thể anh từng được tôi luyện hai lần, nếu không thì chắc chắn sẽ bị nội thương sau vụ vừa rồi. Thằng khốn chết tiệt, tao không tin là mày lắm đạn cối đến thế, Trần Triệu Dương chạy trốn một cách chật vật, bởi vì đối phương lại đang nhắm vào. Anh rồi. Từ Tịnh Nhã và Dương Lệ ở trong xe, nhìn thấy Trần Triệu Dương đánh bại năm tên kia, bọn họ còn cảm thấy mừng rỡ, nhưng cảnh tượng xảy ra tiếp đó lại khiến trái tim bọn họ đập thình thịch, vẻ mặt vô cùng hốt hoảng. Bọn họ không ngờ là có kẻ lại bất chấp sự sống chết của đồng đội, sẵn sàng bản chết cả đồng đội chỉ để giết Trần Triệu Dương. Trần Triệu Dương tuyệt đối không thể để kẻ độc ác như thế bản chúng được. Sau khi Trần Triệu Dương vất vả né tránh được quả đạn cối thứ 5, anh biết là mình không thể tiếp tục như vậy được nữa. Vừa rồi anh đã dùng mắt xuyên thấu quan sát, tên khốn đó chuẩn bị rất nhiều đạn cối ở trong cốp xe. Nếu bắn hết chỗ đó thì anh sẽ mệt chết mất. Hơn nữa Trần Triệu Dương cũng sợ rằng đối phương không bắn chúng mình thì sẽ trút giận vào Từ Tịnh Nhã và Dương Lệ, chỉ cần bắn một quả đạn cối ra thôi là anh sẽ chẳng có cơ hội cứu bọn họ. Thế là Trần Triệu Dương lao thật nhanh về phía tên kia, dùng hết tốc lực của mình. Tất nhiên là tên bắn súng cối cũng nhận ra mục đích của Trần Triệu Dương, nhưng gã ta không hề luống cuống, mà là nhảm thẳng vào Trần Triệu Dương rồi bóp cò súng. Bàn tay còn lại của gã ta lại lấy thêm một quả đạn nữa để lắp vào thật nhanh, cả quá trình chưa tới 2 giây, khiến người ta tức lộn ruột. Sau đó, gã ta lại bắt đầu bắn đạn về phía Trần Triệu Dương. Trần Triệu Dương không hề ngờ rằng vừa rồi đối phương vẫn chưa trổ hết tài năng, vẫn còn cả chiêu này nữa, rõ ràng là một người kỳ cựu trên chiến trường. Thế nhưng Trần Triệu Dương không có thời gian để tán thưởng gã ta, anh tăng hết tốc lực để dịch chuyển, đồng thời mấy viên đá xuất hiện trong tay, vừa rồi anh đã nhặt chúng trong lúc né tránh. Trần Triệu Dương quăng ra thật mạnh, những viên đá ấy còn nhanh hơn cả đạn, phát ra một loạt những tiếng xé gió, chỉ chớp mắt đã tới trước mặt tên kia. Điều khiến Trần Triệu Dương phải khiếp sợ là tên đó rút một con dao ra, mọi viên đá ập tới đều bị gã ta hất văng đi. Còn là một cao thủ võ cổ truyền nữa, cảm nhận được tốc độ và sức lực của đối phương khi vung dao, Trần Triệu Dương lập tức híp mắt lại. Con dao đó là hàng xịn, anh ném đá còn nhanh hơn cả đạn, nhưng con dao ấy vẫn không bị sứt mẻ chút nào. Trần Triệu Dương di chuyển không theo một quy luật nào cả, có thêm 3 quả đạn cối bắn tới, nhưng anh đều né được hết. Rút lui, nhìn tình hình ấy, người kia biết không thể ám sát Trần Triệu Dương được, bèn lấy một chiếc xe máy địa hình cỡ nhỏ trong cốp xe ra rồi trèo lên đó. Tặng mày một món quà nữa nè, trên mặt người đó hiện lên nụ cười âm trầm. Ngay sau đó, gã ta lấy một khẩu súng cối đã được cải tạo, nó có những 3 nòng, nhắm thẳng vào Trần Triệu Dương và bóp có. Sau khi làm xong những chuyện đó, gã ta nổ máy chạy về phía xa. Mẹ kiếp! 3 quả đạn cối chặn đứng đường đi của Trần Triệu Dương. Vào thời khắc nguy cấp, Trần Triệu Dương giẫm mạnh xuống mặt đất, cả người bật lên trên cao. 3 quả đạn cối sượt qua người Trần Triệu Dương. Sau khi anh né được 3 quả đạn ấy, chúng đụng thẳng xuống mặt đất, anh phải lộn một vòng để thoát ra khỏi khu vực tản ra sóng xung kích. Chết tiệt, thằng đó còn có cả trò này nữa, Trần Triệu Dương chật vật bò lên khỏi mặt đất, bên tai vang lên những tiếng nổ đùng đoàng, may mà anh tránh thoát. Nhìn về phía tên kia, anh phát hiện ra gã ta đã đi được hơn 200 mét rồi, hơn nữa với tốc độ của gã ta, dù bây giờ anh đuổi theo thì cũng khó mà đuổi kịp được. Khốn kiếp, lần sau đừng để tao gặp lại mày, Trần Triệu Dương tức lộn ruột, nếu biết trước thì anh đã không tìm khu vực trống trải như thế này để làm bia ngắm cho người ta. Xem ra sau khi từ chiến trường về thành thị, mức độ cảnh giác của anh giảm đi nhiều rồi. Vừa rồi, anh nên nhìn xuyên qua sau cốp xe mới đúng. Ai có thể ngờ rằng có người núp đằng sau cốp xe cơ chứ, đã thế còn trang bị vũ khí chết chóc ấy nữa. Trần Triệu Dương hậm hực đi lên chiếc xe đó để tìm kiếm xem có tin tức gì có tác dụng không. Kết quả anh vừa lên xe thì nghe thấy tiếng tích tắc quen thuộc của bom hẹn giờ. Đoàng! Trần Triệu Dương phi thật nhanh ra xa, mới được khoảng 20 mét thì chiếc xe đã nổ tung. Sóng xung kích khổng lồ hất văng Trần Triệu Dương ra ngoài, sau đó rơi mạnh xuống đất. Trần Triệu Dương! Dương Lệ và Từ Tịnh Nhã ngồi trên xe cũng nhìn thấy cảnh ấy, cả hai sợ hết hồn, lao thẳng về phía Trần Triệu Dương. Khu khu! Trần Triệu Dương chật vật nhổ một bãi bùn cỏ trong miệng ra. Uy lực của quả bom hẹn giờ vừa rồi rất mạnh,
Anh không kịp né tránh, nếu không có một cơ thể rắn chắc thì e rằng chỉ sóng xung kích vừa rồi thôi cũng đủ để làm anh bị thương nặng ấy chứ. May mà chỉ hơi ù tai một chút, khó khăn lắm anh mới nhổ được hết mọi thứ trong miệng ra. Chết tiệt, chuẩn bị thật đầy đủ, vẻ mặt của Trần Triệu Dương rất khó coi, trước kia chỉ toàn là anh đặt bẫy người khác, đã bao giờ bị đặt bẫy thế này. Anh thề rằng nhất định sẽ tìm ra tên khốn kiếp ấy, nếu không thì sao có thể xả được cơn giận này. Trần Triệu Dương, anh không sao chứ, hai cô gái đi tới trước mặt anh, lo lắng kiểm tra khắp người anh một lượt. Trong lúc hoảng loạn, bọn họ sờ chúng vào vị trí không nên sờ, khiến Trần Triệu Dương giật mình, suýt thì có phản ứng. Anh vội vàng kìm nén, vẫy tay với bọn họ ý bảo mình không sao cả. Anh làm sao vậy, sau khi kiểm tra xong cho Trần Triệu Dương và chắc chắn rằng anh không bị thương, rốt cuộc bọn họ cũng thở phào một hơi. Ngay sau đó, bọn họ lại nghĩ tới chuyện vừa rồi mình đã sờ mó khắp người Trần Triệu Dương, thế là cả hai đỏ bừng mặt lên, không dám ngẩng đầu nhìn Trần Triệu Dương nữa. Đi, về Vân Hải, Trần Triệu Dương không cam lòng bỏ đi như thế, dám gài bẫy anh thì phải chuẩn bị tinh thần mà gánh chịu hậu quả. Tôi đang ù tai nên không nghe thấy gì, các cô lái xe đi, để tôi nghỉ ngơi một lát, lên xe, Trần Triệu Dương mở miệng nói. Kế đó, anh bèn ngồi vào ghế sau, bắt đầu điều chỉnh lại hơi thở. Sau trận chiến lần này, Trần Triệu Dương nhận ra anh hơi khinh thường người đời rồi. Khi xưa xông xáo trên trường quốc tế, sáng tạo ra tổ chức làm cả thế giới phải khiếp sợ, tự cho rằng mình đã vô địch. Nhưng không ngờ mới quay lại thành thị một thời gian mà đã gặp được nhiều cao thủ như thế, lại còn có cả pháo thủ khủng khiếp ngày hôm nay nữa. Xem ra Hoa Hạ đúng là một mảnh đất đầy dẫy nhân tài, chuyện ấy cũng là bởi vì người Hoa Hạ khiêm tốn không thích khoe khoang, nếu không, chỉ cần xông xáo ra quốc tế là hoàn toàn có thể gây dựng nên sự nghiệp. Phương pháp chiến đấu của những người này vô cùng quen thuộc, anh nhớ lúc mới tới thành phố Vân Hải, chỗ ngủ của anh bị nổ tanh bành, còn gặp hàng loạt công kích nữa. Nhà họ Ngụy. Trần Triệu Dương bỗng mở mắt ra, nói với Dương Lệ và Từ Tịnh Nhã. Nghe thấy Trần Triệu Dương nói vậy, hai cô gái quay sang nhìn nhau. Nhưng bọn họ biết lúc này Trần Triệu Dương đang tức anh ách, vì vậy không ai hỏi gì, lái thẳng xe tới nhà họ Ngụy. Bọn họ đều là người thành phố Vân Hải, tất nhiên là biết vị trí của nhà họ Ngụy, chẳng bao lâu sau, chiếc xe đã gần tới đích. Bất kể có phải bọn họ hay không thì cũng cứ tới đó thăm dò là sẽ biết ngay thôi. Nghĩ tới đây, Trần Triệu Dương mở mắt ra, tiếp đó lập tức mở cửa xuống xe. Sau khi dặn Dương Lệ và Từ Tịnh Nhã đừng xuống xe, Trần Triệu Dương đi thẳng tới nhà họ Ngụy. Hai, khi nào mới mạnh được như Trần Triệu Dương đây? Đến lúc đó sẽ không cần ngồi du rú trong xe nữa, nhìn theo bóng lưng của Trần Triệu Dương, Dương Lệ lẩm bẩm với vẻ lạc lõng. Nghe thấy câu nói của Dương Lệ, Từ Tịnh Nhã cũng đồng cảm gật đầu. Mỗi khi cần chiến đấu, Trần Triệu Dương luôn dàn xếp chu đáo cho bọn họ, nếu chính bọn họ cũng có thực lực thì sẽ không phải như bây giờ. Tất nhiên là Trần Triệu Dương không biết bọn họ đang nghĩ gì, chỉ một lát là anh đã tới trước cổng nhà họ Ngụy. Dừng lại, mày là ai, không biết đây là nhà họ Ngụy sao? Cút đi mau lên, Trần Triệu Dương đang chuẩn bị xông vào thì tiếng quát tháo vọng ra từ bên trong. Đúng nhà họ Ngụy là được rồi, tao đang tìm nhà họ Ngụy đây, Trần Triệu Dương nhếch môi cười lạnh lùng. Sau đó đi thẳng tới trước cổng. Biết là nhà họ Ngụy mà còn tới gây chuyện, xem ra mày không biết kết cục khi chọc giận nhà họ Ngụy rồi. Hiện giờ tao cho mày một cơ hội, cút đi mau lên, nếu không thì mày tiêu đời đấy. Bảo vệ ở cổng vô cùng hách dịch, hiển nhiên ở thành phố Vân Hải, chưa từng có người dám xông thẳng vào nhà họ Ngụy như thế. Trần Triệu Dương không trả lời, anh đá thẳng một cú vào cánh cổng, khiến nó bay ra ngoài như một tờ giấy. Bảo vệ ở cửa không thể ngờ được rằng lại có người dám đạp cổng, càng không ngờ người đó lại khỏe như thế, đạp một phát mà cổng bay đi luôn. Thế là tên bảo vệ đó bị cổng văng trúng và bay ra ngoài, ngã văng xuống đất rồi ngất xỉu tại chỗ. Tiếng động ở cổng lập tức thu hút người nhà họ Ngụy, một nhóm người chạy ra, thấy cánh cổng bị đạp đổ, ai nấy đều tức giận không thôi. Thằng danh, mày là ai? Dám đến nhà họ Ngụy gây chuyện, chán sống rồi sao? Hỏi làm cái gì, giết luôn đi. Dám phá cổng nhà họ Ngụy chúng ta, giết hắn cũng không đủ để hả giận. Đám đệ tử nhà họ Ngụy phẫn nộ gào lên, chỉ muốn xông lên xé xác Trần Triệu Dương. Chỉ có điều vẫn có một số người nhận ra đó là Trần Triệu Dương, bèn lẳng lặng đi thông báo cho những người có quyền hành trong gia tộc. Hừ, tao bắt nạt chúng mày đấy, có giỏi thì lên giết tao đi, Trần Triệu Dương hừ lạnh một tiếng,
sau đó anh chắp tay sau lưng rồi bước vào trong, thong thả như đang đi dạo phố. Ngông cuồng, chết đi, lúc này, một người khá nóng tính hét to lên, giáng một đấm về phía Trần Triệu Dương. Phục hổ quyền của anh Ngụy Nguyên lại tiến bộ rồi, lợi hại thật đó. Thằng kia sẽ bị đánh bể đầu mất, anh Ngụy Nguyên, giết hắn. Thấy có người xông lên, đám đệ tử nhà họ Ngụy hưng phấn tột độ, gào thét đòi giết Trần Triệu Dương, quả thực là không coi mạng người ra gì. Vẻ mặt của Trần Triệu Dương lập tức trở nên lạnh lùng, người nhà họ Ngụy nóng lòng muốn chết như thế thì anh nhất định phải cho bọn họ toại nguyện. Thế là anh vung một cái tát vào mặt Ngụy Nguyên, Ngụy Nguyên cũng nhìn thấy hành động của Trần Triệu Dương, nhưng ông ta chẳng thể trốn nổi, chỉ biết trơ mắt nhìn cái tát của Trần Triệu Dương ập xuống. Bốp! Ngụy Nguyên chẳng hề có sức phản kháng, bị cái tát của Trần Triệu Dương đánh bay ra ngoài. Ông ta đụng mạnh đầu vào tường rồi mới ngừng lại. Nhìn thấy cảnh ấy, tất cả mọi người chố mắt ra. Ai cũng đang đặt kỳ vọng vào Ngụy Nguyên, chẳng ai có thể ngờ rằng vừa đụng độ mà ông ta đã thất bại rồi. Còn ai không phục nữa? Lên tiếp đi, Trần Triệu Dương ngoách tay khiêu khích bọn họ, nói một cách kiêu căng. Mày đừng có hoành hoang, đợi cao thủ nhà họ Ngụy chúng tao đến thì mày không chạy thoát được. Đâu? Lúc này, có người giận dữ hét lên, nhưng nét sợ hãi nơi đáy mắt lại bán đứng tâm trạng của bọn họ. Lũ rác rưởi, Trần Triệu Dương cười lạnh một tiếng, sau đó cất bước đi về phía tòa nhà chính của nhà họ Ngụy. Anh đi đến đâu là con cháu nhà họ Ngụy đều phải nhường đường, khiến bọn họ càng cảm thấy nhục nhã hơn nữa, cơn tức trong mắt như muốn trào ra ngoài. Trần Triệu Dương, mày dừng bước lại cho tao, đúng lúc này, mấy bóng người nhanh chóng xuất hiện, chặn đứng lối đi của Trần Triệu Dương. Cuối cùng cũng có mấy con kiến to khỏe hơn một chút, Trần Triệu Dương khinh thường cười nói, thực lực của mấy người này mới đạt tới cảnh giới thiên tiên, hơn nữa đại đa số đều lớn tuổi rồi, khí huyết không dồi dào, e rằng sức chiến đấu chỉ hơn bậc cao nhất của hậu thiên một chút mà thôi. Trần Triệu Dương, vì sao mày lại xông vào nhà họ Ngụy bọn tao? Đã thế còn ra tay đánh người nữa, lúc này, ông lão có râu đi đầu phẫn nộ hỏi. Hừ, các người dám làm mà không dám nhận hả? Nếu thực lực của tôi không đủ mạnh thì e rằng kế hoạch của các người đã thành công rồi, Trần Triệu Dương hừ lạnh một tiếng, trên mặt mang theo. Sự tức giận. Trần Triệu Dương nói vậy khiến mấy ông lão ấy trở nên mất tự nhiên, tuy rằng chỉ thoáng qua rồi lập tức biến mất, nhưng Trần Triệu Dương vẫn nhìn thấy. Quả nhiên là bọn họ, xem ra anh không đoán sai chút nào, chuyện đó khiến Trần Triệu Dương cảm thấy yên tâm hơn. Nói lung tung cái gì thế hả? Bọn tao sai người chặn giết mày bao giờ? Một ông lão vội vàng chối bỏ. Không hay rồi, nghe thấy ông ta nói vậy, những người khác thay đổi sắc mặt, muốn ngăn cản nhưng cũng chẳng kịp. Ồ, tôi nói là mình bị chặn giết khi nào? Đến lúc này mà còn không thừa nhận, xem ra không dạy cho các người một bài học ra trò thì các người sẽ không nhớ đời. Trần Triệu Dương cười lạnh một tiếng, sau đó anh đột nhiên tiến về phía trước một bước, sát khí tuôn trào ra, ập thẳng vào những người xung quanh. Thời khắc Trần Triệu Dương phóng sát khí ra, người nhà họ Ngụy ở bốn phía xung quanh lập tức thay đổi sắc mặt, cảm thấy lạnh toát cả người, như vừa bị nước đá tạt vào. Bọn họ như nhìn thấy thây chất thành núi, máu chảy thành sông, còn Trần Triệu Dương thì chính là ác ma bước ra từ địa ngục, phải giết bao nhiêu người mới có sát khí khủng khiếp thế này được đây. Trong thời đại hòa bình như bây giờ, sao lại có người ngưng tụ được sát khí rùng rợn như thế? Mấy ông lão nhà họ Ngụy âm thầm kêu khổ, bởi vì sát khí của Trần Triệu Dương chủ yếu dồn vào người bọn họ, khiến bọn họ cảm thấy tinh thần của mình sắp sụp đổ đến nơi rồi. Xa. Lúc này, một ông lão không chịu nổi được nữa, vừa gào thét vừa lao về phía Trần Triệu Dương. Chết đi, Trần Triệu Dương không hề nương tay, anh tung ra một nắm đấm, đánh thẳng vào cổ họng của ông lão đó. Ông ta hét lên rồi trợn to mắt, sau đó chậm rãi gục xuống. Tiếp đó, Trần Triệu Dương đá bay ông lão đó đi, khiến ông ta bị quẳng xuống đất như một con búp bê vải, không còn dấu hiệu của sự sống nữa. Mày! Nhìn thấy hành động tàn nhẫn của Trần Triệu Dương, người nhà họ Ngụy đồng loạt hít sâu một hơi. Người này quá hung tàn, không hề có kỳ điều gì hết. Lên hết đi, sau khi chứng kiến thủ đoạn của Trần Triệu Dương, bọn họ biết mình không có đường lui nữa, nếu quyết chiến đến cùng thì may ra còn có hy vọng sống sót. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lúc này, nhân cơ hội Trần Triệu Dương ra tay, sát khí vơi đi một chút, mấy ông lão kia vây kín mọi phương hướng xung quanh anh. Bọn họ hiểu rõ thực lực của Trần Triệu Dương, vậy nên không ai dám nhẹ tay, tất cả đều thi triển võ học mạnh nhất của mình, khiến không khí xung quanh chấn động, như thể sắp vỡ vụn ra.
Đương nhiên đó chỉ là ảo giác của bọn họ mà thôi, cho dù là cao thủ cảnh giới thiên tiên cao hơn thì cũng không thể làm chấn động không gian được. Rác rưởi đúng là rác rưởi, cho dù lên hết một loạt thì cũng đã sao. Cút hết đi, Trần Triệu Dương cười khẩy một tiếng, sau đó cơ thể anh thoát ẩn thoe hiện, né tránh công kích của những người khác, sau đó đụng độ một chưởng với ông lão cầm đầu. Ông lão kia không hề nghĩ rằng Trần Triệu Dương có thể né tránh được tất cả công kích, đợi đến khi ông ta kịp phản ứng thì đòn tấn công của Trần Triệu Dương đã ập tới rồi, thế nên ông ta chỉ có thể dồn hết chân khí vào lòng bàn tay. Dầm, hai người đụng độ một chưởng, Trần Triệu Dương đứng im không nhúc nhích, còn ông lão kia thì hộc máu bay ra ngoài, kéo lên 5, 6 mét trên mặt đất rồi mới đứng vững lại được. Thế nhưng Trần Triệu Dương sẽ không bỏ qua cho ông ta như thế, mà cứ áp sát về phía ông ta. Không đợi ông lão đó đứng vững, anh đã tung ra một cú đá, giáng thẳng vào đan điền của ông ta. Ông lão ấy cảm nhận được cơn đau truyền tới từ bụng dưới, sau đó chân khí trong cơ thể ông ta bị mất kiểm soát, bắt đầu tiêu tan hết. A, à, mày dám phế bỏ tu vi của tao, không còn chân khí nữa, khuôn mặt của ông lão đó nhanh chóng trở nên nhăn nheo, máu tươi nhuốm đỏ vạt áo ông ta, trên mặt chỉ toàn sự tuyệt vọng, không có chân khí thì ông ta cũng tiêu đời rồi. Vẻ mặt của những ông lão khác đều biến đổi hẳn, hiển nhiên bọn họ không ngờ rằng cả đám đã vây công rồi mà Trần Triệu Dương vẫn có thể phế bỏ tu vi của người mạnh nhất trong số bọn họ, khiến tất cả cảm nhận được nguy cơ rùng rợn. Đến lượt các người rồi đó, Trần Triệu Dương bỗng xoay người lại, tung một chưởng về phía ông lão đang đứng gần anh nhất. Đừng có mơ, ông lão ấy lập tức di chuyển, né tránh chưởng đó của Trần Triệu Dương. Hừ, cảm nhận được lối di chuyển ảo diệu của ông lão ấy, Trần Triệu Dương hơi sửng sốt. Sau đó anh lại ra tay tấn công, lần này tốc độ của anh nhanh hơn hẳn lần trước, đồng thời sử dụng cả mắt xuyên thấu. Nhờ có mắt xuyên thấu, quỹ tích di chuyển của ông ta lọt hết vào mắt Trần Triệu Dương, anh lập tức tung chưởng vào một vị trí trống không. Nhìn thấy hành động kỳ lạ ấy của anh, những người khác đều cảm thấy khó hiểu. Trần Triệu Dương bị ngu rồi hả? Nhưng ông lão có lối di chuyển ảo diệu ấy lại thay đổi sắc mặt, bởi vì vị trí mà Trần Triệu Dương nhằm tới chính là nơi mà ông ta sắp đặt chân. Thế nhưng ông ta không thể thay đổi phương hướng được, chỉ có thể đụng thẳng vào chưởng của Trần Triệu Dương, chẳng khác nào một kẻ ngốc. Dầm! Chưởng ấy của Trần Triệu Dương khiến xương sườn của ông ta bị đánh vỡ nát, nguồn lực xâm nhập vào cơ thể, một ngụm máu tươi mang theo nội tạng hộc ra từ miệng ông ta. Sau đó ông ta ngã bay ra ngoài, trong mắt chỉ toàn sự khó tin. Bàn tay của ông ta nâng lên, không cam lòng nhìn Trần Triệu Dương, sau đó chút hơi thở cuối cùng. Trước khi chết, ông ta trợn to đôi mắt, thể hiện sự không cam lòng của mình, đây rõ ràng là chết không nhắm mắt rồi còn gì nữa. Hai ông lão thiên tiên, chỉ chưa tới một phút mà đã chết một người, người còn lại thì tàn phế, thực lực của Trần Triệu Dương quá khủng khiếp, bọn họ không thể ngăn cản được. Chẳng lẽ ông trời muốn làm nhà họ Ngụy diệt vong sao? Người nhà họ Ngụy đều tuyệt vọng không thôi, hiện giờ gia chủ và đại trưởng lão đều không ở đây, ai có thể ngăn cản được Trần Triệu Dương? Trần Triệu Dương, mày đừng có hống hách, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, có giỏi thì đợi gia chủ và đại trưởng lão của bọn tao trở về, mấy ông lão còn lại không dám ra tay nữa, ai cũng nhìn Trần Triệu Dương bằng vẻ mặt kiêng kỵ, một ông lão trong số đó lên tiếng nói. Yên tâm đi, tiếp theo tôi sẽ không giết các người. Tôi sẽ chờ gia chủ và đại trưởng lão của các người về, để các người chứng kiến cảnh người mà các người cho là mạnh nhất bị đánh bại, Trần Triệu Dương cười lạnh một tiếng rồi đưa ra lời hứa. Nghe thấy lời hứa của Trần Triệu Dương, bọn họ lập tức thở phào nhẹ nhõm, ít nhất thì bọn họ cũng không gặp họa sát thân. Nhưng mà chờ đợi cũng nhàm chán lắm, chỉ bằng chúng ta làm một vài chuyện thú vị đi, Trần Triệu Dương cười tủm tỉm, anh liếc nhìn ông lão vừa lên tiếng, sau đó biến mất tại chỗ. Lúc xuất hiện trở lại, một cú đấm của anh đã giáng vào đan điền của ông ta rồi. Mày nuốt lời, ông lão kia lùi lại hai bước, trên mặt hiện lên nét không cam lòng, đồng thời đan điền của ông ta cũng vỡ vụn ra. Tôi chỉ nói là không giết các người, chứ không nói là không phế bỏ tu vi của các người, Trần Triệu Dương cười lạnh rồi lại ra tay thật nhanh, mấy ông lão mới đạt tới cảnh giới thiên tiên đều bị đánh nát đan điền, ai nấy đều tái mét mặt mày, nhìn Trần Triệu Dương với vẻ căm hận. Đám người nhà họ Ngụy có tu vi thấp cứ im phăng phắc, không ai dám lên tiếng, sợ sẽ đến lượt mình. Sau đó, Trần Triệu Dương không ra tay nữa, mà im một cái ghế để ngồi xuống. Anh chẳng thèm để ý tới đám con cháu yếu xìu ấy của nhà họ Ngụy. Với năng lực như vậy, cho dù để bọn họ trưởng thành thì e rằng cũng chẳng có sức uy hiếp gì với anh. Thấy Trần Triệu Dương ra tay nữa, đám con cháu nhà họ Ngụy thở phào nhẹ nhõm.
Thời gian dần trôi qua, đám con cháu nhà họ Ngụy chẳng dám nhúc nhích gì, cứ giữ im lặng như thế, bầu không khí vô cùng đáng sợ. Tôi đợi thêm 10 phút nữa, nếu gia chủ và đại trưởng lão của các người không xuất hiện thì xin lỗi nhé, nhà họ Ngụy các người không cần thiết phải ồn tại nữa, Trần Triệu Dương đã mất kiên nhẫn rồi, anh hừ lạnh rồi nói. Nghe thấy câu ấy của anh, người nhà họ Ngụy đồng loạt thay đổi sắc mặt, chẳng lẽ Trần Triệu Dương muốn giết sạch người nhà họ Ngụy bọn họ sao? Cũng không hẳn là không thể, Trần Triệu Dương làm việc gàn dở, chẳng kiêng dè điều gì, hoàn toàn có thể làm ra chuyện như thế. Súc sinh, mày muốn chết rồi, đúng lúc này, mấy bóng người lao nhanh vào từ cửa. Đám Ngụy Giang Hà và Ngụy Đỉnh Phong trở về sau khi nhận được tin tức của đệ tử trong gia tộc, ngoài người nhà họ Ngụy ra thì còn hai ông lão mặc áo choàng đen. Cuối cùng cũng tới, nếu các người không về là tôi sẽ châm lửa đốt cái nhà họ Ngụy này luôn đấy. Đối mặt với khí thế hùng hổ của đám Ngụy Giang Hà, Trần Triệu Dương chẳng hề dao động. Anh vắt chân ngồi trên ghế, nói một cách rửng rưng. Trần Triệu Dương, mày vô duyên vô cớ xông vào nhà họ Ngụy, đánh nhiều người bị thương như thế, có phải mày nên cho chúng tao một lời giải thích không? Vẻ mặt của Ngụy Giang Hà âm trầm tột độ, nhìn các trưởng lão đang nằm lăn lộn trên mặt đất, ông ta tức muốn phát điên. Bởi vì ông ta cảm nhận được rằng đan điền trong cơ thể những trưởng lão ấy đều vỡ vụn cả rồi. Mặc dù bọn họ chỉ đạt tới cảnh giới thiên tiên bằng cách sử dụng những tài nguyên tu luyện, sức chiến đấu không cao, nhưng dù sao cũng là trụ cột của nhà họ Ngụy, ấy vậy mà tất cả đều bị xử hết trong lần này. Nguy cơ lớn nhất của nhà họ Ngụy ập tới một cách đột ngột, không ai kịp chuẩn bị gì cả. Cho dù bọn họ giết Trần Triệu Dương thì thực lực của nhà họ Ngụy vẫn giảm đi nhiều, đối mặt với biết bao thế lực trong thành phố Vân Hải, e rằng bọn họ sẽ gặp tai ương thật rồi. Giang Hà, đừng nhiều lời với hắn. Giết hắn rồi hãy nói, lúc này, Ngụy Đỉnh Phong đã không kiềm được, trong lòng vô cùng ân hận. Sớm biết có ngày hôm nay, ông ta nên sớm ra tay giết chết Trần Triệu Dương. Nếu không thì nhà họ Ngụy cũng sẽ không trở nên nông nỗi này. Đồ súc sinh, dám tới nhà họ Ngụy gây sự, mày chết chắc rồi có biết không? Không chỉ mày, chờ ao giết mày xong rồi, tao sẽ đích thân tới Nam Hải một chuyến, bắt hết tất cả những người có liên quan tới mày, khiến bọn họ cả đời này phải làm nô lệ cho nhà họ Ngụy. Tao phải giày vò bọn họ cả đời, để mày khi xuống địa ngục cũng sẽ hối hận vì đã gây chuyện với nhà họ Ngụy bọn tao. Lúc này, Ngụy Đỉnh Phong làm gì còn có nguy nghiêm của một bậc trưởng bối, hoàn toàn mất đi bình tĩnh, trở nên điên cuồng. Vì người đã mất chính là em trai ruột của mình, tuy thực lực của em trai ông ta không ra gì nhưng lại bị người ta giết chết thì làm sao ông ta không điên lên chứ? Ông nói lại lần nữa xem, Trần Triệu Dương nghe Ngụy Đỉnh Phong nói vậy thì đột nhiên sắc mặt lạnh băng. Sát khí trong người dâng lên điên cuồng, đôi mắt đỏ như máu, nhìn chằm chằm Ngụy Đỉnh Phong rồi hét lên. Ha ha, nghe cho rõ đây, ý tao là tao sẽ khiến cho những người có liên quan tới mày, cả đời này sẽ làm nô lệ cho nhà họ Ngụy, bị nhà họ Ngụy bọn tao giày vò tới chết. Còn về người vợ xinh đẹp của mày, tao sẽ để ả ta làm nô lệ cho Cường Nhi. Nếu không thì làm sao? Xứng với sự càn quấy của mày. Ngụy Đỉnh Phong nghiến răng nghiến lợi giống lên như điên. Rất tốt, dựa vào câu nói này của ông, nhà họ Ngụy các người, hôm nay toàn bộ sẽ bị xóa sổ, sẽ không còn nhà họ Ngụy nào ở cái đất Vân Hải này nữa. Dáng vẻ Trần Triệu Dương vô cùng lạnh lùng, sát khí trong người đã sắp trào ra. Ha ha, hôm nay, ông đây muốn xem thử làm sao mày xóa sổ được nhà họ Ngụy bọn tao. Ngụy Đỉnh Phong gầm lên một tiếng, tiếp theo quay đầu nhìn sang hai ông lão mặc áo đen, mời hai vị ra tay giúp đỡ, sau khi xong thì nhà họ Ngụy nhất định sẽ trả ơn hậu hĩnh. Tên nhãi, chính mày đã giết Thiết Sơn phải không? Hai ông lão mặc áo đen gật đầu, sau đó một người trong đó đứng ra, khuôn mặt như thây ma hỏi anh. Thiết Sơn là ai? Trần Triệu Dương hơi khó hiểu. Trước giờ anh chưa từng giết ai tên là Thiết Sơn gì đó. Chính là người mặc áo xanh mà mày đã giết ở Nam Hải, hai lão ta đưa ra, sau đó lên tiếng. Ồ, ông nói cái lão già của bộ tộc Hắc Sơn đó à? Không sai, là tôi giết đấy. Ông ta muốn giết tôi. Lẽ nào tôi còn đứng yên để ông ta giết hay sao? Trần Triệu Dương bỗng nhớ ra, cũng không hề phủ nhận mà còn thẳng thẳng gật đầu thừa nhận. Tên súc sinh đáng chết, quả nhiên là mày làm. Mày đáng chết, hai ông lão mặc áo đen đột nhiên gào lên. Hiển nhiên là cái tên Thiết Sơn bị giết đó có quan hệ rất tốt với bọn họ, nếu không, bọn họ cũng sẽ không phẫn nộ như vậy. Ồ, lão già thúi, ý ông nói là hai người cũng đến từ bộ tộc Hắc Sơn, Trần Triệu Dương tỏ ra nghi ngờ. Dù gì những người khác trong bộ tộc Hắc Sơn thì thân thể họ vô cùng mạnh mẽ. Nhưng lúc này, anh lại khá phấn khích,
Anh không biết, sức mạnh của thân thể mình mà so với người của bộ tộc Hắc Sơn thì sẽ như thế nào. Giờ có cơ hội như vậy, anh dĩ nhiên sẽ không bỏ qua. Chúng ta cùng ra tay đi, nghe thấy hai người mình mời tới cũng có thủ với Trần Triệu Dương, Ngụy Đỉnh Phong nhất thời cảm thấy nhẹ nhõm, xem ra lần này hai người này có thể sẽ dốc hết sức ra tay. Được, hai ông lão của tộc Hắc Sơn tuy rất tự tin về võ công của mình nhưng đối diện với người từng giết người anh em Thiết Sơn của mình là tên Trần Triệu Dương này, bọn họ dĩ nhiên càng phải cẩn trọng. Lúc ba người họ vây lấy Trần Triệu Dương, hiển nhiên là không màng tới đạo nghĩa giang hồ gì cả, trực tiếp lấy đông hiếp yếu. Tới đi, ba lão già không sợ chết kia, để ông đây xem thử các người có chiêu trò gì, nhìn thấy hành động của ba người bọn họ, Trần Triệu Dương lại khinh thường nói. Tuy vẻ mặt khinh thường nhưng Trần Triệu Dương đã sử dụng đôi mắt xuyên thấu. Thực lực của cái tên Ngụy Đỉnh Phong này cũng y như Phòng Vũ ban đầu, là thuộc về bậc cao của Thiên Tiên Đại Thành. Nếu một chọi một như vậy, muốn chiến thắng thì phải tiêu tốn nhiều sức lực. Bây giờ lại có thêm hai lão già thân thể rắn chắc của bộ tộc Hắc Sơn nữa, chắc anh cần phải nghĩ đối sách mới được. Giết, Ngụy Đỉnh Phong đã không nhịn được mà hét lên ngay, điên cuồng xông vào Trần Triệu Dương. Hai người của bộ tộc Hắc Sơn kia dĩ nhiên cũng không chịu thua kém, bóng người lướt qua, trực tiếp đi tới phía sau và bên phải của Trần Triệu Dương, chặn hết toàn bộ đường lui của anh. Ba người tuy không cùng nhau xông lên nhưng lúc này lại rất hiểu ý nhau, chặn hết mọi ngõ ngách mà Trần Triệu Dương có thể tránh được. Cút ran, chân khí trong cơ thể anh sục sôi, nhanh chóng ra tay, nháy mắt đánh ra 10 trường. Ngụy Đỉnh Phong không hổ là kẻ mạnh nhất của nhà họ Ngụy. 10 trường này của Trần Triệu Dương đều được ông ta đỡ được. Còn hai ông lão kia lại nhân cơ hội đánh úp, Trần Triệu Dương, nhưng anh sớm đã có phòng bị, nhìn chằm chằm bọn họ. Hai người họ ra tay đều bị Trần Triệu Dương né được. Hai ông lão đó tuy thực lực rất mạnh nhưng tốc độ của họ thì không đủ, di chuyển cơ thể không đủ nhạy bén. Trần Triệu Dương chuẩn bị xử lý cái tên Ngụy Đỉnh Phong rồi mới tập trung đối phó với hai ông lão có tuổi này. Bóng dáng của Trần Triệu Dương giống như chú bướm, không ngừng di chuyển qua lại giữa ba người kia. Hai ông lão kia cơ bản không chạm vào được, Trần Triệu Dương, chỉ có Ngụy Đỉnh Phong miễn cưỡng có thể bắt được vài động tác của anh. Tên xúc sinh đáng chết, trơn như con trạch vậy, cảm thấy sự di chuyển cơ thể của Trần Triệu Dương khác thường, sắc mặt của Ngụy Đỉnh Phong vô cùng khó coi. Lúc nãy không ngừng đối đầu với anh, ông ta thật ra đã bị trào ngược khí huyết, hai vai trở nên tê dại. Hiển nhiên là chân khí tích tụ và cơ thể mạnh mẽ của Trần Triệu Dương không phải chuyện đùa. Mau chết đi, ông ta nhân lúc Trần Triệu Dương né tránh, trực tiếp tung liên hoàn trưởng, điên cuồng xông vào đánh anh. Những bóng trưởng này bay khắp trời, bao phủ toàn thân của Trần Triệu Dương, giống như mặc kệ anh có tránh thế nào cũng bị đánh trúng. Hừi, làm màu, phá cho tao, Trần Triệu Dương lại hừ lạnh, sau đó chân khí trong cơ thể điên cuồng xoay chuyển, một tia sáng vàng vọt ra khỏi mắt. Trực tiếp xuyên thủng bóng trưởng của Ngụy Đỉnh Phong. Đồng thời, Trần Triệu Dương giả vờ hỗn loạn né tránh, nhân cơ hội hai tay khép lại, hung hăng điểm vào điểm yếu của Ngụy Đỉnh Phong. Ông ta hừ lạnh, bóng trưởng đầy trời nhanh chóng tan biến, sắc mặt đỏ bừng, hiển nhiên là bị Trần Triệu Dương điểm đúng rồi. Trần Triệu Dương không thừa thắng truy kích, vì hai ông lão kia đã xông tới. Anh càng không muốn vì giết một Ngụy Đỉnh Phong mà tự đâm đầu vào giỏ. Ngay lập tức, Trần Triệu Dương nhanh chóng né người ra sau, tránh được mọi công kích của hai lão ta. Hai con gấu ngu ngốc, hai người thật sự là quá chậm rồi, nhanh lên chút đi, ngay cả vạt áo của tôi còn chưa chạm vào, còn muốn báo thù cho anh em của mấy người ư, Trần Triệu Dương lên tiếng mỉa mai. À, tức chết đi mà, tao phải xé xác mày ra, hai người họ hoàn toàn bị kích động, trên người họ hiện lên một tia màu lam. Sau đó, hơi thở trên người họ bắt đầu trở nên đáng sợ hơn. Hả? Đã điên tiết lên rồi à, vẫn có chiêu thức này sao, xem ra sự thay đổi trên người bọn họ khiến Trần Triệu Dương nhất thời đơ người ra. Nhưng anh lại không hề hoảng sợ, ngược lại càng trở nên phấn khích hơn. Nay tính cục xúc trong người bọn họ đã bật trạng thái điên cuồng. Vậy ông cũng không còn tác dụng nữa, mau cút sang một bên cho tôi, Trần Triệu Dương không làm gián đoạn sự điên loạn của hai ông lão kia mà nhìn về phía Ngụy Đỉnh Phong. Nói xong thì Trần Triệu Dương ra tay nhanh như chớp. Nhất chỉ trấn hoàng tuyền, hoàng tuyền chỉ. Màn thi triển kỹ năng võ thuật hiếm thấy của Trần Triệu Dương đủ thấy anh rất coi trọng Ngụy Đỉnh Phong. Nhưng điều này cũng đẩy nhanh tốc độ chết của Ngụy Đỉnh Phong. Một hơi thở lạnh lẽo từ đầu ngón tay tụ lại, sau đó Trần Triệu Dương chỉ ra, mang theo sức mạnh vô hạn, hung hăng lao về phía ông ta. Chết tiệt,
không xong rồi, cảm nhận uy lực của chiêu này từ Trần Triệu Dương, Ngụy Đỉnh Phong biến sắc, điên cuồng chạy ra xa, muốn tránh đòn công kích của anh. Nhưng tốc độ của ông ta vốn không nhanh như Trần Triệu Dương, lại thêm với tốc độ võ thuật, Trần Triệu Dương nhanh chóng di chuyển ra phía sau của Ngụy Đỉnh Phong, nhắm phía sau đầu của ông ta điểm thật mạnh vào. Cút, Ngụy Đỉnh Phong giở bộ dạng nhếch nhác, vẫy tay điên cuồng, muốn cản sự công kích của Trần Triệu Dương. Nhưng ngón tay của Trần Triệu Dương giống như máy khoan điện, điểm thẳng vào đôi vai của Ngụy Đỉnh Phong, một ngón chỉ vào giữa trán của ông ta. Đại trưởng lão của nhà họ Ngụy, Ngụy Đỉnh Phong, xong đời. Người nhà họ Ngụy không ngờ sẽ có kết cục này, đôi bên giao chiến chỉ vẻn vẹn chưa tới 5 phút, mà người mạnh nhất nhà họ Ngụy lại bị Trần Triệu Dương giết chết. Không, Ngụy Giang Hà và tất cả người nhà họ Ngụy hét lên thảm thiết, ai cũng không dám tin vào mắt mình. Sau khi tung chiêu này, Trần Triệu Dương cảm giác chân khí trong cơ thể bị rút đi ít nhất 3 phần. Phải biết là chân khí trong cơ thể anh đều đã bị nén lại. Nếu đổi lại là chân khí bình thường, năng lượng 3 phần chân khí này có thể sánh với chân khí của cường giả thiên tiên mạnh nhất. Không ngờ Hoàng Tuyền chỉ này còn có uy lực như vậy. Ban đầu khi anh không nén chân khí, tuy Hoàng Tuyền chỉ cũng có uy lực rất lợi hại nhưng lại không có biến thái như thế. Còn trực tiếp giết chết Ngụy Đỉnh Phong, một người có cấp bậc cao nhất của thiên tiên. Tới đi, hai người điên đủ chưa, Trần Triệu Dương cảm thấy hơi thở trên người người họ, có một cảm giác sắp bộc phát, khuôn mặt vốn dĩ vô cảm của hai người họ cũng trở nên méo mó, hiển nhiên là họ tiến vào trạng thái điên cuồng như vậy cũng không hề dễ chịu. A, à, chết đi, hai người đồng thanh gào lên, giọng khàn đặc, trên người mang theo sự u ám rất đáng sợ. Tiếp theo, hai người họ nhanh chóng biến mất, lúc xuất hiện lần nữa thì đã tới hai bên trái phải của Trần Triệu Dương, ra tay nhanh như chớp. Ôi trời, nhanh vậy ư, Trần Triệu Dương vẫn chưa thả lỏng mắt xuyên thấu khỏi bọn họ. Trong lúc hai người họ ra tay, anh đã lách mình né tránh. Quả nhiên, ngay lúc Trần Triệu Dương vừa rút lui, vị trí đứng của anh bị đòn công kích của bọn họ quét ngang. Mặt đất xuất hiện một cái hố sâu nửa mét, nền gạch cứng màu xanh lam thật sự bị vỡ tan tành. Thật là quá khoa trương rồi. Không ngờ hai người bọn họ sau khi biến đổi lại mạnh như vậy, tốc độ tăng lên rất nhiều. Nếu không phải Trần Triệu Dương vẫn luôn quan sát bọn họ, e là chính anh cũng bị đánh trúng. Với sức mạnh điên cuồng của hai người bọn họ, nếu bị đánh trúng thì e là sức mạnh cơ thể của Trần Triệu Dương cũng không chống đỡ nổi. Vậy thử xem ai nhanh hơn, trong lúc đó, Trần Triệu Dương lại thấy hứng thú, dốc hết sức di chuyển cơ thể mình. Tiêu giao bộ là bộ pháp mà lão già kia ngay từ đầu bảo anh luyện, vì bộ pháp này, anh đã phải chịu không biết bao cực khổ. Đối với bộ pháp, lão già kia yêu cầu vô cùng nghiêm ngặt. Những thứ khác có thể luyện không tốt nhưng bộ pháp dùng để thoát thân thì nhất định phải luyện cho thành thục. Nếu không, gặp phải đối thủ mạnh hơn, đánh không lại thì chỉ có nước bỏ chạy. Lúc Trần Triệu Dương dốc sức thi triển bộ pháp, không phải trở nên nhanh hơn, mà trở nên rất chậm. Chí ít thì người xung quanh nhìn Trần Triệu Dương giống như một ông cụ đi đường, như sắp bị ngã đến nơi, nhưng không sao ngã được. Người ngoài nhìn thấy Trần Triệu Dương rất chậm. Nhưng đối với hai ông lão giao chiến đó, anh trở nên khác lạ vô cùng, rõ ràng có thể nhìn thấy nhưng lúc bọn họ công kích thì vốn không chạm vào được, hoàn toàn là cái bóng mà thôi. Quả nhiên, lão già mình nói không sai, chỉ có luyện tới tầng 3 của tiêu giao bộ thì có uy lực như vậy. Nếu thật sự luyện tới đỉnh của nó, há chẳng phải có thể lướt qua hàng ngàn người nhưng không ai có thể chạm được vào mình sao? Trần Triệu Dương nhớ lại lời của lão già kia, lúc đó anh còn cho rằng ông ấy khoác lác. Dù gì, lúc bắt đầu luyện tiêu giao bộ này thì không hề ung dung chút nào, hoàn toàn pha trộn chân trái và phải, anh xém chút là ngã quy. Cũng may, sau khi bị ông ấy uy hiếp bằng võ thuật, anh coi như nắm bắt được nó, nhưng bộ pháp này muốn tiến bộ nữa thì có hơi khó. Trần Triệu Dương lập tức thu lại tiêu giao bộ vài phần. Cho dù là vậy, tốc độ ba người giao đấu cũng khiến người xung quanh hoa cả mắt. Cuộc chiến giữa ba người vô cùng khủng khiếp. Năng lượng tiếp tục lan tràn về phía xung quanh, mặt đất bị phá hủy hoàn toàn, hoa và cây cối cũng bị phá hủy, vô cùng thê thảm. Mặt khác ba người họ, ngoại trừ quần áo trên người có hơi rách thì không hề có vết thương nào trên đó. Trần Triệu Dương đánh trúng bọn họ vài chục phát nhưng hai người kia giống như thép tinh luyện, cơ bản không hề có dấu vết bị thương. Xem ra, phải tìm ra điểm yếu của bọn họ, nếu không thì không cách nào công kích được. Trần Triệu Dương vốn muốn dùng thực lực bây giờ của anh để đánh bại hai người họ. Kết quả không cách nào ra tay. Trần Triệu Dương lập tức dùng đôi mắt xuyên thấu của mình, nhìn bao quát cả hai người họ.
Chỉ là anh khá đau đầu khi nhìn thấy điểm yếu của hai người họ. Vì điểm yếu của hai người họ rất kỳ quái, một là lòng bàn tay phải, còn lại là hậu môn. Hai điểm này đúng là quá khó công kích. Trần Triệu Dương không ngừng công kích thăm dò, phát hiện hai người họ phòng thủ hai điểm này rất nghiêm ngặt, cơ bản không cách nào công phá. Ngay khi anh và hai ông lão của bộ tộc Hắc Sơn ở thế đối đầu, Ngụy Giang Hà lặng lẽ kêu thuộc hạ bắt đầu chuẩn bị đồ đạc, có điều ánh mắt nhìn về phía Trần Triệu Dương lại trở nên cực kỳ hung ác. Hai ông lão của bộ tộc Hắc Sơn càng đánh thì trong lòng càng sợ, đồng thời cũng thầm lo lắng. Tuy hai người họ thi triển trạng thái điên cuồng, lực chiến đấu tăng lên nhiều, nhưng trạng thái điên cuồng cũng có giới hạn thời gian. Một khi vượt quá thời gian thì chúng sẽ suy yếu một khoảng thời gian dài. Lúc đó chắc chắn sẽ bị Trần Triệu Dương đánh úp. Hai người họ lập tức nhìn nhau, nhìn thấy sự kiên quyết trong mắt đối phương. Chết đi, hai người hét lên, màu xanh bên ngoài cơ thể lại càng thêm nồng đậm, khí thế trên thân càng thêm kinh người. Sau đó hai người tăng tốc độ, lao thẳng về phía Trần Triệu Dương. Bịch! Trần Triệu Dương luôn đề phòng hai người họ nhưng tốc độ của hai người này quá nhanh, trong chớp mắt, họ đã đến trước mặt, anh chỉ kịp tự bảo vệ mình. Sau đó, Trần Triệu Dương bị họ đánh bay ra ngoài. Hai người bọn họ rất lợi hại, tấn công điên cuồng về phía Trần Triệu Dương. Nếu Trần Triệu Dương thi triển tiêu giao bộ, chắc chắn anh có thể tránh được đòn tấn công của hai người bọn họ nhưng Trần Triệu Dương muốn kiểm tra xem cơ thể của mình đạt đến mức độ nào, cho nên chỉ phòng thủ, không né tránh hay phản công. Nhất thời, Trần Triệu Dương giống như một quả bóng, không ngừng bị đánh ra ngoài. Người nhà họ Ngụy nhìn thấy cảnh tượng này thì lập tức trở nên phấn chấn, căn răng nghiến lợi nhìn cảnh tượng này, chỉ mong Trần Triệu Dương bị đánh tan xác. Hai ông lão của bộ tộc Hắc Sơn càng đánh càng sợ hãi, thực lực hai người bọn họ gộp lại mạnh hơn Trần Triệu Dương gấp trăm lần, nhưng Trần Triệu Dương lại không có phản ứng gì, theo lý mà nói, thì dù có là khối sắt, anh cũng phải bị đánh thành cái đĩa sắt rồi. Trần Triệu Dương cực kỳ hài lòng với thể chất cường tráng của mình, anh không ngờ qua hai lần rèn luyện, cơ thể của anh lại có thể đạt đến trình độ này, xem ra vẫn phải tiếp tục rèn luyện thể xác, việc này sẽ giúp ích rất nhiều. Đánh với hai người của bộ tộc Hắc Sơn đánh cả nửa ngày, anh cũng chỉ cảm thấy khí huyết trong người chỉ hơi dâng lên một chút, nhưng không hề bị thương. Sao thế, tiếp tục đi, đừng dừng lại, Trần Triệu Dương cảm thấy khí thế của hai người kia bắt đầu suy yếu, anh biết, e rằng trạng thái cuồng bạo của hai người họ sắp hết rồi. Rút, hai người họ biết, nếu không đi thì có lẽ bọn họ cũng sẽ đi theo bước Ngụy Đỉnh Phong. Hai người họ lập tức đánh một chiêu mạnh mẽ rồi trực tiếp chạy tách ra về hai hướng. Hừ, đánh xong liền muốn đi, tưởng bở, Trần Triệu Dương thấy hai người nọ muốn chạy thì lập tức tăng tốc độ, trong chớp mắt đã đến trước mặt một trong hai người, sau đó giơ chân đạp một cú. Anh đá người này bay ra ngoài rồi lao về hướng của người còn lại đang chạy trốn. Sau đó, Trần Triệu Dương lại tăng tốc độ, không đến 5 giây, anh đã đuổi kịp người còn lại rồi đá người đó về chỗ cũ. Người nhà họ Ngụy đứng xem đều cảm thấy không thể nào giải thích được. Tại sao Trần Triệu Dương còn bị đánh một cách bị động vừa rồi, trong chớp mắt đã lội ngược dòng, còn hai ông lão kia thì trở thành đối tượng bị đánh. Trần Triệu Dương đá mỗi người một cước, đá bay hai người họ về sân của nhà họ Ngụy. Đánh tôi lâu như vậy rồi lại muốn chạy, có phải là hơi kỳ cục quá rồi không? Trần Triệu Dương cười lạnh một tiếng, nhìn khí thế của hai người đang ngày càng suy yếu. Thằng nhóc, nếu cậu đã biết thân phận của chúng tôi thì nên biết đắc tội với chúng tôi không phải là một việc khôn ngoan đâu. Lúc này sắc mặt của hai người họ khá bực bội, sớm biết vậy thì họ đến nhà họ Ngụy để dính vào đống rắc rối này làm gì. Bây giờ thì hay rồi, lợi ích chưa thu được, ngược lại còn liên lụy cả hai. Ồ, ý của ông là, chuyện tôi giết tên Thiết Sơn đó trước đây cũng có thể xí xóa đúng không? Khóe miệng Trần Triệu Dương nở nụ cười giễu cợt. Không sai, chỉ cần cậu tha cho bọn tôi rời đi, ân oán trước đây sẽ được xí xóa, trong tình huống ép người thế này ông ta còn có thể nói không sao. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy nhưng sao có thể không báo thù đánh gãy tay này chứ, chẳng qua là tương lai còn dài thôi. Nếu đã vậy thì giờ tôi giết các người, đến lúc đó người trong tộc các người cũng sẽ có suy nghĩ giống các người thôi, Trần Triệu Dương gật đầu, lập tức bước lên phía trước. Không, cậu không thể giết bọn tôi, hai người bọn họ cực kỳ hoảng sợ, từ trước đến nay, bọn họ chưa từng ngờ được mình sẽ bị một người thanh niên mới 20 tuổi đầu đánh bại. Thực lực của người bộ tộc Hắc Sơn bọn họ đều siêu phàm, ai cũng đều có thể chiến đấu vượt cấp, nhưng đối mặt với Trần Triệu Dương có thực lực thấp hơn, cơ thể yếu hơn, tốc độ chậm hơn, chân khí cũng không bằng thì đánh như thế nào. Trần Triệu Dương lại không hề để ý đến hai người bọn họ,
Anh muốn thử xem có thể tìm ra điểm yếu của bọn họ hay không, có thể đánh bại được thể chất của bộ tộc Hắc Sơn hay không. Trần Triệu Dương lập tức vận chân khí, điên cuồng tấn công bằng nắm đấm. Từng cú đấm rơi xuống, hai người kia hoàn toàn không có sức phản kháng, tác dụng phụ sau khi cuồng bạo khiến hai người vô cùng yếu ớt. Trần Triệu Dương đấm mười mấy cú, cuối cùng lồng ngực của hai người bị đánh nát, hai người mở o mắt. Đến chết, bọn họ cũng không ngờ rằng thể chất mà có thể so với cương thi đó, thể chất mà bọn họ lấy làm kiêu ngạo lại bị người ta đánh nát một cách không khoan nhượng. Đương nhiên Trần Triệu Dương không quan tâm bọn họ nghĩ như thế nào, dương mắt nhìn về phía người nhà họ Ngụy, tất cả những người trong nhà họ Ngụy đều đối diện với ánh mắt của Trần Triệu Dương, ai cũng sợ hãi quay đi, không dám đối diện với ánh mắt của anh. Mặc dù Ngụy Giang Hà rất tức giận Trần Triệu Dương, nhưng ông ta cũng sợ anh. Người này đúng là một con khủng long bạo chúa hình người, cực kỳ tàn bạo, ông ta sợ Trần Triệu Dương sẽ diệt sạch cả nhà họ Ngụy. Được rồi, bây giờ chúng ta có thể từ từ giải quyết rồi, trong me Trần Triệu Dương hiện lên một tia tàn nhãn, lạnh lùng nhìn về phía Ngụy Giang Hà nói. Trần Triệu Dương, thật ra giữa chúng ta không có mâu thuẫn nào không thể hòa giải, hôm nay cậu giết nhiều người nhà họ Ngụy chúng tôi như vậy, có lẽ cậu nên hài lòng rồi chứ. Ngụy Giang Hà kìm nén cơn giận trong lòng, nói với Trần Triệu Dương. Ồ, ý của các người là, các người có thể tính kế tôi nhưng tôi không thể phản kháng lại các người đúng không? Trần Triệu Dương cười lạnh một tiếng, có thể nói là nhận thức được sự vô liêm sỉ của người nhà họ Ngụy. Cậu giết đại trưởng lão nhà chúng tôi, còn phế nhiều người nhà họ Ngụy như vậy, vẫn chưa đủ sao? Ngụy Giang Hà tức giận đến mức run người, căn răng hỏi. Không đủ, tất cả những võ giả từ cảnh giới thiên tiên trở lên của nhà các người phải tự phế tu vi. Sau đó giao một nửa tài sản nhà họ Ngụy ra đây thì chuyện này coi như xong. Trần Triệu Dương lại vô cùng lạnh lùng, hoàn toàn không để ý đến sự đau khổ của Ngụy Giang Hà. Cái gì? Nghe thấy những lời của Trần Triệu Dương, sắc mặt của toàn bộ người nhà họ Ngụy thay đổi, nếu như thật sự làm như vậy thì nhà họ Ngụy bọn họ sẽ xuống dốc hoàn toàn. Không còn sự đáng sợ của các võ giả thiên tiên nữa thì nhà họ Ngụy sẽ bị những gia tộc khác ở Vân Hải chèn ép nhanh chóng. Trần Triệu Dương, cậu đừng khinh người quá đáng, có bản lĩnh thì cậu diệt cả nhà họ Ngụy chúng. Tôi Ngụy Lương Bình hét lên một tiếng, trở nên tức giận, lần này nhà họ Ngụy bọn họ tổn thất nghiêm trọng như vậy, bây giờ còn muốn diệt tất cả võ giả thiên tiên, đây chính là ép buộc diệt cả gia tộc nhà họ Ngụy đây mà. Được rồi, nếu để các người tự làm thì tôi không yên tâm lắm, Trần Triệu Dương cười cười, sau đó đôi mắt xuyên thấu quét qua một lượt, phát hiện sân sau nhà họ Ngụy vẫn còn vài khí thế của võ giả thiên tiên. Trần Triệu Dương lập tức nhấc chân bay vút vào bên trong. Không ổn, nhận thấy được hành động của Trần Triệu Dương, sắc mặt của đám người Ngụy Giang Hà đột nhiên thay đổi. Thật ra vừa rồi bọn họ đã báo cho các võ giả có cảnh giới trên thiên tiên khác của nhà họ Ngụy trốn đi, nhưng tại sao Trần Triệu Dương lại biết trong đó có che giấu võ giả thiên tiên được? Bọn họ lập tức bay theo, khi đến sân sau, họ phát hiện ra Trần Triệu Dương đã ép các võ giả của nhà họ Ngụy ra ngoài. Còn nhiều như vậy à? Nhà họ Ngụy đúng là có căn cơ vững chắc, Trần Triệu Dương liếc mắt nhìn Ngụy Giang Hà vội vã chạy tới nói. Xin cậu hãy dừng lại, nhà họ Ngụy chúng tôi sẵn sàng đổi một bảo vật lấy tính mạng của các võ giả thiên tiên, Ngụy Giang Hà nghiến răng nghiến lợi, sau đó mở miệng nói. Ồ, thế ông cầm ra trước đi, tôi muốn xem giá trị có đủ hay không, nghe thấy những lời của Ngụy Giang Hà, Trần Triệu Dương đột nhiên tò mò nhìn ông ta. Được, đây chắc chắn là một bảo vật. Nhưng chúng tôi không biết phá giải như thế nào thôi, Ngụy Giang Hà bất lực nói. Trần Triệu Dương nghe thấy những lời của Ngụy Giang Hà, hai mắt lập tức sáng lên. Cầm ra cho tôi xem nào, Trần Triệu Dương gật đầu ngay lập tức. Ngụy Giang Hà nhanh chóng trở về chỗ ở của mình, không lâu sau ông ta cầm một cái hộp quay trở lại. Nhìn thấy chiếc hộp trong tay Ngụy Giang Hà, trong lòng Trần Triệu Dương cực kỳ mừng rỡ. Bởi vì chiếc hộp này không phải thứ gì khác, chính là hộp cơ quan lỗ ban. Lấy được bản đồ kho báu và bách linh quả ban đầu anh lấy được từ nhà họ Diệp. Trong hộp cơ quan đó không phải có một tấm bản đồ kho báu và bách linh quả sao? Vì thế, trong lòng Trần Triệu Dương cực kỳ chờ mong. Chính là thứ này, Ngụy Giang Hà đưa hộp cơ quan cho Trần Triệu Dương. Trần Triệu Dương kìm nén sự kích động trong lòng, cầm lấy hộp cơ quan này, cẩn thận quan sát. Quả nhiên, hộp cơ quan này không thể bị nhìn xuyên thấu. Không biết nó được làm bằng chất liệu gì mà lại có thể ngăn mắt nhìn xuyên thấu của anh. Rõ ràng đây không phải là nơi để mở ra, Trần Triệu Dương khinh thường nhìn về phía Ngụy Giang Hà ngay lập tức, chỉ có cái hộp này. Thế mà ông muốn đổi lấy võ giả thiên tiên của nhà họ Ngụy các người.
Do ông nghĩ thứ đồ này quan trọng quá hay là ông nghĩ võ giả thiên tiên nhà các người quá rẻ? Nghe thấy những lời của Trần Triệu Dương, trong lòng Ngụy Giang Hà vô cùng bực bội, nhưng không dám nổi giận. Tôi đã từng dùng đao rìu mở cái hộp này ra, nhưng không thể nào mở được, dù có dùng lửa thiêu đốt cũng không được, chắc chắn bên trong có thứ đồ tốt, Ngụy Giang Hà hơi chột dạ nói. Đúng vậy, nếu là người khác đưa cho ông ta thứ đồ không rõ nguồn gốc này, ông ta cũng sẽ không thể tin tưởng. Được rồi, cũng có thể coi là bảo vật, nhưng mà lại không thể đổi lấy nhiều người như vậy, tôi sẽ thỏa hiệp một chút, giao 60% gia sản nhà họ Ngụy ra, tôi sẽ không động đến những người này. Thật ra trong lòng Trần Triệu Dương cực kỳ thèm muốn chiếc hộp này, anh cũng lười so đo với nhà họ Ngụy. Được, tôi đồng ý, Ngụy Giang Hà thấy Trần Triệu Dương buông bỏ, trong lòng trở nên vui mừng, lập tức đồng ý nhanh chóng. Khi nào trở về tôi sẽ phái người đến lấy, mong nhà họ Ngụy các người tự giải quyết cho tốt, nếu như còn động đến tôi một lần nữa thì đó cũng chính là lúc nhà họ Ngụy các người bị xóa sổ hoàn toàn. Ánh mắt lạnh lùng của Trần Triệu Dương nhìn về phía Ngụy Giang Hà, nói. Vâng, đối mặt với sự bá đạo của Trần Triệu Dương, Ngụy Giang Hà đường đường là gia chủ nhà họ Ngụy mà cũng phải cúi đầu. Trần Triệu Dương uy hiếp một câu rồi quay người rời đi ngay lập tức, anh tin rằng, chắc chắn nhà họ Ngụy sẽ không dám quyệt nợ anh, nếu không thì nhà bọn họ cũng thể tồn tại được. Sau khi Trần Triệu Dương rời đi, khuôn mặt anh mới tỏ vẻ mừng rỡ. Anh không ngờ chuyến đi đến nhà họ Ngụy này lại có thu hoạch này nữa, anh bảo Giang Tử Phong đi thu thập thông tin về hộp cơ quan này từ khắp nơi trên cả nước, nhưng không có chút tin tức nào. Trần Triệu Dương quá hiểu lợi ích của việc thể chất cường tráng, dù là chiến đấu hay là nén chân khí trong cơ thể, nó đều có lợi ích vô cùng to lớn. Tất cả người nhà họ Ngụy thấy bóng lưng rời đi của Trần Triệu Dương, ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Gia chủ, chẳng lẽ cứ để yên chuyện này như thế sao? Ngụy Lương Bình thở hổn hển hỏi gia chủ. Nếu không để yên thì cậu định làm gì? Chẳng lẽ lại phái người chặn giết hẳn sao? Bỏ đi, sau lần này, nhà họ Ngụy chúng ta ở ẩn, từ từ phát triển đi. Ngụy Giang Hà đương nhiên cũng không muốn như vậy, nhưng đối mặt với Trần Triệu Dương có sức mạnh kinh khủng, ông ta cũng bất lực. Gia chủ, tên Trần Triệu Dương này giết hai cường giả của nhà họ Phòng rồi, chúng ta có nên báo với nhà họ Phòng một tiếng không? Mặc dù nhìn Ngụy Lương Bình có vẻ thô kệch, nhưng tâm tư khá tinh tế, con người lập tức đảo một vòng mở miệng nói. Đúng là nên bảo người nhà họ Phòng đến thu dọn thi thể của người nhà bọn họ, trong lòng Ngụy Giang Hà khế động, sau đó gật đầu đồng ý. Trần Triệu Dương tìm thấy Từ Tịnh Nhã và Dương Lệ, lúc này hai người đang chờ đợi với vẻ mặt lo lắng, đã nửa tiếng trôi qua rồi nhưng Trần Triệu Dương vẫn chưa ra. Đương nhiên bọn họ rất lo lắng, dù sao thì với tư cách là người bản địa Vân Hải, họ quá rõ sức mạnh của nhà họ Ngụy rồi. Một mình Trần Triệu Dương đơn phương độc mã, dù thế nào đi chăng nữa cũng rất nguy hiểm. Trần Triệu Dương, anh không sao chứ, nhìn thấy quần áo của Trần Triệu Dương bị rách nát rất nhiều, hai người lập tức vô cùng lo lắng hỏi. Tôi không sao, đưa tôi đến một nơi không có ai đi, lúc này Trần Triệu Dương muốn mở ra bí mật của hộp cơ quan, nói với hai người kia. Đến biệt thự ngoại thành của tôi đi, đó là biệt thự tư nhân của tôi, Từ Tịnh Nhã suy nghĩ một chút, nói. Cô lái xe đi. Trần Triệu Dương lập tức lên ghế sau, lấy hộp cơ quan ra, bắt đầu sờ soạng. Đúng rồi, khi nào về, cô giúp tôi tìm người tiếp nhận tài sản của nhà họ Ngụy. Trần Triệu Dương vừa loay hoay với hộp cơ quan, vừa nói với Từ Tịnh Nhã. Cái gì, nghe thấy những lời của Trần Triệu Dương, Từ Tịnh Nhã lập tức bị dọa sợ, chiếc xe suýt chút nữa tông vào một cái cây bên đường. Chắc anh sẽ không giết cả nhà họ Ngụy đâu nhỉ, Dương Lệ có trí tưởng tượng phong phú nói. Nghĩ vớ vẩn cái gì thế hả? Tôi không phải là ác quỷ giết người không chớp mắt, tôi chỉ là đến nói lý lẽ với bọn họ thôi, bọn họ cảm thấy cực kỳ hổ thẹn với hành động của mình, nên mới tặng cho tôi 60% gia sản của mình, vốn dĩ tôi cũng không muốn, nhưng bọn họ cứ nhất định phải đưa cho tôi, đúng là hết cách. Trần Triệu Dương nói những lời như vậy với vẻ cực kỳ thèm đòn. Nghe thấy lời của Trần Triệu Dương, hai người đều cứng đờ, may mà Từ Tịnh Nhã dừng xe lại rồi. Nếu không thì chắc chắn sẽ xảy ra tai nạn giao. Thông, thật sao, Từ Tịnh Nhã kinh ngạc hỏi. Đương nhiên là thật rồi, tôi không quen thuộc Vân Hải này, cô giúp tôi tìm người quản lý tài sản bên này một chút, yên tâm, tôi sẽ trả lương cho cô, Trần Triệu Dương cực kỳ thản nhiên nói. Tôi không cần lương của anh, dạy tôi võ công đi. Coi như đó là thù lao, tôi giúp anh quản lý tài sản dưới tên anh, Từ Tịnh Nhã không đáp, im lặng một lúc, sau đó rất chắc chắn mà nói. Hừm, Trần Triệu Dương đang loay hoay với hộp cơ quan sau khi nghe xong, lập tức sững sờ.
Cô là con gái nhà lành, học võ làm gì? Chém chém giết giết, không hợp với cô. Trần Triệu Dương liếc Từ Tịnh Nhã điềm đạm nho nhã, thông minh, xinh đẹp, vẻ mặt khó hiểu nói. Bởi vì tôi muốn làm chủ vận mệnh của mình, Từ Tịnh Nhã cực kỳ chắc chắn nói. Tôi cũng muốn luyện võ, tôi cũng muốn nắm vận mệnh của mình trong tay. Dương Lệ ở bên cạnh không chịu thua kém chút nào, hét lên. Nghe thấy hai người họ nói vậy, Trần Triệu Dương lại có chút đau đầu. Anh vốn chỉ nhận một mình Giang Tử Phong, tới bây giờ vẫn còn chưa dạy cậu ấy cách tu luyện. Bây giờ, hai cô gái này cũng muốn tu luyện, sao anh có thể đồng ý chứ? Không được, tôi sẽ không dạy cho hai cô đâu, Trần Triệu Dương lập tức lắc đầu, nói một cách chắc chắn. Anh có biết sản nghiệp của nhà họ Ngụy là bao nhiêu không? Anh có biết, nếu sản nghiệp này mà không có người quản lý, không bao lâu sẽ bị mất giá một nửa. Tôi là nữ doanh nhân có tiếng ở thành phố Vân Hải. Nếu anh bỏ qua tôi là tổn thất lớn nhất của anh đó. Từ Tịnh Nhã vì muốn đạt được mục đích mà không ngừng cố gắng. Cô ta nói từ nhiều góc độ khác nhau, làm sao? Quản lý sản nghiệp của nhà họ Ngụy. Hơn nữa, nếu trễ thì e là sản nghiệp này sẽ bị người nhà họ Ngụy chuyển nhượng mất. Tới lúc đó anh chính là người chịu tổn thất. Nghe Từ Tịnh Nhã nói vậy, Trần Triệu Dương đột nhiên ngây người ra. Anh hoàn toàn không hiểu rõ những chuyện này. Được rồi, trở về tới Nam Hải, tôi dạy hai cô tu luyện, Trần Triệu Dương đành bất đắc dĩ mà đồng ý. Thấy Trần Triệu Dương đồng ý, hai người vui mừng khôn xiết, lập tức vỗ tay ăn mừng. Được rồi, có thể lái xe được chưa, Trần Triệu Dương nhìn dáng vẻ vui mừng của bọn họ thì nhất thời lên tiếng. Bây giờ điều anh mong muốn nhất là nhanh chóng mở được hộp cơ quan này, xem bên trong rốt cuộc là đồ gì. Nhận được mệnh lệnh của Trần Triệu Dương, Từ Tịnh Nhã phóng xe nhanh đến biệt thự ở ngoại ô thành phố. Ở đây chỉ có mười mấy biệt thự, mỗi biệt thự cách nhau rất xa, hoàn toàn phù hợp yêu cầu của anh. Tới biệt thự, anh nóng lòng tìm một căn phòng, đóng cửa lại, bắt đầu phá giải hộp cơ quan. Vì lúc đi trên đường, Trần Triệu Dương chợt phát hiện, cách phá giải hộp cơ quan này và hộp lúc trước hoàn toàn không giống nhau. Nếu thật sự muốn phá giải, e là cần một chút thời gian. Còn Từ Tịnh Nhã, cô ta nhanh chóng lấy điện thoại ra và bắt đầu liên lạc với đoàn đội của mình ở thành phố Vân Hải. Là một kỳ tài kinh doanh có tiếng ở thành phố Vân Hải, Từ Tịnh Nhã dĩ nhiên có một đoàn đội của riêng mình. Nhóm này do mình cô ta phụ trách. Tuy đoàn đội của Từ Tịnh Nhã rất ngạc nhiên trong việc tiếp quản 60% sản nghiệp của nhà họ Ngụy, nhưng họ đều biết rằng Từ Tịnh Nhã không lấy chuyện này ra làm trò đùa. Cho nên, sau khi nhận được lệnh của Từ Tịnh Nhã, họ lập tức bắt đầu hành động. Họ đều biết, đối với chuyện này, tốc độ càng nhanh, sản nghiệp giành được sẽ càng nhiều. Nếu không chờ tới khi nhà họ Ngụy bắt đầu chuyển nhượng tài sản, e là sẽ bị tổn thất lại rất nhiều. Trần Triệu Dương tập trung sự chú ý, không ngừng cố gắng. Cuối cùng, anh mất nửa tiếng đồng hồ mới mở được hộp cơ quan này. Cuối cùng cũng mở ra được, hy vọng đồ trong này không để mình thất vọng, vẻ mặt của Trần Triệu Dương hiện lên sự phấn khích, anh lập tức mở hộp ra. Hả, sau khi mở hộp ra, Trần Triệu Dương lại phát hiện, bên trong vốn không phải trái bách linh mà mình mong muốn. Nhưng bên trong đúng là có đồ vật. Đây là một loại cỏ long lanh óng ánh, hình dáng rất bình thường, toàn bộ là màu xanh lục, nhìn giống như được tạc từ thủy tinh loại phỉ thúy đế vương lục. Nhưng Trần Triệu Dương biết đây không phải phỉ thúy mà là cỏ thật. Không, không nên nói là cỏ, mà là một loại linh dược. Cái này giống như thiên tinh thúy, Trần Triệu Dương nhanh chóng thu thập thông tin liên quan loại linh dược này trong đầu. Ngay sau đó, anh bèn nhận ra đây quả nhiên là một thiên tinh thúy. Nói là thiên tinh thúy, thật ra còn có một cái tên khác, gọi là thiên tỉnh tôi. Tôi trong ý nghĩa của tôi luyện thân thể. Đây thật ra là một loại linh dược để tôi luyện thân thể, hơn nữa, đẳng cấp của thiên tinh thúy này còn cao hơn cả trái bách linh. Không giống trái bách linh, ngoài việc tôi luyện thân thể, nó còn có thể cải thiện thực lực của võ giả. Và thiên tinh thúy chỉ có một công hiệu, đó chính là dùng để tôi luyện cơ thể. Không được, phải đi phối một ít thuốc. Trần Triệu Dương đã không kịp chờ mà muốn lợi dụng thiên tinh thúy này để tôi luyện cơ thể. Anh nhanh chóng mở bản đồ kho báu trong hộp, cơ quan ra, phát hiện nó không hoàn toàn trùng khớp với những gì anh thu được trước đó. Nhưng Trần Triệu Dương có thể xác định, hai bản đồ kho báu này là một, xem ra nhất định phải tìm tất cả bản đồ kho báu mới có thể biết kho báu ở đâu. Anh không xoa lên vì chuyện này, dù gì cũng không biết có bao nhiêu tấm, thậm chí có thể thu thập được hết không mới là vấn đề.
Trần Triệu Dương lập tức lấy bản đồ kho báu và thiên tinh túy để lại vào hộp cơ quan và bước ra khỏi phòng. Anh ra rồi, tôi đã tìm người giúp anh tiếp nhận sản nghiệp của nhà họ Ngụy. Từ Tịnh Nhã thấy Trần Triệu Dương đi ra thì cô ta lập tức đứng lên nói. Được rồi, đúng rồi, cô biết ở đâu có tiệm thuốc đông y không? Trần Triệu Dương không ngờ Từ Tịnh Nhã lại làm nhanh đến vậy. Anh bèn hỏi, nhưng anh vốn không để ý những chuyện này. Tôi biết, bây giờ đi hay sao? Từ Tịnh Nhã thấy Trần Triệu Dương nôn nóng nên cô ta không ngại hỏi. Bây giờ đi ngay, anh không hề muốn chờ đợi. Anh muốn nhanh chóng phối ra thuốc. Đợi tới sáng mai, mặt trời lên cao, mây tía lại đến, chính là thời cơ tốt nhất để tôi luyện cơ thể. Chắc không phải anh bị thương đấy chứ? Từ Tịnh Nhã không nói nhiều, lập tức lái xe, đưa Trần Triệu Dương tới chỗ tiệm thuốc đông y. Trên đường đi, cô ta không nhịn được mà hỏi anh. Đâu có, tại sao cô lại hỏi vậy? Trần Triệu Dương đang chìm đắm trong vui sướng nên nghỉ hoặc hỏi. Không có gì, Từ Tịnh Nhã hơi hoang mang nhìn phía trước. Lúc nấy, cô ta thật sự lo vô cùng, cô ta không ngờ mình cũng có ngày lo lắng cho một người đàn ông. Đúng rồi, Dương Lệ đâu, giờ Trần Triệu Dương mới nhớ ra, hình như lúc mình ra ngoài không thấy cô ấy, không biết cô gái này đi đâu rồi. Có vẻ tinh thần của cô ấy không tốt lắm, tôi kêu cô ấy lên lầu nghỉ ngơi rồi, Từ Tịnh Nhã trả lời. Được, để cô ấy nghỉ ngơi cho khỏe đi, Trần Triệu Dương nói, quả thật trải qua chuyện trước đó, đổi lại là người khác thì e đã suy sụp tinh thần mất rồi. Dương Lệ cũng coi như có ý chí kiên cường. Tới tiệm thuốc, Trần Triệu Dương lập tức mua một ít thuốc theo phương thuốc trong đầu mình nghĩ, không ngờ việc phối thuốc quả thật không hề rẻ. Anh phải tốn 200 ngàn, cũng may lúc này, anh có tiền trong thẻ. Thấy Trần Triệu Dương mua nhiều thuốc đắt tiền như vậy, Từ Tịnh Nhã tuy có vẻ tò mò nhưng cô A cũng biết có vài chuyện không nên hỏi. Nếu không thì rất dễ khiến người khác chán ghét. Tầm nửa tiếng sau, hai người mới trở về, còn Dương Lệ thì sốt ruột chờ ở dưới lầu. Hai người đi đâu vậy? Tôi còn tưởng hai người đã bỏ tôi lại rồi chứ, thấy Trần Triệu Dương và Từ Tịnh Nhã trở lại, Dương Lệ đang ngồi chờ trong phòng khách đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, không nhịn được mà oán trách. Cô không biết gọi điện thoại hả? Từ Tịnh Nhã lại không mấy vui vẻ nói. Tuy cô ta biết Trần Triệu Dương đã có Nam Cung Yến, nhưng vẫn cũng vô cùng nhạy cảm với những người phụ nữ khác xuất hiện bên cạnh Trần Triệu Dương. Cho nên giọng điệu của cô ta dĩ nhiên cũng có chút kỳ lạ. Tôi không có số điện thoại của cô, còn số của Trần Triệu Dương thì gọi không được, khi bị Từ Tịnh Nhã nói như thế, Dương Lệ liền tức giận nói. Hả, điện thoại tôi không gọi được sao? Nghe thấy lời của Dương Lệ, Trần Triệu Dương mới lấy điện thoại của mình ra. Kết quả anh phát hiện điện thoại mình đã bị vỡ. Nếu như vậy mà cô ấy gọi được mới lạ. Thật là ngại quá, tôi cũng không biết điện thoại của mình bị hỏng từ lúc nào, Trần Triệu Dương hơi buồn bực. Điện thoại này chắc là bị hỏng trong lúc đánh nhau với hai ông lão của bộ tộc Hắc Sơn. Được rồi, tôi tha thứ cho cậu, lúc nấy Dương Lệ có cảm giác bị bỏ rơi cho nên mới nói ra những lời như vậy, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy anh, cuối cùng cô ấy cũng thấy yên tâm. Tôi không ăn tối đâu, hai người ăn đi, tôi có chút chuyện. Nếu không có chuyện gì quan trọng thì đừng tới làm phiền tôi, chuyện phối thuốc luôn quanh quẩn trong đầu của Trần Triệu Dương, dĩ nhiên là anh có chút vội. Được thôi, hai người phụ nữ tuy thấy lạ nhưng cũng không hỏi nhiều. Trần Triệu Dương lập tức quay về phòng mình và bắt đầu phối thuốc. Dương Lệ và Từ Tịnh Nhã ở bên ngoài nhìn nhau, cả hai nhìn thấy sự cảnh giác trong mắt đối phương. Trần Triệu Dương không thích cô đâu, cô hãy từ bỏ đi, Từ Tịnh Nhã tuy có vẻ biết điều. Tao nhã nhưng đối mặt với người khác giới thì tính khí của cô ta không được tốt lắm. Nói như thể Trần Triệu Dương thích cô không bằng. Thời gian tôi và Trần Triệu Dương quen biết nhau lâu hơn cô. Cậu ấy không thích tôi, chẳng lẽ lại thích cô chắc, Dương Lệ cũng không nhượng bộ mà đối đầu gay gắt. Cô nói rất đúng, người anh ấy thích không phải tôi mà là người khác. Sau khi nghe Dương Lệ nói vậy, Từ Tịnh Nhã vốn dĩ muốn đôi co vài lời với cô ấy nhưng đột nhiên vẻ mặt lộ vẻ u buồn. Dương Lệ nghe cô ta nói thế thì đột nhiên ngây người ra, rồi nhìn sắc mặt của Từ Tịnh Nhã có gì đó không đúng. Cô ấy liền dè dặt sắp đến, nhỏ giọng hỏi, cô biết người Trần Triệu Dương thích là ai hả? Đương nhiên biết, Từ Tịnh Nhã gật đầu, sau đó quay đầu sang nói với Dương Lệ, anh ấy đã kết hôn rồi, cô biết chưa? Cái gì, Trần Triệu Dương kết hôn rồi, là thật sao? Nghe cô ta nói vậy thì Dương Lệ ngớ người ra, cô ấy không dám tin, hỏi lại Từ Tịnh Nhã. Đúng vậy, đã kết hôn rồi, còn là kết hôn với người bạn thân nhất của tôi nữa. Hai, Từ Tịnh Nhã lắc đầu ngao ngán, vẻ mặt đau khổ. Nghe thấy lời của cô ta,
Dương Lệ mới gạt đi sự bàng hoàng và chua xót trong lòng. Cô ấy trước giờ chưa từng nghĩ Trần Triệu Dương đã kết hôn. Sau một thời gian ở bên cạnh anh lần này, cô ấy phát hiện mình đã yêu anh không thuốc nào cứu chữa rồi. Nhưng bây giờ, đột nhiên nghe tin anh đã kết hôn, trong lòng cô ấy không tránh khỏi đau lòng. Đừng thấy cô ấy bình thường rất tùy tiện, nhưng trước giờ chưa từng thật sự thích một người. Kết quả có người mình thích thì lại không thuộc về mình nữa. Sau đó, cả phòng khách chìm trong im lặng, bầu không khí nhất thời trở nên ngột ngạt. Tôi mặc kệ cậu ấy có kết hôn hay không, tôi cũng thích cậu ấy. Cho dù đã kết hôn, tôi cũng sẽ không từ bỏ. Cho là tôi thích thầm cậu ấy thôi cũng được, chỉ cần có thể ở bên cạnh là được. Một lúc sau, Dương Lệ vừa giống như đang nói với Từ Tịnh Nhã, vừa giống như đang hạ quyết tâm cho bản thân vậy. Từ Tịnh Nhã hơi ngây người, cô ta không ngờ, Dương Lệ có tính giống đàn ông này lại hạ quyết tâm như vậy. Vậy mình phải làm sao đây? Lẽ nào mình lại đi tranh giành một người đàn ông với bản thân mình sao? Không, nói chính xác là bản thân muốn đi cướp người đàn ông của bản thân mình. Đây quả thật đi ngược lại mong muốn trong lòng cô a. Thôi bỏ đi, đi bước nào hay bước đó vậy. Hai người phụ nữ trong phòng khách thì não cả ruột, còn Trần Triệu Dương ở trong phòng không hề hay biết gì. Lúc này, anh đang chuyên tâm phối thuốc tôi luyện thân thể. Nhưng vào khoảnh khắc này, cả nhà họ Phòng đang nổi cơn tam bành. Vì lúc nãy có người của nhà họ Ngụy đến đưa tin, yêu cầu đến nhặt xác của hai vị trưởng lão vừa rời đi. Trần Triệu Dương quả thật quá ngông cuồng rồi, lần này bất kể ra sao cũng phải giết được hắn, nếu không thì nhà họ Phòng chúng ta thật sự trở thành trò cười rồi. Có người tức giận mà hét lên. Tôi phản đối, chuyện này phải xem xét cho kỹ càng, có người phản đối ý kiến này mà không hùa theo một cách mù quáng. Hừ, tôi thấy các người nhát gan thì có, lẽ nào các người đã quên? Thành phố Vân Hải này do ai làm chủ à? Không sai, bị người ta sỉ nhục, lại giết hai vị trưởng lão, còn không thể báo thù hay sao? Đa phần đều chủ trương tìm Trần Triệu Dương tính sổ. Dù gì bọn họ trước giờ chưa từng thấy thực lực của Trần Triệu Dương, dĩ nhiên càng tín nhiệm thực lực của nhà họ Phòng. Nhưng một vài người nhà họ Phòng đã chứng kiến Trần Triệu Dương khủng khiếp như thế nào tại khách sạn thì lại không dám nói, rõ ràng bị anh làm cho khiếp sợ. Lúc đám người nhà họ Phòng đang cãi nhau ồn ào thì có ba bóng người bước vào. Trưởng lão Võ, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, sau khi người nhà họ Phòng nhìn thấy thì đều kinh ngạc, đồng loạt đứng lên cung kính chào hỏi. Ba người đi thẳng tới chỗ của Phòng Vĩnh Tín. Ông ta nhanh chóng nhường chỗ, mời đại trưởng lão ngồi. Có gì đáng bàn luận chứ? Bị người ta tới tận cửa ức hiếp, còn muốn làm con rùa rụt cổ sao? Đó là tác phong của người nhà họ Phòng ư, đại trưởng lão lên tiếng, trực tiếp bày tỏ quan điểm. Những người xung quanh nghe thấy đại trưởng lão nói vậy thì không ai dám bàn luận thêm. Phòng Vĩnh Tín, chú đúng là vô dụng, mau truyền lời cho tên súc sinh kia, chưa mai tới nhà họ Phòng quỳ xuống nhận tội. Nếu không thì đem giết hết tất cả những người liên quan cậu ta, đại trưởng lão hung hăng phán cho Phòng Vĩnh Tín một câu, sau đó nói ra cách giải quyết. Không sai, nhân cơ hội lần này. Thể hiện thực lực của nhà họ Phòng tại thành phố Vân Hải, để những gia tộc không trung thành với chúng ta, tốt nhất là dẹp hết ý nghĩ này. Nhị trưởng lão gật đầu và khẳng định nói. Vâng, đại trưởng lão, nghe đại trưởng lão nói thế, lại thấy sự tự tin toát ra trên người của ông ta càng khiến bọn họ thêm kiên định. Trần Triệu Dương đang phối thuốc, lúc nấy đã tới giai đoạn cuối cùng, anh không dám thư giãn chút nào. Dù gì thiên tinh túy này chỉ có một, nếu cuối cùng phối thuốc thất bại thì tiêu tán đường. Trần Triệu Dương nghiên cứu cả nửa ngày, cuối cùng mới yên tâm. Tất cả các bước và tỷ lệ đều đúng. Trần Triệu Dương lập tức thả thiên tinh thúy vào hỗn hợp. Có một làn sóng khí thoát ra, anh không né tránh, chân khí trong cơ thể dâng trào, luồng khí trực tiếp bị áp chế. Còn những loại thuốc ban đầu không tương thích, sau khi được Trần Triệu Dương trấn áp cũng bắt đầu từ từ hợp nhất. Xong rồi, khi linh dược tôi luyện thân thể cuối cùng cũng được dung hợp. Trần Triệu Dương hưng phấn nhìn cái lọ màu xanh nhạt trong tay. Không biết sau lần tôi luyện thân thể này, sức mạnh của cơ thể mình có thể đạt tới mức nào. Tất nhiên là Trần Triệu Dương không vội vàng đi tôi luyện thân thể ngay, anh muốn điều chỉnh trạng thái của mình đến mức tốt nhất, bèn cất thuốc đi rồi đứng lên ra khỏi phòng. Tới phòng khách, Trần Triệu Dương cảm thấy kỳ lạ, bởi vì cả Dương Lệ và Từ Tịnh Nhã đều không có ở đây, dùng mắt xuyên thấu nhìn một lượt mới thấy bọn họ đang ở trên tầng. Vốn dĩ Trần Triệu Dương còn muốn đi tìm bọn họ, nhưng khi liếc nhìn mắt xuyên thấu sang chỗ khác, anh lại phát hiện ra ở ngoài cửa đang có người đến, hơn nữa còn là võ giả.
Thế là Trần Triệu Dương đi ra cửa chính, anh cũng muốn xem thử những người đó có mục đích gì. Điều khiến Trần Triệu Dương ngạc nhiên là khi đi tới cửa, những người đó còn lịch sự nhấn chuông, không giống người tới gây chuyện. Có chuyện gì à? Trần Triệu Dương trùng hợp đi tới cửa, anh nhìn người đó và hỏi. Đó là một người khoảng hơn 30 tuổi, không có gì đặc biệt cả, thực lực cũng mới tới hậu thiên đại thành. Anh chính là Trần Triệu Dương, anh Trần đúng không? Đây là thư quyết đấu mà đại trưởng lão của nhà họ Phòng chúng tôi gửi cho anh, tại quảng trường nhà họ Phòng vào trưa mai, người kia ăn nói không hề ngạo mạn, chỉ đơn giản là thuật lại chuyện ấy một lượt mà thôi. Ồ, Trần Triệu Dương hơi sửng sốt, sau đó mới nói, được, ngày mai tôi sẽ có mặt đúng giờ. Sau khi anh ta đi rồi, Từ Tịnh Nhã và Dương Lệ cũng tới, tò mò nhìn lá thư trong tay Trần Triệu Dương. Ai thế, sao lại đưa một bức thư cho cậu? Dương Lệ tò mò hỏi, thời đại nào rồi mà còn có người gửi thư? Đây là thư quyết đấu do nhà họ Phòng gửi tới, xem ra bọn họ vẫn không cam lòng, Trần Triệu Dương nhìn thư quyết đấu với vẻ mặt đầy ẩn ý. Hôm đó, anh làm nhà họ Phòng bế mặt, bắt bọn họ phải bồi thường 1 tỷ, hôm nay còn giết chết 2 lão già của bộ tộc Hắc Sơn, e rằng nhà họ Phòng đã tức điên lên rồi. Đại trưởng lão của nhà họ Phòng là ai? Sức chiến đấu như thế nào? Trần Triệu Dương không có một tin tức gì về ông ta, điều anh lo ngại nhất là thực lực của tên đại trưởng lão ấy cao hơn thiên tiên, nếu là thế thật thì e rằng hành trình ngày mai sẽ khá phiền phức. Anh không biết thực lực của mình có thể thắng được đối phương hay không. Hiện giờ, chỉ còn cách mau chóng đề cao sức mạnh cơ thể, không đến thời khắc mấu chốt cuối cùng thì anh không muốn tăng thực lực lên đến thiên tiên đại thành. Con đường tu luyện chỉ có thể hướng về phía trước, nếu không đặt vững nền tảng thì có thể sau này sẽ không đi xa được. Cái gì, nghe Trần Triệu Dương nói vậy, hai cô gái lập tức trố mắt ra. Dù sao trong thành phố Vân Hải, nhà họ Phòng và nhà họ Phùng vẫn luôn là 2 gia tộc lớn nhất, mặc dù nhà họ Ngụy cũng rất mạnh, nhưng so với nhà họ Phòng và nhà họ Phùng thì chẳng đáng là gì. Là vì chuyện lần trước hả, Từ Tịnh Nhã và Dương Lệ đều biết trong lễ đính hôn lần trước, Trần Triệu Dương đã gây nhau rất căng với nhà họ Phòng. Từ Tịnh Nhã cũng biết bởi vì cô ta nên Trần Triệu Dương mới chọc tới con quái vật khổng lồ ấy. Vì vậy trong lòng cô ta vô cùng áy náy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Không phải, cô đừng để bụng, bởi vì hôm nay tôi tới nhà họ Ngụy, người nhà họ Phòng cũng nhảy vào cuộc, tôi bất cần giết 2 người nhà họ Phòng, vậy nên bọn họ mới nổi giận. Trần Triệu Dương cũng cảm nhận được sự áy náy của Từ Tịnh Nhã, bèn mở miệng an ủi. Cái gì, cậu giết người á? Nghe thấy câu ấy của Trần Triệu Dương, Dương Lệ cảm thấy không chịu nổi. Mặc dù lúc ở nhà bọn họ, Trần Triệu Dương đánh Vân Phụng Thiên rất mạnh tay, nhưng cô ấy không nghĩ rằng Trần Triệu Dương sẽ giết người. Dù sao trong nhận thức của cô ấy, giết người là một chuyện vô cùng xa vời. Đúng thế, được rồi, tôi đi chuẩn bị đây, thấy sắc mặt của Dương Lệ hơi tái, Trần Triệu Dương lập tức thở dài một hơi. Anh biết bọn họ sẽ khó mà chấp nhận được chuyện này. Nhưng anh cũng biết nỗi lòng của bọn họ. Nếu bọn họ thật sự hạ quyết tâm theo anh thì bắt buộc phải học cách làm quen với những điều đó, không thì sau này bọn họ sẽ còn bị dẫn vặt nhiều hơn. Trần Triệu Dương quay về phòng mình, để 2 cô gái ở lại. Nhìn theo bóng lưng Trần Triệu Dương, Dương Lệ lập tức cảm thấy hối hận, sao cô ấy lại có phản ứng như thế cơ chứ? Liệu Trần Triệu Dương có buồn lắm không? Tiêu rồi, có phải tôi làm cậu ấy buồn rồi không? Tôi không cảm thấy cậu ấy là tội phạm giết người, tôi chỉ... Chỉ hơi bất ngờ thôi, Dương Lệ bắt lấy tay Từ Tịnh Nhã rồi vội vàng nói. Tôi cũng hơi khó chịu, nhưng cô phải biết cả nhà họ Ngụy và nhà họ Phòng đều không phải những thế lực tốt đẹp gì. Nếu Trần Triệu Dương không mạnh tay thì e rằng đến cuối cùng người bị thương sẽ là anh ấy, thậm chí còn mất mạng nữa. Chẳng lẽ cô muốn Trần Triệu Dương mất mạng sao? Từ Tịnh Nhã rất tỉnh táo, lập tức phân tích đâu ra đấy. Tôi không muốn cậu ấy mất mạng, tôi biết mình sai rồi. Dương Lệ lắc đầu, nói với vẻ mặt hối hận. Nếu sau này chúng ta muốn thân cận với anh ấy thì nhất định phải tham dự vào cuộc sống của anh ấy, tìm hiểu anh ấy, và thậm chí là trở thành sự trợ giúp của anh ấy, vậy nên hãy học dần đi. Mặc dù Từ Tịnh Nhã đang nói với Dương Lệ, nhưng đồng thời cũng là nói với chính bản thân mình. Sau khi quay lại phòng, Trần Triệu Dương gạt sạch mọi chuyện sang một bên, bắt đầu vận công điều chỉnh trạng thái. Anh phải nhanh chóng chuyển sang trạng thái tốt nhất. Sau đó dùng linh dược, thiên tinh thúy, cố gắng phát huy hết hiệu quả của nó. Một đêm nhanh chóng trôi qua, Trần Triệu Dương lên nóc biệt thự. Anh phải nhân lúc mặt trời mọc để hấp thu luồng khí tím,
đó cũng chính là thời khắc tốt nhất để anh sử dụng thiên tinh thúy. Trần Triệu Dương âm thầm vận công, chờ đợi luồng khí tím dâng lên. Thời khắc phía đông dâng lên tia sáng màu trắng ngà, ánh mặt trời rực lửa nhô lên, Trần Triệu Dương mở mắt ra, luồng khí tím cũng xuất hiện theo. Lúc này, Trần Triệu Dương ăn luôn thiên tinh thúy, sau đó bắt đầu vận chuyển chân khí trong cơ thể, luồng khí màu tím giữa đất trời điên cuồng tràn vào cơ thể anh. Sau khi thuốc ngấm, kinh mạch của anh bắt đầu nở rộng và nứt toác ra. Tiếp đó, luồng khí màu tím giữa đất trời ùa vào cơ thể anh, đẩy nhanh quá trình ấy. Trần Triệu Dương nhanh chóng sử dụng tia sáng màu vàng trong mắt mình, chữa trị vết thương kinh mạch. Theo thời gian trôi qua, kinh mạch của được chữa trị liên tục, nhưng cơ thể cũng bắt đầu nứt ra, cũng phải dùng tia sáng màu vàng để chữa. Cứ thế phá hủy xong rồi lại chữa trị, thực sự là người bình thường không thể chịu đựng nổi cơn đau quặn quại ấy. Phụ nữ sinh con thì đã là gì? Cơn đau này không biết gấp mấy lần đau đẻ nữa. Mặc dù đây là lần thứ ba tôi luyện thân thể rồi, nhưng Trần Triệu Dương vẫn đau muốn ngất xỉu. Nhưng vì đã tôi luyện hai lần rồi nên anh đã chuẩn bị tâm lý từ trước, hơn nữa sức chịu đựng của cơ thể anh cũng hơn hẳn lúc đó. Chủ yếu nhất vẫn là sau vụ cược ngọc lần trước, mắt xuyên thấu của anh thăng cấp, vậy nên công dụng chữa trị cũng mạnh hơn trước nhiều. Có đôi khi kinh mạch và cơ thể vừa nứt ra là tia sáng màu vàng đã chữa khỏi rồi. Theo thời gian trôi qua, luồng khí tím trong đất trời cũng dần biến mất, mặt trời hoàn toàn nhô lên. Trải qua một đêm suy nghĩ, Dương Lệ và Từ Tịnh Nhã cũng đã nghĩ thông rồi. Trần Triệu Dương không phải là người bình thường, tất nhiên là bọn họ không thể có cái nhìn về anh như một người bình thường được, nếu như thế thì kết quả duy nhất sẽ là Trần Triệu Dương ngày một cách bọn họ xa hơn. Lúc Hân Hoan tới gõ cửa phòng Trần Triệu Dương, bọn họ phát hiện ra Trần Triệu Dương không hề đáp lại một câu nào. Sợ anh xảy ra chuyện gì nên bọn họ mở cửa ra luôn, chỉ có điều anh không có ở trong phòng. Chắc không phải cậu ấy tức giận nên tới nhà họ phòng rồi đấy chứ, Dương Lệ cảm thấy tự trách, cô ấy mở miệng nói. Chắc không đâu, Trần Triệu Dương không phải người nhỏ nhen như thế, Từ Tịnh Nhã lắc đầu, rõ ràng là không tán thành câu nói của Dương Lệ cho lắm, dù sao cô ta cũng khá hiểu tính cách của Trần. Triệu Dương. Vậy cậu ấy đi đâu rồi? Dương Lệ ngẫm nghĩ, đúng là Trần Triệu Dương không giống kiểu người nhỏ nhen, bọn họ đã tiếp xúc với anh lâu rồi, biết anh là một người tùy tính, không thể có chuyện mang thù cô ấy được. Có lẽ là đi ra ngoài rồi, chúng ta chờ một lát đi, Từ Tịnh Nhã cũng chẳng có cách nào, dù sao điện thoại của Trần Triệu Dương cũng vỡ rồi, còn chưa kịp mua cái mới. Cô có nghe thấy tiếng gì không? Sau khi hai người họ yên lặng xuống, Dương Lệ bỗng mở miệng hỏi. Cô cũng nghe thấy rồi à, Từ Tịnh Nhã giật mình, bèn lên tiếng hỏi ngược lại. Là tiếng động từ bên ngoài, chúng ta ra ngoài xem sao, Dương Lệ đưa ra lời đề nghị. Đi. Thế là cả hai cùng nhau đi ra ngoài, vừa bước chân ra là bọn họ lập tức nghe thấy những tiếng rên rỉ đau đớn. Trên mái nhà, hai người đồng loạt ngẩng đầu lên, nhưng từ góc độ ấy của bọn họ thì chẳng thể nhìn thấy tình hình trên đó được. Trên mái nhà có người sao, Từ Tịnh Nhã sợ tái mặt. Cô ta cất tiếng hỏi. Cô có biết đường lên mái nhà không? Chúng ta lên đó xem sao, mặc dù Dương Lệ cũng sợ khiếp vía, nhưng cô ấy vẫn muốn lên đó xem thử. Không được, nhỡ là người xấu thì phải làm sao? Hai chúng ta không đánh lại được đâu, Từ Tịnh Nhã không dám lên, cô ta lắc đầu nói. Cô nghe cái âm thanh ấy đi, cho dù là người xấu thì e rằng cũng đang bị thương. Yên tâm, tôi biết đánh đấm một chút, có thể bảo vệ cô. Dương Lệ lại xúi giục Từ Tịnh Nhã lên mái. Thật hả, trông Dương Lệ còn gầy yếu hơn cả cô ta, Từ Tịnh Nhã cực độ hoài nghi. Đi thôi, nếu người ở trên đó là Trần Triệu Dương thì sao, vì muốn Từ Tịnh Nhã đồng ý, Dương Lệ đưa ra một giả thiết. Được rồi, lên đó xem sao đã, nếu tình hình không ổn là chúng ta rút ngay, Dương Lệ thuyết phục thành công, Từ Tịnh Nhã đã chịu đồng ý rồi. Hai cô gái rón rén đi tới cầu thang ở tầng 1. Đó là lối đi duy nhất thông lên mái nhà. Bọn họ nhẹ nhàng mở hé cửa ra, sau đó lặng lẽ nhìn lên trên. Có người thật, nhưng trông thảm thiết quá, máu me khắp người. Sau khi mở ra, Dương Lệ nhìn thấy trên đó có người, cô ấy lập tức ngạc nhiên thốt lên. Thật hả, cho tôi xem với, Từ Tịnh Nhã cũng tới đó xem. Không đúng, đó là Trần Triệu Dương, mau lên đó xem sao. Sau khi nhìn thấy người trên mái nhà, Từ Tịnh Nhã cảm thấy quen quen. Và rồi cô ta nhanh chóng nhớ ra. Lúc trước, khi ở chỗ Nam Cung Yến, cô ta đã từng chứng kiến cảnh tượng Trần Triệu Dương đổ máu khắp người, khi ấy cô ta còn tưởng anh bị người nhà họ Phòng đánh bị thương nên rất áy náy,
bây giờ xem ra đó là do anh tự biến mình thành như thế. Thật sao, nghe thấy Từ Tịnh Nhã nói vậy, Dương Lệ giật nảy mình, vội vàng mở cửa đi lên. Làm sao vậy, Trần Triệu Dương, cậu đừng làm tôi sợ, tới gần và thấy đúng là Trần Triệu Dương, Dương Lệ không thể dẫn lòng nổi, định xông thẳng tới đó. Đừng, đợi một lát đi, thấy Dương Lệ định lao tới, Từ Tịnh Nhã sợ hết hồn, vội vàng ngăn cản cô ấy. Chảy máu khắp người thế này thì chắc chắn là bị thương rồi. Không được, tôi phải băng bó cho cậu ấy, tôi phải gọi xe cứu thương, nhìn thấy Trần Triệu Dương máu me be bét như vậy, Dương Lệ cuống cuồng cả lên, bắt đầu nói năng lộn xộn. Cô bình tĩnh lại một chút, tôi đã từng gặp anh ấy như vậy rồi, có lẽ không phải bị thương đâu, mà là đang tu luyện công pháp nào đó, nếu không thì đã chẳng như thế, Từ Tịnh Nhã tỉnh táo giải thích với Dương Lệ. Vậy sao? Nhưng làm gì có ai luyện công mà máu me khắp người thế này, Dương Lệ hơi bất mãn, lập tức nói dồn dập. Cô nhìn xem, anh ấy vẫn luôn ở đây, mà nơi này thì không có dấu vết đánh nhau, hơn nữa quần áo vẫn còn nguyên vẹn, chứng tỏ không hề có chuyện đánh nhau với người khác, vậy nên tốt nhất là chúng ta đừng quấy rầy anh ấy. Phải biết rằng người luyện công sợ người khác quấy rầy nhất đấy. Từ Tịnh Nhã bình tĩnh phân tích. Hơn nữa hơi thở của anh ấy rất ổn định. Ngoài đổ máu và đau đớn ra thì không có triệu chứng nào khác, tôi nghĩ chắc không phải là bị thương, tốt nhất chúng ta nên chờ một lát. Càng nói, Từ Tịnh Nhã càng cảm thấy có lý, bèn lùi về sau mấy bước, cách Trần Triệu Dương một khoảng. Nghe Từ Tịnh Nhã nói vậy, Dương Lệ mới bình tĩnh lại một chút. Từ Tịnh Nhã nói rất có lý, cô ấy nhìn Trần Triệu Dương, phát hiện thấy hơi thở của Trần Triệu Dương rất đều đặn, không phải triệu chứng của người bị thương nặng. Nhìn đến đây, Dương Lệ mới yên tâm hơn một chút. Tất nhiên là Trần Triệu Dương không biết bọn họ đã phát hiện ra anh, suýt thì đưa anh tới bệnh viện. Lúc này anh đang trong thời khắc then chốt, thân thể anh quá rắn chắc, vậy nên khi nứt ra cũng đau đớn không gì sánh bằng. Tác dụng của thiên tinh thúy là dùng hình thức tôi luyện để xé rách kinh mạch, cơ bắp và xương cốt trong cơ thể người, phạm vi xé rách ấy rất nhỏ, nhưng đau đớn thì lại vô cùng vô tận. Lúc này Trần Triệu Dương đã tôi luyện kinh mạch và cơ bắp xong rồi, đang đến phần tôi luyện xương cốt của anh. Xương cốt của người bình thường là màu trắng ngà, nhưng lúc này xương của Trần Triệu Dương lại tản ra ánh bạch kim trầm, không giống với màu xương của người bình thường cho lắm. Có sự thôi thúc của thuốc thiên tinh thúy, màu bạch kim trầm ấy ngày một rõ ràng, nhưng cơn đau thì lại gấp mấy lần nỗi đau tôi luyện cơ bắp và kinh mạch vừa rồi. Tròn nửa tiếng sau, Trần Triệu Dương mới hoàn thành công cuộc tôi luyện xương cốt. Lúc này, xương cốt của Trần Triệu Dương đã biến thành màu bạch kim hẳn rồi. Nếu mang anh đi giải phẫu thì chắc chắn tất cả mọi người đều sẽ bàng hoàng sửng sốt. Trần Triệu Dương vẫn chưa dừng lại, anh tiếp tục tu luyện thêm một lát để khôi phục chân khí bị tiêu hao. Sau vụ tôi luyện thân thể lần này, Trần Triệu Dương phát hiện ra khả năng chứa đựng chân khí của anh tăng lên ít nhất là gấp đôi so với lúc trước, cũng có nghĩa là anh lại có thể dồn nén chân khí nữa rồi. Trần Triệu Dương vốn dĩ còn muốn tiếp tục hồi phục chân khí, nhưng sau khi anh cảm nhận bên cạnh có người thì trong lòng chợt hoảng. Lập tức đứng phát dậy, chuẩn bị tư thế phòng thủ và nhìn về phía người đang đi tới. Sao lại là các cô, sau khi anh mở mắt thì nhìn thấy lại là Từ Tịnh Nhã và Dương Lệ. Trần Triệu Dương, cậu có sao không? Sao cả người cậu đều là máu vậy? Vẻ mặt Dương Lệ lo lắng nhìn Trần Triệu Dương, bất cứ ai nhìn thấy một người toàn thân dính đầy máu cũng sẽ sợ hãi và lo lắng. Tôi không sao, cái đó, trước hết cô có thể thả tay ra khỏi người tôi đã được không? Trên người tôi toàn là máu thôi, nhìn Dương Lệ đang bám như một con gấu túi, Trần Triệu Dương liền bất lực nói. À, lúc này, Dương Lệ mới phát hiện hai chân mình đang bám vào thắt lưng của Trần Triệu Dương. Tư thế này quả thật quá mờ ám. Cô ấy bèn đỏ mặt buông khỏi người Trần Triệu Dương, không dám nhìn anh. Trần Triệu Dương, hay là anh đi tắm rửa một chút đi, Từ Tịnh Nhã bất đắc dĩ nói, không ngờ bị cô gái kia chiếm dụng trước. Được. Trần Triệu Dương nhìn trên người mình rồi gật đầu, trực tiếp quay người nhảy từ trên cao xuống. Anh chạy nhanh tới nhà tắm và tắm rửa. Lúc tắm, anh miễn cưỡng phát hiện, da rẻ của mình càng đẹp hơn trước, quả thật là hình tượng của chàng trai bao. Còn nữa đường cơ bắp của anh vốn không phải kiểu cơ bắp của đàn ông tập gym, mà rất thon gọn và cân đối, nhưng anh có thể cảm nhận được sức mạnh bùng nổ từ đường cơ bắp đều đặn này. Ngoại trừ không hài lòng về làn da, những thứ khác anh đều rất vừa ý. Sau khi tắm xong, Trần Triệu Dương mặc đồ chỉnh tề rồi mới đi ra. Qua, Trần Triệu Dương, da rẻ của anh quả thật rất đẹp. Lẽ nào anh đang tập thể thao làm đẹp hả? Sau khi Trần Triệu Dương xuất hiện,
Dương Lệ và Từ Tịnh Nhã nhất thời ganh tị. Đây là lần đầu Dương Lệ nhìn thấy sự thay đổi khủng khiếp của anh, trong đầu cô ấy lập tức chỉ có thể suy đoán được như vậy. Cô đang nghĩ gì vậy? Cách này không phải là cách hai người có thể chịu được đâu. Cứ yên phận làm cô gái xinh đẹp của hai người đi. Nếu cô thật sự muốn có làn da đẹp thì quay về tôi sẽ phối thuốc cho cô, Trần Triệu Dương không nhịn được muốn gõ vào đầu cô ấy. Thật à, tốt quá rồi, Dương Lệ vui mừng khôn xiết. Lúc này, Từ Tịnh Nhã bĩu môi, cô ta sớm đã dùng thuốc làm đẹp này từ lâu, và hiệu quả thực sự khiến cô ta trở nên tươi tắn và xinh đẹp hơn. Trần Triệu Dương, chắc anh không quên chiều nay phải tới nhà họ Phòng chứ? Anh định đi thật hả? Lúc này Từ Tịnh Nhã lại vô cùng lo vấn đề này nên lên tiếng. Đương nhiên phải đi, đã đồng ý nếu đồng ý quyết đấu mà không xuất hiện, vậy thì coi như lâm trận bỏ trốn. Tôi không muốn trở thành một người như vậy, Trần Triệu Dương đương nhiên hiểu chuyện. Không chờ Từ Tịnh Nhã và Dương Lệ nói xong, anh nói tiếp, huống hồ, chỉ là một nhà họ Phòng còn con thì có tư cách gì khiến tôi phải lâm trận bỏ. Trốn. Trong lời nói lại mang theo khí thế nhìn trời bằng nửa con mắt khiến hai cô gái tỏ ra say đắm. Sau đó ba người ra ngoài ăn sáng rồi đi về hướng nhà họ Phòng. Lúc này, nhà họ Phòng có thể nói là người đông như kiến, vì tối qua nhà họ Phòng đưa ra tin tức, đại trưởng lão xuất quan, muốn quyết một trận tử chiến với Trần Triệu Dương. Điều này khiến toàn bộ thành phố Vân Hải nháo nhào. Phải biết là nhà họ Phòng ở thành phố Vân Hải tuyệt đối là một gia tộc tầm cỡ. Còn đại trưởng lão dĩ nhiên cũng là nhân vật trong truyền thuyết. Họ cũng không ngờ đại trưởng lão nhà họ Phòng lại còn khỏe như thế. Đại trưởng lão nhà họ Phòng, Phòng Nguyên Vũ không hổ là kỳ tài võ thuật. Ban đầu, nhà họ Phòng vốn là một gia tộc nhỏ không có gì nổi bật. Sau khi Phòng Nguyên Vũ thể hiện tài năng võ thuật của mình, quyền lực của nhà họ Phòng đã tăng vọt không ngừng. Cuối cùng trở thành gia tộc lớn nhất nhì ở thành phố Vân Hải. Còn Phòng Nguyên Vũ không quan tâm đến chuyện gia tộc và tập trung bế quan tu hành. Tròn mười mấy năm không nghe tin của Phòng Nguyên Vũ, nhưng lúc này lại xuất quan thì càng là một tin chấn động. Còn về Trần Triệu Dương, có người biết, dĩ nhiên có người không biết. Người biết thì dĩ nhiên hiểu đây là nhà họ Phòng báo thù Trần Triệu Dương. Còn người không biết thì lại đoán Trần Triệu Dương là thần thánh phương nào lại có thể khiến đại trưởng lão nhà họ Phòng, Phòng Nguyên Vũ đích thân hạ thư quyết chiến, chắc là tiền bối có thực lực mạnh. Dù nói thế nào thì mới sáng sớm nhà họ Phòng đã đón vô số người nhận được tin tức đến, nhưng nhà họ Phòng không hề từ chối, ai cũng được sắp xếp ổn thỏa. Vốn dĩ lần này chính là để thể hiện sức mạnh nhà họ Phòng. Dù sao thì họ đã chịu không ít lời chất vấn và nghỉ hoặc trong khoảng thời gian này, nhất là bữa tiệc đính hôn lần trước, càng khiến nhà họ Phòng mất mặt. Nếu lần này nhà họ Phòng không cương quyết, e là một vài gia tộc ở thành phố Vân Hải sẽ tạo phản. Tuy người tới rất đông, nhưng nhà họ Phòng có một võ đường chuyên dụng, giống như một sân vận động, xung quanh là khán đài, và ở giữa là một đấu trường khổng lồ bằng đá đen, dài rộng 50 mét. Lúc này, khán đài đủ chỗ ngồi hơn 2.000 người là gần như chật kín, phải biết là trận quyết đấu này, có thể nói gần như tất cả các gia tộc lớn nhỏ trong thành phố Vân Hải đều đến. Cho dù không có quan hệ lợi ích, cũng tới xem náo nhiệt. Dù gì sau khi biết kết quả thì mới biết làm sao đối đãi với nhà họ Phòng. Lúc Trần Triệu Dương và hai người họ tới nhà họ Phòng thì phát hiện người tới xem quả thật không ít. Trận quyết đấu này càng khiến hai cô gái càng thêm lo lắng. Hay là chúng ta về đi? Dù sao mọi người cũng không biết anh, cho dù lâm trận bỏ trốn cũng không là gì, Từ Tịnh Nhã không có lòng tin với Trần Triệu Dương nên cô ta lên tiếng. Đúng, chúng ta đi thôi, đừng ở đây nữa, nhìn thấy những tên bảo vệ uy nghiêm lỡ hoãm liệt ở trước cửa nhà họ Phòng, Dương Lệ đột nhiên có chút kinh hãi. Yên tâm đi, vào thôi, Trần Triệu Dương tỏ ra điềm tĩnh, đương nhiên nếu anh không tiến hành tôi luyện thân thể 3 lần, có lẽ anh cũng không có tự tin như vậy. Nhưng bây giờ, Trần Triệu Dương chỉ muốn đánh một trận sảng khoái. Anh cảm giác cả người tràn trề năng lượng, giống như chút được gánh nặng. Cho nên đối với cuộc quyết đấu sắp tới, Trần Triệu Dương vô cùng phấn khích. Từ Tịnh Nhã và Dương Lệ dĩ nhiên không biết suy nghĩ trong lòng anh. Nhưng lúc này, anh đã đi tới cửa, hai cô gái cũng không khuyên can nữa. Chính ngay lúc này, lại có nhóm người tới, vừa hay là nhà họ Dương và nhà họ Từ. Việc quan trọng này nhà họ Dương và nhà họ Từ dĩ nhiên sẽ không bỏ qua, nhất là nhà họ Dương. Dương Đức Trung còn ôm hận đối với Trần Triệu Dương, đương nhiên không thể bỏ qua trận anh bị giết. Nhưng ông ta không ngờ lại đụng phải anh ngay cửa. Lúc ông ta nhìn thấy con gái mình cũng đi theo anh thì sắc mặt ông ta trùng xuống.
Tiểu Lệ, qua đây, vẻ mặt của Dương Đức Trung tỏ ra khó coi và nói với con gái Dương Lệ của mình. Ông Dương, xin ông tự trọng, chúng ta đã không còn mối quan hệ bố con nữa rồi. Dương Lệ nhìn thấy bố mình tới thì trong lòng thấy hoảng. Nhưng nhớ tới chuyện bố đã gây ra với mình, trong lòng cô ấy chợt thấy ghê tởm. Một số người vừa đến sau khi nghe xong những lời này thì lập tức chỉ trỏ vào bố con Dương Đức Trung. Dù sao bị con gái nói cắt đứt quan hệ bố con, quả thật như một cái tát vào mặt. Mọi người lập tức dừng lại và xem kịch. Đứa con gái bất hiếu này, đừng gây chuyện mất mặt ở đây, mau qua đây cho bố. Dương Đức Trung cảm nhận được ánh mắt xung quanh thì đột nhiên tái mặt. Dương Đức Trung, nếu ông còn lộn xộn, ông có tin tôi ném ông ra ngoài không? Trần Triệu Dương lập tức đứng ra và lạnh lùng nhìn Dương Đức Trung. Trần Triệu Dương, cậu đừng ngạo mạn, chờ tới lúc quyết đấu thì cậu sẽ biết. Dựa vào trình độ của cậu, có thể so với đại trưởng lão nhà họ Phòng sao? Dương Đức Trung lạnh lùng nói. Vậy sao, không phải còn chưa tới lúc quyết đấu sao? Hay là tôi làm nóng người trước đã? Trần Triệu Dương nhìn Dương Đức Trung với ánh mắt đe dọa. Hừ, thô lỗ, Dương Đức Trung đột nhiên thấy hoảng sợ, nói ra hai chữ, sau đó hung hăng trừng mắt nhìn con gái mình rồi đưa người họ Dương đi vào nhà họ Phòng. Những người xung quanh sau khi nghe thấy thì nháo nhào cả lên. Họ không ngờ người quyết đấu lại là một chàng thanh niên. Điều này khiến ánh mắt họ nhìn Trần Triệu Dương thay đổi, chuyển sang nghi ngờ. Một chàng trai trẻ hai mươi mấy tuổi đầu, lại có vẻ ngoài giống thư sinh sao có thể là đối thủ của đại trưởng lão nhà họ Phòng. Điều khiến Trần Triệu Dương bất ngờ chính là Từ Hồng Nho rõ ràng biết tình hình bây giờ không có lợi cho anh, ngược lại còn bước đến. Cậu Trần, sao cậu lại đồng ý quyết đấu với Phòng Nguyên Vũ, thực lực của ông ta vô cùng mạnh, nhắm không được thì đi khỏi đây đi, từ bỏ trận đấu này đi. Từ Hồng Nho hơi lo lắng nói với Trần Triệu Dương. Ông ta đúng là ngưỡng mộ Trần Triệu Dương. Ở cái tuổi trẻ như anh mà đã đạt được mức này thì nếu cho anh thêm thời gian, chắc là sẽ còn lợi hại hơn cả Phòng Nguyên Vũ. Xem ra bây giờ anh thi đấu với Phòng Nguyên Vũ thì quả thật không phải hành động sáng suốt. Gia chủ Từ, ông không cần khuyên. Tôi là một võ giả. Nếu ngay cả dũng khí đứng ra thi đấu cũng không có, vậy thì tâm trạng của tôi chắc sẽ bị ảnh hưởng. Sau này muốn tồn tại cũng khó, Trần Triệu Dương dĩ nhiên nhìn ra Từ Hồng Nho thật lòng khuyên mình. Nhưng anh cũng không mù quáng mà đồng ý. Huống hồ, với thực lực hiện tại của anh, cho dù thật sự đánh không lại, bản lĩnh bỏ chạy vẫn có. Cho nên, cuộc chiến này tôi nhất định sẽ không lùi bước, Trần Triệu Dương bèn đi vào nhà họ Phòng. Còn người nhà họ Phòng dĩ nhiên nhìn thấy cảnh này, họ cũng sợ Trần Triệu Dương đột nhiên bỏ đi thì cuộc quyết đấu hôm nay mất đi mục đích ban đầu. Cho nên, sau khi Trần Triệu Dương đi vào nhà họ Phòng, bọn họ lập tức chạy ra dẫn đường. Nhã Nhi, con đi theo chúng ta đi, Từ Hồng Nho lắc đầu. Ông ta không ngờ Trần Triệu Dương lại manh động như vậy. Rốt cuộc cũng là tuổi trẻ, lẽ nào không biết không ăn trái bầu, lo gì không có gáo múc nước sao? Dạ được, nghe lời bố mình. Từ Tịnh Nhã gật đầu. Cô ta biết, không thể khiến Trần Triệu Dương phân tâm. Cho nên đi với bố cũng là lựa chọn tốt nhất. Tiểu Lệ, cô đi chung với tôi đi. Chúng ta không được liên lụy đến Trần Triệu Dương. Nếu không thì nhà họ Phòng sẽ lấy chúng ta ra uy hiếp anh ấy. Tới lúc đó không xong đâu, Từ Tịnh Nhã lập tức nói với Dương Lệ. Cô ta rất đồng tình với Dương Lệ. Vì Dương Lệ và cô ta là người cùng cảnh ngộ. Nhưng bố của cô ta coi trọng Trần Triệu Dương hơn, cho nên mới không ép mình. Còn Dương Lệ thì đáng thương hơn cô ta. Dương Lệ gật đầu. Tuy cô ấy rất muốn đứng sau lưng Trần Triệu Dương, cổ vũ cho anh. Nhưng giống như Từ Tịnh Nhã nói lúc nấy, ai biết người nhà họ Phòng có lấy họ ra uy hiếp Trần Triệu Dương hay không? Trần Triệu Dương tới võ đường của nhà họ Phòng, nhìn thấy võ đài ở giữa thì đột nhiên nheo mắt. Trên viên hắc thạch của võ đài này có rất nhiều dấu vết, rõ ràng là nhà họ Phòng đang đấu với nhau. Nhà họ Phòng này quả nhiên khác với gia tộc bình thường, có vẻ chú ý thực chiến hơn. Cảnh tượng xảy ra ở cửa, thông qua sự truyền miệng của những người trong cuộc thì rất nhanh sau đó mọi người đều biết được người đấu với đại trưởng lão nhà họ Phòng thật ra là một thanh niên mới ngoài 20 tuổi, tất cả mọi người đều bất ngờ. Không thiếu võ giả ở đây, dĩ nhiên biết chàng thanh niên ngoài 20 tuổi cho dù tu luyện từ trong bụng mẹ, thực lực cũng không cao tới đâu. Bây giờ không biết sống chết mà quyết đấu với Phòng Nguyên Vũ. Đầu anh chắc bị lừa đá mất rồi. Cơ bản không ai coi trọng Trần Triệu Dương. Ngược lại, nhiều người còn ác ý vu khống Trần Triệu Dương, dù cho họ không nói lời khó nghe thì cũng nói linh tinh gì đó. Những lời này dĩ nhiên truyền tới tai của Từ Tịnh Nhã và Dương Lệ.
Hai cô tuy muốn phản bác nhưng đối diện với đám người dài dãng dặc, hai người thật sự không biết nên thanh minh cho Trần Triệu Dương như thế nào. Lúc này thần sắc của Từ Hồng Nho cũng thay đổi, không biết đang nghĩ gì. Chính ngay lúc này, người nhà họ Phòng cuối cùng cũng đi ra. Dĩ nhiên người đứng đầu là Phòng Vĩnh Tín, nhưng lúc này ông ta cung kính nói gì đó với một ông lão. Còn thần sắc của ông lão kia lại kiêu căng, chỉ gật đầu rồi sau đó nhìn sang phía Trần Triệu Dương đang đứng. Trần Triệu Dương dĩ nhiên cảm nhận được ánh mắt đó, anh không do dự mà nhìn lại. Ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung, mọi người lập tức cảm thấy một luồng không khí khủng khiếp tỏa ra từ trên người của cả hai. Trần Triệu Dương, lên võ đài chịu chết đi, Phòng Nguyên Vũ xuất hiện, tốc độ nhanh chóng vọt lên võ đài, nhìn sang Trần Triệu Dương bên dưới với ánh mắt lạnh lùng. Sau tiếng hét lớn của Phòng Nguyên Vũ, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Trần Triệu Dương. Hiển nhiên là sau khi truyền tai nhau thì hầu như mọi người đều biết đây là Trần Triệu Dương. Đại trưởng lão họ Phòng đúng là lợi hại, khí thế này quả thật đáng sợ quá. Quả nhiên không hổ là đại trưởng lão, quá kinh khủng. Nếu ông ấy trẻ ra chục tuổi, tôi cũng muốn gả cho ông ấy. Người xung quanh bỗng dưng bàn tán xôn xao, rõ ràng ai cũng coi trọng Phòng Nguyên Vũ chứ chẳng ai coi Trần Triệu Dương ra gì. Hai, đã già cả rồi, nay còn học người khác nhiệt tình thi đấu. Trong lòng chưa có tính toán phải không, Trần Triệu Dương bèn chậm rãi đi về phía võ đài. Anh vừa đi vừa tiếp tục nói, ông nói nếu ông thắng, đó là thắng không cần võ thuật. Nhưng lỡ như ông thua, dù gì chân tay ông cũng già nua cả rồi, thua là cái chắc. Tới lúc đó thua không chỉ là tính mạng mà còn là tất cả mọi thứ của nhà họ Phòng các người. Giọng của Trần Triệu Dương không lớn nhưng mọi người có mặt đều nghe rất rõ ràng, giống như ngay tại bên tai vậy. Đồ súc vật. Lúc này dù có mồm năm miệng 10 cũng vô ích. Cậu cũng không thể dựa vào cái miệng mà kết thúc cuộc đấu được. Cậu yên tâm, nếu đã nói vậy thì tôi sẽ để lại lưỡi cho cậu. Còn về những vật khác trên người thì tôi cũng không cần phải giữ. Phòng Nguyên Vũ tỏ ra bình tĩnh nhưng giọng điệu lạnh nhạt ẩn chứa đầy sát khí. Rõ ràng ông ta cơ bản không nghĩ sẽ nương tay với Trần Triệu Dương. Không những vậy, ông ta lại còn muốn chặt Trần Triệu Dương thành một cây gậy. Không để Trần Triệu Dương chết mà khiến nửa đời sau của anh phải chịu đau đớn dày vò. Ông nhiều lời quá đi mất, đúng thật là sau khi người ta già đi sẽ thích căn nhăn mà, Trần Triệu Dương ngoáy ngoáy tai rồi tỏ ra bộ dạng ghét bỏ. Ký vào cam kết sinh tử này đi, sau khi bước lên võ đài thì mặc kệ sống chết, ngay khi Trần Triệu Dương vừa bước lên thì một người trọng tài bước đến, cầm trên tay một tờ giấy rồi chuyển qua cho anh. Trần Triệu Dương nhìn một cái, rồi ký tên mình lên cam kết sinh tử đó. Bên còn lại là Phòng Nguyên Vũ cũng đang lăn tay. Ông già thối, dấu vân tay này chính là bùa đòi mạng của ông, Trần Triệu Dương lạnh lùng nhìn Phòng Nguyên Vũ rồi nói một cách khiêu khích. Tên súc vật, đừng có ở đó mà nói nhăng nói cuội nữa, mau qua đây để nhận cái chết đi. Phòng Nguyên Vũ nghe thấy thế thì sắc mặt vô cùng khó coi, lập tức chỉ vào Trần Triệu Dương mắng. Ông già thối, nếu ông muốn thì để tôi tiễn ông về với tổ tiên, Trần Triệu Dương nói, rồi thân người anh lóe lên một cái. Lập tức lao lên võ đài, đứng đối diện với Phòng Nguyên Vũ. Chết đi, Phòng Nguyên Vũ khít mũi, lập tức nắm chặt hai tay, sức mạnh kinh hoàng quét qua, thân hình già nua của ông ta nhảy dựng lên, giáng một nắm đấm từ trên trời rơi xuống với sức mạnh kinh người, hung hăng đập vào đầu Trần Triệu Dương. Cút ran! Trần Triệu Dương hét lên một tiếng rồi đạp chân nhảy lên cao, cũng giáng một đòn như vậy xuống. Nháy mắt, nắm đấm của hai người đã đụng vào, nhau, oàng! Một luồng không khí đáng sợ ào ra, chỉ nhìn thấy một bóng người bay ra, nhào lộn trong không trung trong vài vòng rồi mới dừng lại. Sau khi dừng lại rồi thì vẫn lùi lại 56 mét nữa rồi mới ngừng hẳn. Mọi người mở to mắt nhìn kỹ mới thấy được, người kia chính là Phòng Nguyên Vũ, điều này khiến bọn họ biến sắc. Họ không ngờ đến, người bị đánh bay ra ngoài thế mà lại là Phòng Nguyên Vũ, phải biết rằng khi nãy lúc ông ta rơi từ trên trời xuống cũng kéo theo một nguồn lực vô cùng áp bức. Người như thế này mà bị đánh bay ra ngoài thì thực lực của Trần Triệu Dương khủng khiếp đến giường nào chứ? Tầm mắt của đám đông ở đây đều đổ dồn vào Trần Triệu Dương, mới phát hiện ra chỗ anh vừa đứng khi nãy đã xuất hiện một cái hố lớn, hắc. Thạch cực kỳ cứng rắn cũng bị vỡ tan tành. Trần Triệu Dương đứng trong cái hố đấy, nhìn qua có hơi nhếch nhác vì quần áo trên người bị luồng khí lực vừa rồi xé nát tan tành. Cái đệt, tính nhầm để cho ông già thối kia được lợi rồi. Trần Triệu Dương nhìn lướt qua quần áo của mình rồi nói một cách tức giận. Một trưởng vừa rồi, nếu mà đánh một cách công bằng thì anh chắc chắn sẽ không bị nhếch nhác như thế này. Nhưng mà,
Phòng Nguyên Vũ rơi từ trên trời xuống thì chắc chắn sẽ chiếm được lợi thế, nếu không quần áo anh cũng không bị xé nát ra như vậy. Trần Triệu Dương, nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của Trần Triệu Dương đứng trong hố như thế thì Dương Lệ và Từ Tịnh Nhã lập tức hét lên một cách ngạc nhiên rồi lập tức lao đến. Hai người ngồi xuống cho tôi, đây là quyết đấu, nếu các người mà xông vào thì không những không giúp được gì mà còn giúp cho người nhà họ Phòng có cớ, đến lúc đó nhà họ chắc chắn sẽ mượn cớ đó để tấn công Trần Triệu Dương, Từ Hồng Nho giữ hai người lại rồi khuyên. Huống hồ, các người nhìn mà xem. Trần Triệu Dương ngoại trừ quần áo bị rách vài chỗ ra thì trên người không có vết thương nào không? Vẻ mặt của cậu ấy vẫn rất bình tĩnh, điều này chứng tỏ là mọi thứ vẫn đang trong tầm kiểm soát, Từ Hồng Nho lập tức nói tiếp. Nghe được lời này của Từ Hồng Nho thì hai người cuối cùng cũng bình tĩnh lại, nhìn tình trạng của Trần Triệu Dương đúng thật là không đến nỗi quá tệ. Ông già thối, tiếp tục cảm nhận được sức mạnh mạnh mẽ trong cơ thể mình, Trần Triệu Dương đột nhiên nở nụ cười rồi nhảy ra khỏi hố lớn. Ngoách ngón tay về phía Phòng Nguyên Vũ, khiêu khích nói. Phòng Nguyên Vũ nhìn Trần Triệu Dương không có bất kỳ một vết thương nào thì sắc mặt đột nhiên oám. Ông ta không thể nào hiểu được, tại sao ông ta là người chiếm được lợi thế mà Trần Triệu Dương lại không hề bị thương chút nào. Ông ta chắc chắn mình đã bị thương, chỉ là đang giả vờ không bị sao mà thôi. Tên súc vật, có giả vờ nữa cũng không có tác dụng gì, hắc thạch đã thành như thế rồi làm sao mà cậu lại không sao được chứ? Lẽ nào người cậu còn cứng hơn hắc thạch hay sao? Cậu chắc chắn đã bị nội thương, giả vờ cũng không để làm gì cả. Phòng Nguyên Vũ nghĩ mình đã tìm được chân tướng, rồi bắt đầu phân tích. Đám người xung quanh nghe được lời này thì bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hóa ra là giả vờ, làm ông đây cứ tưởng hẳn ta mạnh lắm. Tôi nói rồi mà, đại trưởng lão đã ra tay thì sao tên nhóc đó lại không có chuyện gì được chứ? Người trẻ tuổi mà, đến chết rồi vẫn còn sĩ diện. Lúc này mà nhận thua thì may ra còn được giữ lại mạng sống. Sao có thể, đây là quyết đấu sinh tử, chỉ đến khi nào có một người chết thì mới dừng lại hơn nữa không ai được phép ra tay giúp đỡ. Đám người xung quanh đều nhao nhao nghị luận về lời nói của Phòng Nguyên Vũ, không có ai nhận ra khi Trần Triệu Dương chống lại đòn tấn công của Phòng Nguyên Vũ thì không hề bị sao cả. Đám người nhà họ Phòng đều hưng phấn hết cả, xem ra là không có chút nghi ngờ nào với lời nói của đại trưởng lão. Ông cố. Giết hắn đi, nét mặt Phòng Văn Diệu lúc này đầy sự điên cuồng, hắn ta hét to một tiếng, chỉ hận không thể lao lên võ đài thay ông cố giết chết Trần Triệu Dương. Ồ, thế hả, ông không đi làm biên kịch thật là đáng tiếc, nghe được lời nói của Phòng Nguyên Vũ thì vẻ mặt của Trần Triệu Dương khá kỳ lạ, rồi lắc đầu một cách bất lực. Tên nhãi danh, bây giờ rồi mà vẫn còn nói nhăng nói cuội, thật đúng là không sợ chết, vốn tôi còn muốn để cho cậu toàn thây, nếu đã như thế rồi vậy tôi sẽ khiến cậu tan xương nát thịt. Hồn phi phách tán, Phòng Nguyên Vũ nghe được lời này. Của Trần Triệu Dương thì vô cùng tức giận, rồi cắn răng nói. Một trưởng vừa rồi, ông ta đã cảm thấy hai cánh tay của mình vô cùng đau nhức, đã rất nhiều năm rồi ông chưa từng cảm thấy đau nhức như vậy, điều này khiến cho sát ý của Phòng Nguyên Vũ càng nặng hơn. Đừng có ở đó mà đe dọa nữa, nào, ra tay đi, Trần Triệu Dương khinh thường mà cười, rồi chỉ thẳng vào Phòng Nguyên Vũ rồi nói. Muốn chết mà. Phòng Nguyên Vũ tức giận lao đến, rồi lật tay lại, trong tay ông ta lập tức xuất hiện hai con dao găm lóe ra tia sáng lạnh. Sau đó, dao găm bay lên hóa thành hai chiếc lông vũ, lao mạnh vào cổ Trần Hạo. Cái đệt, đại trưởng lão dùng vũ khí rồi, không muốn cho người ta sống nữa sao? Quyết đấu sinh tử mà, chắc chắn phải dùng hết sức lực rồi, sư tử vồ thỏ thì cũng phải dùng hết sức lực thôi. Có chút ức hiếp người ta quá, vốn thực lực đã rất mạnh rồi mà bây giờ lại còn dùng vũ khí. Thực sự không để lại chút thể diện nào mà. Đám người xung quanh thấy Phòng Nguyên Vũ lấy vũ khí ra thì náo loạn lên hết, khen chê đủ cả. Ông cố, đừng có giết hắn một cách dễ dàng như thế, đánh nát hết tay chân của hắn đi, cháu muốn giày vò hắn đến chết. Phòng Văn Diệu nhìn thấy ông cố mình lấy vũ khí ra thì hét lên một cách hưng phấn. Đi chết đi, Trần Triệu Dương tất nhiên cũng nghe được lời nói của Phòng Văn Diệu, chỉ là ngay. Lúc này Phòng Nguyên Vũ lại đánh qua nên anh chỉ có thể tránh trước. Tuy rằng thân thể anh rất cứng như anh cũng không dám trực tiếp dùng nó để đỡ đòn từ chiếc dao găm sắc lẹm kia. Ngay lập tức anh di chuyển một cách huyền chuyển để tránh những đòn công kích của Phòng Nguyên Vũ. Trần Triệu Dương giống như một con cá trạch, né tránh liên tục khiến cho Phòng Nguyên Vũ không thể nào chạm được vào người anh. Nhìn thì có vẻ mỗi lần tấn công đoạn kiếm đó đều sắp đâm vào người anh nhưng thật ra tất cả đều bị anh né được một cách linh hoạt. Song phi kiếm pháp.
Phòng Nguyên Vũ hét lên một tiếng rồi tốc độ đoản kiếm trong tay lập tức nhanh hơn, chặn hết đường đi không cho Trần Triệu Dương né tránh. Xem cậu còn trốn đi đâu, Phòng Nguyên Vũ biết được sự lợi hại của song phi kiếm pháp nên ông ta lập tức cười một cách tự tin. Hừ, nhìn thấy công kích một cách chặt chế như thế này thì Trần Triệu Dương lập tức sử dụng khả năng nhìn xuyên thấu. Sau khi sử dụng khả năng này thì tất cả phạm vi công kích của Phòng Nguyên Vũ đều hiện ra trong đầu anh. Dưới tác dụng của thuật xuyên thấu, tốc độ tấn công vốn dĩ rất nhanh của Phòng Nguyên Vũ lập tức trở nên chậm chạp, hơn nữa, Trần Triệu Dương cũng tìm được ít nhất 3 chỗ có thể tránh thoát được. Trần Triệu Dương khẽ chuyển động cơ thể, rồi làm ra một động tác vô cùng điêu luyện, anh lách mình qua khe hở của hai đoạn kiếm, đám người xung quanh đều ngạc nhiên không thôi. Mặc dù Trần Triệu Dương biết rất rõ phương hướng mà mình chọn là vô cùng chính xác, nhưng ngay lúc hai thanh đoạn kiếm lướt qua bên người thì anh cũng bị dọa một phen. Chỉ là qua lần này, anh cũng yên tâm rồi. Sao có thể chứ, chiêu thức không có kẽ hở của mình thế mà lại bị Trần Triệu Dương tránh được, Phòng Nguyên Vũ thực sự vô cùng ngạc nhiên. Nhưng sự thật bày ra trước mắt ông ta, cái này không thể nào giả được. Ông già thối, đều là ông tấn công, hãy nhận lấy một chưởng của tôi đi, Trần Triệu Dương hét lên một tiếng rồi thân hình ngay lập tức biến mất, đến khi xuất hiện thì đã ở ngay sau lưng Phòng Nguyên Vũ, anh lập tức giáng một chưởng về phía ông ta. Phòng Nguyên Vũ vốn là võ giả mạnh nhất của nhà họ Phòng, phản ứng của ông ta tất nhiên không chậm, ông ta quay người đón một chưởng này của anh. Sau đó, hai người lao vào đánh nhau, tốc độ nhanh đến nỗi khiến người ta hoa hết cả mắt, một lúc sau thì võ đài cứng rắn này đã bị hư hỏng nặng nề, cứ như thể bị đại bác bắn phá vậy. Đám người đứng xem bên ngoài đều vô cùng ngạc nhiên, trình độ này đã vượt xa người bình thường, thật sự khiến người ta cảm thấy hâm mộ. Chẳng trách võ đạo thế gia luôn đứng ngoài cuộc. Kể cả dầu nứt đố đổ vách thì cũng phải nể mặt võ giả ba phần, xem thực lực mạnh như vậy thì ai có thể chống đỡ được chứ? Chết tiệt, sao thực lực của Trần Triệu Dương lại mạnh như thế? Không thể nào, ông Cố là người mạnh nhất, không thể nào thất bại được, chắc chắn có thể giết chết được Trần Triệu Dương. Phòng Văn Diệu lập tức điên cuồng, hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm hai người trên võ đài. Gia chủ, không phải là chúng ta chuẩn bị cả phương án thứ hai sao? Lúc này, một người bên cạnh Phòng Vĩnh Tín nói. Cậu dám, tôi tin là anh cả nhất định sẽ không sao, lúc này Phòng Vũ đột nhiên trừng lớn mắt, hung hăng quát người vừa lên tiếng. Trưởng lão Vũ, chúng ta cũng nên chuẩn bị, nếu như, người kia vẫn chưa nói hết nhưng ý tứ trong lời nói cũng rất rõ ràng. Câm miệng cho tôi, không có nếu như gì cả, cút đi, Phòng Vũ tức giận rồi lập tức muốn ra tay đánh người kia. Được rồi, trưởng lão Vũ, đừng có tranh luận với hắn làm gì, để tôi bảo hẳn đi. Phòng Vĩnh Tín lập tức khuyên nhủ Phòng Vũ sau đó nghiêm khắc mắng mỏ người phụ trách, nhưng lại nháy mắt với anh ta. Người phụ trách cũng là một người biết đoán ý, hắn ta tất nhiên là hiểu được suy nghĩ của gia chủ, vì thế lập tức rời đi. Trần Triệu Dương tất nhiên không biết những điều này, anh vẫn đang chiến đấu một cách hăng hái. Anh cảm thấy thân thể hiện tại của mình rất cứng rắn, chỉ cần không bị hai thanh kiếm của Phòng Nguyên Vũ chạm vào thì mọi đòn tấn công của ông ta sẽ vô hiệu đối với anh. Buông ra cho tôi. Trần Triệu Dương cố gắng tìm cách làm rơi hai vũ khí của Phòng Nguyên Vũ, cuối cùng nắm bắt được cơ hội, anh đã nắm lấy cổ tay của ông ta rồi vặn ngược lại. Ông ta tất nhiên không thể nào nghĩ đến tình huống này cho nên tay lập tức bị vặn ra rồi đoản kiếm trong tay cũng lao về hướng Trần Triệu Dương. Trần Triệu Dương bất đắc dĩ buông tay, nhưng trước khi đi anh vẫn đạp một phát vào ngực ông ta rồi mới lùi lại phía sau hai bước. Bịch! Sức mạnh của Trần Triệu Dương lớn như thế nào anh cũng không biết. Phòng Nguyên Vũ bị anh dùng toàn bộ sức lực đạp một phát vào ngực thì bay ra ngoài, rồi hộc ra một ngụm máu. Cái này, vốn mọi người vẫn đang xem một cách rất vui vẻ, dù gì trận đánh như thế này cũng rất hiếm có. Nhưng ngay sau khi nhìn thấy một trong hai người ngang tài ngang sức đột nhiên lại bị hộc máu thì đám người chứng kiến một màn này đều hét lên một cách ngạc nhiên. Đám người nhà họ Phòng đều bị dọa sợ, họ không ngờ rằng Phòng Nguyên Vũ thần thánh không gì so được trong lòng họ lại bị người ta đánh đến hộc máu. Phòng Văn Diệu tức giận nắm chặt tay, khớp xương đều trắng bệch, nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mắt. Phòng Vĩnh Tín vốn không định thực hiện kế hoạch kia nhưng bây giờ nhìn thấy thực lực khủng bố như thế của Trần Triệu Dương thì ông ta biết, sợ rằng thực sự phải thực hiện kế hoạch đó rồi. Ha ha, cảm ơn, vào lúc này, điều khiến mọi người khó hiểu hơn nữa chính là Phòng Nguyên Vũ lại đứng lên rồi hướng về phía Trần Triệu Dương mà cười o. Hai, thế mà lại giúp ông ta. Anh dùng thuật xuyên thấu nhìn qua một lượt thì phát hiện trước đây ông ta bị nội thương, đến tận bây giờ vẫn chưa chữa trị triệt để được.
chỉ là một cước vừa rồi của anh đã giúp ông ta loại bỏ hết khí huyết tích tụ trong người, bây giờ ông A so với trước đây lại càng thông suốt hơn, điều này chắc chắn không phải là thứ anh muốn. Ồ, nếu ông thích được tôi đá như thế thì tôi sẽ đá ông thêm vài phát nữa vậy, Trần Triệu Dương ghét nhất bộ dạng đạt được món hời còn khoe mẽ này của ông ta. Anh lập tức hét lên một tiếng rồi xông về phía phòng Nguyên Vũ. Hai người lại quấn vào nhau một lần nữa, chỉ là người đã nhìn rõ được kiếm pháp của phòng Nguyên Vũ là Triệu Trần Dương cảm thấy không thoải mái. Đánh đi đánh lại cũng chỉ có mấy chiêu, không có chút cảm giác mới mẻ nào cả, anh còn lười dùng đến thuật nhìn xuyên thấu của mình. Tôi nói này ông già thối, ông có thể đổi chiêu khác đi được không? Tôi sắp ngủ đến nơi rồi, Trần Triệu Dương cố ý chọc điên phòng Nguyên Vũ. Hừ, đối với lời chế giễu của Trần Triệu Dương, phòng Nguyên Vũ chỉ hừ lạnh một tiếng. Chỉ là, hai thanh đoản kiếm trong tay lại càng hung mãnh hơn. Chơi chán rồi, cút đi cho tôi, Trần Triệu Dương lắc đầu rồi tăng tốc ra tay, sức lực đôi tay càng mạnh mẽ hơn, chỉ trong một thời gian ngắn đã cướp được kiếm trong tay phòng Nguyên Vũ. Đánh thì đánh, đừng có chơi cái trò này nữa, Trần Triệu Dương vừa động tay một cái thì hai thanh đoản kiếm đã bị cắm lên võ đài. Được rồi, thế này mới công bằng, sau khi làm xong thì anh võ tay, rồi nói một cách bình tĩnh. Không thể không nói, Trần Triệu Dương, cậu thực sự là võ giả có thiên phú nhất mà tôi từng gặp, nếu người như cậu mà chết trên võ đài thì quả là đáng tiếc, phòng Nguyên Vũ bị Trần Triệu Dương cướp mất hai thanh đoản kiếm nhưng không lo lắng chút nào mà nói một cách thoải mái. Ồ, tiếp tục nói nữa đi, tôi thích nhất là được người khác khen mình đấy, Trần Triệu Dương ngây người ra khi nghe phòng Nguyên Vũ nói vậy, sau đó trên mặt anh lại lộ ra nụ cười tỉnh danh, nói. Lúc này, đám người xung quanh đều sững sờ. Không ngờ rằng hai người họ đang đánh nhau không ngừng, sao lại đột ngột dừng lại rồi. Bởi vì ở rất xa, cho nên chỉ có thể nhìn thấy hai người họ đang trò chuyện, không hề có chút nổi giận nào mà lại giống như là hai người bạn cũ đang tán gẫu cùng nhau. Tôi có một đề nghị này cho cậu, chỉ bằng cuộc. Thi đấu lần này, chúng ta kết thúc như thế này đi, cậu hãy làm trưởng lão của nhà họ phòng chúng tôi chắc chắn sẽ cho cậu sự đãi ngộ tốt nhất, thế nào, phòng Nguyên Vũ nói với vẻ mặt vô cùng tự hào. Ông ta tin rằng Trần Triệu Dương nhất định sẽ không từ chối. Dù gì thì địa vị của nhà họ phòng ở thành phố Vân Hải này vô cùng cao, có rất nhiều người muốn thiết lập mối quan hệ với bọn họ. Thành thật mà nói, cậu đúng là khiến tôi đây nhìn với ánh mắt khác đấy, nghe phòng Nguyên Vũ nói vậy, anh lộ ra vẻ khinh thường nói, ông quả là mặt dày, không hổ ở cấp bậc trưởng lão, chẳng trách nhà họ phòng đã phát triển lớn mạnh như vậy, cảm giác như đạt được là nhờ vào độ dày của mặt ông vậy. Vốn dĩ phòng Nguyên Vũ vô cùng tự tin, nghĩ rằng Trần Triệu Dương sẽ vô cùng cao hứng, sau đó sẽ gia nhập vào nhà họ phòng. Nhưng khi nghe được những lời của anh nói, sắc mặt ông ta bỗng trở nên tái mét đi, đã già như vậy rồi, hôm nay có thể nói là ngày ông ta bị măng nhiều nhất trong đời. Tốt lắm, nếu đã như vậy, đừng trách tôi không nương tay, phòng Nguyên Vũ cười nhạt một cái, chân khí trong cơ thể bộc phát ra, toàn thân tràn đầy màu lam quái dị. Nhìn thấy cảnh này, Trần Triệu Dương đột nhiên cảm thấy quen thuộc. Bộ tộc Hắc Sơn, anh không ngờ ông ta lại là người của bộ tộc Hắc Sơn, nói như vậy thì không phải cả nhà họ phòng này đều là người của bộ tộc Hắc Sơn chứ. Nếu đúng như vậy thì nhà họ phòng này thật sự không thể không diệt trừ rồi. Chết đi, sau khi để lộ ra bí mật lớn nhất của mình, phòng Nguyên Vũ biết rằng tuyệt đối không thể để Trần Triệu Dương rời khỏi đây, nếu không, nhà họ phòng nhất định sẽ bị tấn công tập thể. Sao vậy? Ông muốn giết người diệt khẩu sao? Được thôi, tôi chờ ông, chỉ sợ ông không có năng lực đó thôi. Trần Triệu Dương cười lạnh một tiếng, tiếp tục châm chọc ông ta. Nếu cậu đã biết bí mật của bộ tộc Hắc Sơn chúng tôi, vậy chỉ có thể để cậu chìm mãi vào giấc ngủ ngàn thu rồi. Vẻ mặt phòng Nguyên Vũ lạnh tanh, cả người toát ra luồng khí lạnh lẽo, khiến người ta rất khó chịu. Tôi chỉ muốn hỏi, chỉ có một mình ông, hay toàn bộ nhà họ phòng đều là bộ tộc Hắc Sơn? Trần Triệu Dương lập tức hỏi. Chỉ có một mình tôi, còn những người khác đều là người bình thường, phòng Nguyên Vũ không cần phải che giấu chuyện này, dù sao loại chuyện này có muốn giấu cũng khó mà có thể che giấu được. Cần phải có đủ sức mạnh để đạt đến cấp độ của ông ta, mới có thể che giấu luồng khí của mình. Được rồi, tôi đã hỏi xong rồi, ông có thể đến đây chịu chết đi, Trần Triệu Dương có được câu trả lời như ý muốn, liền khiêu khích phòng Nguyên Vũ. Tốt lắm, ông ta không còn kiên nhẫn nữa, lập tức tốc độ của toàn thân bộc phát ra ngoài. Trước đó, tốc độ của ông ta đã đủ nhanh rồi, nhưng lần này còn nhanh hơn trước rất nhiều lần. Trong nháy mắt, ông ta đã đến trước mặt Trần Triệu Dương, đáng tiếc,
làm sao anh có thể rơi xuống hai lần cùng một cái hố chứ? Anh rất chú ý quan sát phòng Nguyên Vũ, đợi khi chân khí trong cơ thể ông ta bắt đầu chuyển đến, anh liền nhanh chóng di chuyển ra xa. Ngay khi Trần Triệu Dương rời khỏi vị trí ban đầu, đợt tấn công của ông ta liền ập đến, nhưng anh sớm đã rời khỏi đó. Trong nhiều lần liên tiếp, đòn tấn công của phòng Nguyên Vũ gần như sắp đánh trúng Trần Triệu Dương thì anh luôn có thể né tránh được, khiến ông ta toàn đánh trượt. Nếu có bản lĩnh thì đừng né tránh, mau tiếp chiêu của tôi. Lúc này phòng Nguyên Vũ vô cùng tức giận vì mỗi lần công kích đều bị Trần Triệu Dương né tránh, làm sao có thể đánh được chứ? Ông bị ngốc sao, trạng thái điên cuồng của ông không thể tồn tại lâu. Chỉ cần tôi kiên trì cho đến khi nó biến mất thì tôi sẽ thẳng rồi, Trần Triệu Dương chế nhạo ông ta. Chết tiệt, quả nhiên là cậu biết điều đó, phòng Nguyên Vũ vô cùng tức giận khi nghe những lời nói của Trần Triệu Dương. Ông ta hiểu rất rõ, e là cả hai người của tộc mình đó đều đã bị Trần Triệu Dương giết chết. Hơn nữa hai người bọn họ chắc chắn đã thi triển trạng thái điên cuồng trước khi chết, nhưng dù vậy, họ vẫn bị anh đè bẹp một cách tàn nhẫn. Tuy nhiên, nếu cậu thực sự nghĩ rằng cậu có thể thoát khỏi bằng cách này, thì cậu đã quá ngây thơ rồi đấy, ông ta nở một nụ cười kỳ quái trên mặt. Luồng khí này là, vẻ mặt của Trần Triệu Dương lập tức biến sắc khi anh cảm nhận được. Luồng khí từ cơ thể của ông ta, anh không ngờ rằng sức mạnh của ông ta đã đến được với võ đạo tông sư sau khi thi triển trạng thái điên cuồng. Võ đạo tông sư trên cảnh giới thiên tiên tuy chỉ là đạt được một cách mờ mịt, nhưng thực lực lại tăng vọt lên không biết bao nhiêu lần. Quan trọng nhất là đạt tới võ đạo tông sư, mới có thể phóng xuất ra chân khí, tức là có thể đả thương người trên không, thậm chí có thể giết người. Vẻ mặt của Trần Triệu Dương trở nên nghiêm túc, anh dùng đôi mắt xuyên thấu của mình trực tiếp quét lên trên người phòng Nguyên Vũ, chỉ cần ông A có chút biến hóa, anh sẽ chạy. Ha ha, xem ra cậu vẫn chưa tới mức ngu ngốc, đúng vậy. Với sự trợ giúp của trạng thái điên cuồng, tôi đã đạt tới võ đạo tông sư, cuối cùng cũng có thể thi triển được chiêu này. Phòng Nguyên Vũ cười điên cuồng lên, giọng nói như đâm thủng cả bầu trời, hiển nhiên là sức mạnh của ông ta vô cùng phi thường. Khi những người xung quanh nghe những lời của Phòng Nguyên Vũ, sắc mặt của họ đột nhiên thay đổi rõ rệt. Nên biết rằng sức chiến đấu mạnh nhất ở thành phố Vân Hải là bậc cao nhất của thiên tiên, tuy ở nó cũng có điểm mạnh và yếu, nhưng nó có mạnh đến đâu cũng không thể đánh bại được sức mạnh của võ đạo tông sư. Điều đó không còn ở cùng một cấp độ nữa. Tôi khinh, ông thật sự cho rằng mình là võ đạo tông sư sao? Ông chỉ qua mượn trạng thái điên cuồng để đạt được mà thôi. Ở trạng thái của ông như thế chỉ có thể duy trì nhiều nhất hai đòn công kích của võ đạo tông sư mà thôi. Nhưng ông dám đảm bảo rằng trong hai lần này có thể đánh chúng tôi được một lần không? Nếu đánh không chúng tôi, e rằng chân khí trong cơ thể của ông sẽ không còn lại được bao nhiêu, đến lúc đó chỉ có thể để mặc người ta chia năm xẻ bảy. Trần Triệu Dương đương nhiên biết thực lực của võ đạo tông sư, nhưng qua đôi mắt xuyên thấu, anh cũng có thể nhìn ra chân khí trong cơ thể ông ta đã có phần không đủ. Đừng phí lời, mau chết đi, Phòng Nguyên Vũ không ngờ Trần Triệu Dương lại nói chính xác như vậy, khiến ông ta đột nhiên vừa xấu hổ vừa tức giận. Trần Triệu Dương điên cuồng chạy trốn về phía xa, nhưng vừa cách xa được 20 mét, liền cảm thấy thân thể của mình bị va chạm mạnh, cả người trực tiếp bị đập xuống đất. Hắc thạch xung quanh hoàn toàn không cách nào đỡ lại được, anh làm vỡ cả hắc thạch, cả người đều rơi vào trong đó. Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này đều kinh hoàng. Rõ ràng vừa rồi Trần Triệu Dương chiếm thế thượng phong, nhưng sau khi Phòng Nguyên Vũ điên cuồng lên, chỉ là mặt đối mặt, Trần Triệu Dương thực sự đã bị đánh đến nổi lún vào lòng đất. Từ Tịnh Nhã và Dương Lệ gần như ngất xỉu, vốn dĩ, cho đến thời điểm này bọn họ đều cảm thấy rằng anh chắc chắn sẽ thắng. Nhưng không ngờ lại xuất hiện một cú đảo ngược tình thế lớn như vậy. Ha ha, nhóc con, cho dù thực lực của cậu mạnh đến mấy thì cũng vô dụng thôi, chúng ta không cùng một cấp bậc, cậu đừng phản kháng làm gì. Tất nhiên là Phòng Nguyên Vũ cảm nhận được hơi thở chập chờn Trần Triệu Dương, tuy rằng hơi ngạc nhiên, nhưng ông ta chẳng hề để ý tới. Lão già, cũng mạnh đó, nhưng tôi cũng muốn xem thử ông có bao nhiêu chân khí để dùng. Ông còn một cơ hội để tung ra đòn tấn công như vừa rồi nữa. Nếu vẫn không giết được tôi thì ông tiêu đời rồi. Trần Triệu Dương nhảy bật từ dưới đất lên, tuy rằng quần áo rách nát hết rồi, nhưng hơi thở không hề yếu đi, ngược lại ý chí chiến đấu trên người anh càng thêm sục sôi. Anh không ngờ lão Phòng Nguyên Vũ này chỉ tạm dùng sức mạnh cuồng bạo để đạt tới cảnh giới võ đạo tông sư mà cũng có uy lực khủng khiếp như thế. Trần Triệu Dương biết, nếu sáng nay anh không tôi luyện thân thể lần thứ ba thì e rằng đã ngỏm sau đòn tấn công ban nấy rồi. Xem ra những người có sức chiến đấu mạnh nhất của mỗi gia tộc đều không dễ dây vào,
gia tộc nào cũng có một vài con át chủ bài đáng sợ. Khi nhìn thấy Trần Triệu Dương ra khỏi cái hố lớn dưới lòng đất, Từ Tịnh Nhã và Dương Lệ lập tức thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù quần áo của anh đã rách tả tơi rồi, nhưng ít nhất vẫn còn sống. Người nhà họ Phòng ở xung quanh thì không thể chấp nhận nổi. Ngay cả đòn tấn công khủng bố như vậy còn không giết được Trần Triệu Dương, anh là con gián hay sao mà đánh thế nào cũng không chết vậy. Nhìn thấy cảnh ấy, đám thương nhân và các gia tộc ở đây bắt đầu đảo mắt vòng vòng, suy nghĩ xem sau cuộc chiến này nên giải quyết mối quan hệ với Trần Triệu Dương thế nào. Mặc dù nhà họ Phòng có thế lực lớn, nhưng nếu Phòng Nguyên Vũ thua trận thì e rằng thành phố Vân Hải sẽ không còn đất cho nhà họ Phòng sống yên nữa, hơn nữa chắc gì Trần Triệu Dương đã chịu tha cho bọn họ. Đến lúc đó một số sản nghiệp và thế lực do nhà họ Phòng cai quản cũng sẽ tan rã mất thôi, đó tuyệt đối là một miếng mồi thơm ngon. Không ai muốn từ bỏ, vậy nên đám thương nhân và các gia tộc ở đây đều lén cầu nguyện cho Trần Triệu Dương giành chiến thắng trong trận quyết đấu này. Vào lúc này, suy nghĩ của bọn họ đã khác hẳn lúc trước. Trước đó bọn họ cho rằng Phòng Nguyên Vũ nắm chắc phần thắng, nhưng bây giờ thì khó nói làm. Không ai biết những người xung quanh đang nghĩ thế nào, nhưng sắc mặt của Phòng Nguyên Vũ lại âm trầm tột độ, tất nhiên là ông ta biết tình hình hiện tại của mình rồi. Mặc dù Trần Triệu Dương không nói đúng hết, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Hiện tại, chân khí trong cơ thể của ông ta chỉ đủ để tung ra một đợt tấn công như vừa rồi, đến lúc đó, ông ta chẳng khác nào nỏ mạnh hết đà. Nghĩ tới đây, Phòng Nguyên Vũ bắt đầu nghĩ kế sách ứng đối. Ông ta không muốn chết, con người ta sống càng lâu thì càng không muốn chết, ông ta cũng thế. Trần Triệu Dương, cuộc chiến này dừng lại ở đây, được không? Phòng Nguyên Vũ lên tiếng, nhưng giọng điệu vẫn vô cùng kiêu ngạo, như thể đang bố thí cho Trần Triệu Dương. Khó đấy, tôi đánh thế vẫn chưa phê, nói nhảm xem chiêu đây, thế nhưng Trần Triệu Dương lại lắc đầu, sau đó bóng anh lóe lên, dịch chuyển tới trước mặt Phòng Nguyên Vũ rồi tung ra một quyền. Vì biết lúc này thực lực của Phòng Nguyên Vũ rất mạnh nên vừa xông lên là Trần Triệu Dương đã dùng hết sức lực, sức mạnh khủng khiếp vờn quanh nắm đấm, như muốn đánh tan không khí. Tốc độ của anh được đẩy nhanh hết mức, chỉ giây lát đã giáng nam đấm vào đầu Phòng Nguyên Vũ. Nhìn thấy cảnh ấy, mọi người xung quanh hô ầm lên. Vừa rồi Phòng Nguyên Vũ còn đang thẳng thế, vậy nên bọn họ cũng không ngờ là ông ta lại bị đánh toang đầu ra như thế. Sắc mặt của người nhà họ Phòng cũng vô cùng khó coi, đến cả đại trưởng lão mạnh như vậy mà cũng bị hạ gục trong giây lát. Chỉ có Trần Triệu Dương là sinh lòng cảnh giác, bởi vì vừa rồi anh đánh một quyền vào đầu Phòng Nguyên Vũ, nhưng cảm giác lại là trống không, rõ ràng là đã đánh hụt. Trần Triệu Dương nhanh chóng triển khai phòng ngự, nhanh chân lùi về phía sau. Tất cả mọi người đều không ngờ là Trần Triệu Dương lại bày ra tư thế phòng ngự như vậy. Không đúng. Mọi người nhìn kìa, Phòng Nguyên Vũ đang ở đó, không hề hấn gì hết. Đù má, rốt cuộc vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao tôi chẳng hiểu gì cả? Những người xung quanh sôi sục hết lên, ai cũng không ngờ là tình thế lại chuyển biến đột ngột đến vậy. Tôi nói rồi mà, sao đại trưởng lão lại bị hạ gục nhanh thế được? Làm tôi hết hồn, chiêu này của đại trưởng lão ngầu quái. Cảm xúc của người nhà họ Phòng dâng trào lên, ánh mắt nhìn đại trưởng lão vô cùng cuồng nhiệt. Vô dụng thôi, cậu không đánh chúng tôi được đâu, Phòng Nguyên Vũ bày ra dáng vẻ lạnh lùng, trông vô cùng ngạo mạn. Chỉ có điều trong lòng ông ta đang ngầm sốt săng, bởi vì sự cuồng bạo của ông ta có thời hạn nhất định, nếu không thể giết chết Trần Triệu Dương trước lúc đó thì e rằng ông ta sẽ thua thật mất. Vậy sao, ông tưởng ai cũng ngu như ông chắc, tôi không đánh chúng ông được, nhưng ông chẳng còn nhiều thời gian nữa, có phải ông nên tung ra ngón đòn sở trường của ông rồi không, nếu không thì ông chết thật đó. Trần Triệu Dương cười khẩy một tiếng, như thể đã nhìn thấu tất cả. Nghe thấy câu nói của Trần Triệu Dương, đôi mắt của Phòng Nguyên Vũ co rụt lại, ông ta nhìn chằm chằm vào Trần Triệu Dương, đầu óc nhanh chóng vận chuyển. Chính cậu đã ép tôi đó. Nếu thi triển một chiêu này thì sau này thực lực của tôi sẽ không thể tăng tiến được nữa, nhưng cậu sẽ phải trả giá bằng mạng sống của cậu. Cậu có chắc không hả? Tất nhiên là Phòng Nguyên Vũ không muốn liều mạng, nhưng nếu bị ép đến mức ấy thì ông ta chỉ có thể làm thế mà thôi. Ồ, thế sao, vậy thì tôi cũng muốn mở rộng tầm mắt, xem thử tuyệt chiêu của ông hơn hay tuyệt chiêu của tôi hơn, trong mắt Trần Triệu Dương hiện lên nét ngưng trọng. Xem ra, đã đến lúc liều mạng thật rồi. Nếu thế thì chúng ta hãy cùng quyết định thắng thua bằng một chiêu này đi, Phòng Nguyên Vũ lập tức sầm mặt xuống. Vốn dĩ ông ta còn muốn đột phá tới võ đạo tông sư để tăng tuổi thọ, nhưng bây giờ lại phải dừng lại ở đây, sao ông ta lại cam lòng cho được.
Trần Triệu Dương hít sâu một hơi, chân khí trong cơ thể điên cuồng trào ra, luồng khí đáng sợ xuất hiện trên người anh. Kể từ khi tu luyện đến nay, ngoài Hoàng Tuyền chỉ ra thì anh chưa từng thi triển loại võ học nào khác, không phải bởi vì anh không có, mà là bởi vì uy lực quá lớn, ngay cả anh cũng không khống chế được. Nhưng sau 3 lần tôi luyện thân thể, anh cảm thấy hiện giờ mình có thể khống chế được rồi. Cuồng thi loạn vũ, Phòng Nguyên Vũ bỗng hét lớn tiếng, chân khí trong cơ thể vận chuyển ngược dòng, trên mặt ông ta lập tức hiện lên nét đau đớn. Sau đó, khuôn mặt của ông ta trở nên trắng bệch, cộng thêm màu xanh lúc sử dụng cuồng bạo, khiến làn da Phòng Nguyên Vũ biến thành màu xanh chằng. Đó là màu sắc mà chỉ xác chết mới có, hơn nữa trong mắt của Phòng Nguyên Vũ không còn là hai màu đen trắng nữa, mà là một màu chằng dã, trông vô cùng đáng sợ. Mái tóc của ông ta xóa tung, không gió mà cứ tự bay, móng tay trở nên dài ngoang, trên móng tay hiện lên những tia màu đen. Đây là người sao, thật đáng sợ, đó là võ học gì vậy? Biến một người thành dáng vẻ người không ra người, ngợm. Không ra ngợm như thế này. Chỉ mới liếc qua thôi mà tôi đã thấy lạnh toát người rồi, quả thực là một con quái vật. Nhìn thấy sự thay đổi của Phòng Nguyên Vũ, những người xung quanh đều thay đổi sắc mặt, bắt đầu nhìn ông ta bằng ánh mắt khác thường. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nhìn thấy sự thay đổi của Phòng Nguyên Vũ, tâm trạng của Trần Triệu Dương cũng trùng xuống. Bởi vì lúc này, Phòng Nguyên Vũ khiến anh cảm nhận được nguy hiểm, có thể nói là nguy hiểm lớn nhất kể từ khi anh vào trận đến giờ. Tới đây đi, tôi cũng muốn xem thử loại quái vật người không ra người, ngợm không ra ngợm như ông sẽ làm nên chuyện gì, Trần Triệu Dương hít sâu một hơi rồi lạnh lùng nói. Chân khí trong cơ thể anh đang bắt đầu trào ra, trên đôi tay xuất hiện dòng khí hừng hực. Tuyệt Dương Trưởng. Trần Triệu Dương khẽ quát một tiếng, đôi tay xoay múa, luồng khí khủng khiếp trong tay anh bộc phát ra. Lúc này, Phòng Nguyên Vũ cũng đã lao tới, tốc độ còn nhanh hơn lúc trước, chỉ chớp mắt đã tới trước mặt Trần Triệu Dương. Đôi tay ông ta tản ra luồng khí lạnh lẽo, giáng thẳng vào đầu Trần Triệu Dương. Trần Triệu Dương giơ tay ra đỡ, chỉ nhoáng một cái là hai người đã đụng chưởng vào nhau, luồng khí kinh khủng trào ra từ người bọn họ, những tảng đá đen xung quanh trực tiếp sụp đổ, cát đá bay tứ tung. May là võ đài cách khu vực quan sát một khoảng, nếu không chỉ riêng sóng xung kích của cuộc chiến này cũng đủ để khiến những người xung quanh bị thương nặng rồi. Sau khi đụng độ một chiêu, hai người nhanh chóng lao vào đánh nhau. Tốc độ công kích của Phòng Nguyên Vũ cực nhanh, tần suất công kích cũng rất cao, cuồng thi loạn vũ chú trọng vào sự đả kích tuyệt đối, dùng tốc độ và tần suất nhanh nhất để giết chết kẻ địch. Chỉ có điều Trần Triệu Dương có mắt xuyên thấu, bất cứ công kích gì cũng lọt rõ vào mắt anh, giúp anh nhanh chóng đưa ra phản ứng. Mọi công kích của Phòng Nguyên Vũ đều bị chặn lại. Sao lại thế được, càng đánh thì Phòng Nguyên Vũ càng khiếp sợ, bởi vì Trần Triệu Dương không những chặn được mọi công kích của ông ta, mà võ của anh còn thuộc hệ hỏa, cuồng thi loạn vũ của ông ta thì thuộc hệ âm, vừa hay khắc chế được ông ta. Đôi tay của Phòng Nguyên Vũ bắt đầu trở nên nóng rực, thực lực không thể phát huy ra được, có thể nói là trận chiến này khiến ông ta cực độ ức chế. Chết đi, Trần Triệu Dương thực sự không muốn đánh nữa, tuy rằng thực lực của Phòng Nguyên Vũ rất mạnh, nhưng thuộc tính liệt dương của anh lại khắc chế ông ta, đánh nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì. Thế là anh lại tung ra hai chưởng như chớp giật, nện thẳng vào người Phòng Nguyên Vũ. Thời khắc ấy, Phòng Nguyên Vũ như một con thuyền lênh đênh trong gió, bị Trần Triệu Dương đánh mà chẳng có sức đánh trả. Thế cục thay đổi, khiến mọi người thay đổi sắc mặt. Dù sao vừa rồi hai người họ vẫn đang đánh ngang tay, bây giờ lại biến thành thế này rồi. Người nhà họ Phòng thì xa sầm mặt mày lại, nhưng trước mặt bao người, bọn họ không thể lên giúp đỡ được, nếu không thì e rằng nhà họ Phòng sẽ trở thành trò cười của thành phố Vân Hải mất. Vẫn chưa chết cơ à? Bên bỉ đó nhỉ, Trần Triệu Dương đánh một lúc, tuy rằng Phòng Nguyên Vũ bị anh hành cho ra bã, nhưng ông ta vẫn chưa ngã gục. Lúc này, Phòng Nguyên Vũ đang âm thầm sốt ruột, bởi vì thời gian cuồng bạo của ông ta sắp kết thúc rồi, nếu thật sự không nghĩ ra cách gì thì lần này tiêu mất. Nghĩ tới đây, Phòng Nguyên Vũ cất cao giọng nói với Trần Triệu Dương, tôi nhận thua. Nghe thấy Phòng Nguyên Vũ nhận thua, mọi người xôn xao hết cả lên. Bọn họ không ngờ đại trưởng lão lại mở miệng nhận thua, đây là một chuyện cực kỳ nhục nhã, sau này Phòng Nguyên Vũ phải cảm dễ ở thành phố Vân Hải thế nào đây. Nhưng vẫn có người thông cảm cho ông ta. Mất mạng rồi thì còn nói gì đến chuyện cắm dễ nữa. Đây là trận quyết đấu sinh tử, có cả chuyện nhận thua nữa sao? Nghĩ thì hay lắm, ông muốn đánh là đánh, muốn hàng là hàng, trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng như thế. Nói đến đây,
Trần Triệu Dương lại ra tay, căn bản không để phòng Nguyên Vũ có cơ hội lên tiếng. Dừng tay lại cho tôi, anh cả tôi đã nhận thua rồi, sao cậu vẫn đánh vậy hả? Trong lúc Trần Triệu Dương tiếp tục công kích, rốt cuộc phòng Vũ cũng chấp được thời cơ, xông lên sàn đấu võ, tức tối nói với Trần Triệu Dương. Cút, đối mặt với phòng Vũ, thái độ của Trần Triệu Dương còn tệ hơn, anh quát lạnh một tiếng rồi lại ra tay. Chỉ có điều là trong tay Trần Triệu Dương bỗng xuất hiện một thanh kiếm ngắn, nó chính là kiếm mà vừa rồi phòng Nguyên Vũ để lại. Vào lúc thực lực của phòng Nguyên Vũ đang ở trạng thái tốt nhất, kể cả dùng vũ khí thì cũng chưa chắc đã giết được ông ta. Nhưng bây giờ, hơi thở của ông ta be đầu suy yếu đi rồi, trông kiệt quệ hẳn đi, tất nhiên là Trần Triệu Dương sẽ không giữ lại mối hiểm họa này. Thế là anh dịch chuyển tới trước mặt phòng Nguyên Vũ, chém thẳng một kiếm vào cổ ông ta. Thằng súc sinh, mày dám, nhìn thấy hành động ấy của Trần Triệu Dương, phòng Vũ lập tức nổi giận, muốn xông lên ngăn cản. Nhưng sao phòng Vũ có thể ngăn cản được cơ chứ? Tốc độ của Trần Triệu Dương nhanh như thế, ông ta còn chưa kịp phản ứng thì thanh kiếm ngắn trong tay anh đã cứa vào cổ phòng Nguyên Vũ rồi. Đôi mắt của phòng Nguyên Vũ sung huyết, không dám tin nhìn dòng máu phụt ra từ cổ mình. Ông ta muốn nói gì đó, nhưng thanh quản đã bị cắt đứt, không thể nói thành lời, vừa há miệng là máu tươi lập tức tuôn ra. Lúc này, phòng Nguyên Vũ hối hận không thôi, sao ông ta phải đứng ra hẹn Trần Triệu Dương quyết đấu sinh tử làm gì, để bây giờ đến mạng sống cũng chẳng còn. Ông ta biết là mình chết thì nhà họ phòng cũng tiêu rồi, nhưng ông ta chẳng thể thay đổi được điều gì, chỉ biết nhìn thế giới dần chuyển thành màu xám, đến tận khi không còn hay biết gì nữa. Sau khi làm xong, Trần Triệu Dương vung ngược kiếm lại, chém đứt hai tay của phòng Vũ. Ông thân với lão già đó như thế thì cũng đi theo lão ta luôn đi, trong mắt Trần Triệu Dương hiện lên sát khí, thanh kiếm ngắn trong tay lại vung về phía cổ phòng Vũ. Khoan đã, thấy Trần Triệu Dương giết chết đại trưởng lão. Bây giờ còn định nhân cơ hội giết trưởng lão phòng Vũ, phòng Vĩnh Tín không thể ngồi yên được nữa, ông ta lao về phía võ đài. Không ai cứu được ông đâu, tất nhiên là Trần Triệu Dương cũng nhìn thấy phòng Vĩnh Tín, cơ thể anh lóe lên, dịch chuyển tới bên cạnh phòng Vũ, thanh kiếm trong tay xẹt qua cổ ông ta. Máu tươi phun trào, phòng Vũ trợn mắt nhìn Trần Triệu Dương, trong mắt mang theo sự không cam lòng. Ông ta không thể ngờ được rằng mình chỉ đứng ra ngăn cản mà cũng đi đời nhà ma. Cho dù không cam lòng, nhưng ý thức vẫn dần biến mất. Mọi người xung quanh đồng loạt đứng bật dậy, nhìn cảnh tượng trước mặt với vẻ khiếp sợ. Không ai có thể ngờ rằng cái chết lại tới nhanh như thế, hơn nữa còn là hai người, thực lực của Trần Triệu Dương quá mạnh rồi. Lúc này, đôi mắt của phòng Vĩnh Tín đỏ ngầu, ông ta không thể chấp nhận được việc mất đi hai trưởng lão cùng một lúc như thế. Trần Triệu Dương, vì sao anh lại giết người? Nếu hôm nay anh không giải thích rõ ràng với nhà họ phòng thì e rằng anh không ra nổi nhà họ phòng được đâu, phòng Vĩnh Tín trợn trừng mắt lên, hung tợn nói với Trần Triệu Dương. Mặc dù thực lực của Trần Triệu Dương rất mạnh, nhưng là gia chủ nhà họ phòng mà không có chút can đảm này thì sẽ khiến người ta xem thường mất. Hừ, đã là quyết đấu sinh tử thì tất nhiên là phải có người chết rồi. Còn cái lão già đen nhẻm này, đang tự nhiên ông ta lại chạy tới quấy rối cuộc quyết đấu của tôi, tất nhiên là tôi có quyền giết ông ta rồi. Trần Triệu Dương nói một cách đương nhiên. Anh, nghe thấy câu nói ấy của Trần Triệu Dương, phòng Vĩnh Tín không biết phải phản bác lại thế nào. Đây đúng là một trận quyết đấu sinh tử, trưởng lão phòng Vũ lại muốn lên võ đài tấn công Trần Triệu Dương phản kháng cũng là điều hợp tình hợp lý. Vô duyên vô cớ hẹn tôi tới quyết đấu, tôi cũng phải thu phí ra trận chứ nhỉ. Nói đi, nhà họ phòng các người định làm thế nào đây, Trần Triệu Dương bày ra vẻ đương nhiên, nói với phòng Vĩnh Tín. Trần Triệu Dương, anh đừng hiếp người quá đáng, nếu nhà họ phòng quyết liều mạng, cho dù thực lực của anh mạnh đến đâu thì cũng chống lại được đâu, sắc mặt của phòng Vĩnh Tín u ám vô cùng, ông ta nghiến răng nghiến lợi nói. Hừ, các người không bồi thường cũng được thôi, tôi sẽ giết chết tất cả những võ giả từ cảnh giới thiên tiên trở lên trong nhà họ phòng, sắc mặt Trần Triệu Dương cũng trầm xuống, anh hầm hè nhìn sang đám võ giả thiên tiên đang ngồi trên khán đài của nhà họ phòng. Anh, trên mặt phòng Vĩnh Tín hiện lên nét đản đo. Sau đó ông ta gật đầu nói, anh chờ một lát, tôi đi lấy bảo vật, đảm bảo sẽ làm anh hài lòng đến mức nổ tung. Dứt lời, phòng Vĩnh Tín xoay người đi về phía khán đài. Trần Triệu Dương đứng im tại chỗ, anh cảm thấy kỳ lạ, sao tên phòng Vĩnh Tín này lại nói năng kỳ lạ như thế? Lại còn bảo anh sẽ hài lòng đến mức nổ tung nữa chứ? Mẹ kiếp, nổ tung. Trần Triệu Dương lẩm bẩm hai câu, sau đó đôi mắt trợn ngược lên. Bởi vì anh cảm nhận được nguy hiểm dâng lên từ dưới đáy lòng.
Bóng dáng của Trần Triệu Dương lóe lên, anh vẫn hết tốc lực lao ra khỏi võ đài, đồng thời dùng mắt xuyên thấu nhìn xuống bên dưới võ đài. Sau khi nhìn rõ thứ bên dưới, trong lòng anh thầm mắng một tiếng. Bởi vì bên dưới võ đài này đặt một lượng thuốc nổ đủ để nổ tan một chiếc xe tăng, có lẽ vừa rồi Phòng Vĩnh Tín đi là để châm ngòi nổ. Trần Triệu Dương phóng như bay ra xa, nhưng lúc này, một tiếng nổ vang lên, ánh lửa văng khắp nơi, áp lực của vụ nổ tạt mạnh tới. Trần Triệu Dương đang dồn hết tốc lực để chạy, dòng khí khủng khiếp đằng sau ập vào lưng anh, khiến anh bị hất văng ra ngoài, đụng mạnh vào mặt đất, kéo lê thành một khe rãnh sâu nửa mét, dài 10 mét. Tiếng nổ vang lên khiến mọi người xung quanh nháo nhào cả lên. Không ai có thể ngờ rằng nhà họ Phòng lại chuẩn bị chiêu này, quả thực là một hành vi hèn hạ. Uy lực của vụ nổ này thực sự quá lớn, võ đài bằng đá đen nổ tanh bành, đá vụn bay tới khiến không ít người ngồi ở hàng đầu bị thương, may mà không có ai tử vong. Trần Triệu Dương rên lên một tiếng, phần lưng truyền tới cơn đau rát. Kể từ khi tôi luyện thân thể đến giờ, anh chưa từng bị thương như thế này. Vậy mà giờ đây lại bị thuốc nổ làm bị thương. Xem ra thân thể anh vẫn chưa rắn chắc đến mức có thể đỡ được uy lực của thuốc nổ. Thế nhưng vết thương của anh không mấy nghiêm trọng, trông hơi đáng sợ một chút mà thôi. Vốn dĩ Từ Tịnh Nhã và Dương Lệ còn rất mừng khi thấy Trần Triệu Dương chiến thắng, nhưng sau khi tiếng nổ vang lên, sắc mặt của bọn họ lập tức trở nên tái nhợt. Không cần nghĩ ngợi chút nào, hai cô gái chạy thẳng tới chỗ Trần Triệu Dương. Hẳn đã bị thương rồi. Không còn sức nữa đâu, xông lên hết cho tôi, thấy Trần Triệu Dương vẫn chưa bị nổ banh xác, Phòng Vĩnh Tín bảo đám võ giả trong gia tộc xông về phía anh. Người nhà họ Phòng gầm thét vang trời, cầm đủ mọi loại vũ khí lao về phía Trần Triệu Dương. Trần Triệu Dương chẳng có thời gian để băng bó vết thương, anh lập tức xoay người lại đánh với đám người đó. Người nhà họ Phòng sử dụng thủ đoạn tởm lợm như vậy khiến Trần Triệu Dương nổi giận, vậy nên anh chẳng hề nương tay. Mỗi trưởng mỗi quyền của anh mà đánh chúng ai là người đó sẽ tàn. Phế luôn, thậm chí có người còn bị đánh nát sọ. Nhìn cảnh tượng máu me ấy, những thương nhân và người của các gia tộc khác mặt cắt không còn một giọt máu, một số người yếu bóng vía còn nôn mửa tại chỗ. Vốn dĩ Từ Tịnh Nhã và Dương Lệ còn định tới đó, nhưng chứng kiến cảnh ấy, cả hai sợ đến mức đứng khựng lại. Tạm thời chúng ta đừng qua đó chỉ làm vướng víu thêm thôi, thấy Trần Triệu Dương vẫn rất dũng mãnh. Từ Tịnh Nhã cố nén cảm giác buồn nôn để nói ra câu này. Ke, Dương Lệ thay đổi sắc mặt, trực tiếp nôn ra đó. Trần Triệu Dương vẫn cứ ra tay tàn nhẫn, không hề nương tay chút nào, người nhà họ Phòng cứ xông tới là sẽ bị anh chém giết. Những người chưa kịp tới gần lập tức dừng lại, ai nấy đều hoảng sợ tột độ, khuôn mặt tái mét, không dám tiến lên nữa. Trần Triệu Dương chém giết tất cả những kẻ xung quanh mình, sau đó nhìn sang khu vực của nhà họ Phòng. Đi tới chỗ ngồi của Phòng Vĩnh Tín. Nhìn thấy cảnh ấy, những người cầm quyền trong nhà họ Phòng đều thay đổi sắc mặt. Nếu không xử lý ổn thỏa chuyện này thì e rằng nhà họ Phòng sẽ bị nhổ tận gốc mất. Thực ra vốn dĩ chúng ta cũng chẳng có hận thù gì cả, nhưng nhà họ Phòng các người không nên chọc tới tôi, còn đã chọc vào rồi thì phải trả giá. Vẻ mặt của Trần Triệu Dương lạnh lẽo tột độ, anh chậm rãi bước về phía Phòng Vĩnh Tín. Những người cầm quyền trong nhà họ Phòng cuống cuồng cả lên. Trần Triệu Dương đã đánh với đại trưởng lão lâu như thế, lại còn bị nổ bay đi, ấy vậy mà sức chiến đấu vẫn mạnh đến thế, quả thực không phải người nữa rồi. Trần Triệu Dương, đúng là giữa chúng ta chẳng có hận thù gì lớn lao cả, chi bằng dừng lại ở đây đi. Anh cần gì thì cứ việc nói với tôi nhất định sẽ thỏa mãn ý muốn của anh, nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Trần Triệu Dương, Phòng Vĩnh Tín sợ thót tim. Vừa rồi. Trần Triệu Dương nói là phải giết tất cả những cao thủ từ cảnh giới thiên tiên trở lên của nhà họ Phòng, nếu là thế thật thì nhà họ Phòng cũng chẳng cần tồn tại nữa. Với những hành vi thường ngày của nhà họ Phòng, bọn họ mà không có thực lực để áp chế những gia tộc khác trong thành phố Vân Hải thì e rằng những gia tộc ấy sẽ liều mạng và thậm chí là tiêu diệt nhà họ Phòng, Phòng Vĩnh Tín tuyệt đối không cho phép chuyện ấy xảy ra. Tôi nhớ ra rồi, những gia tộc lớn như các người đều là loại ngứa đòn, không đánh các người như tử thì các người sẽ không chịu cúi đầu. Nghe thấy câu nói ấy của Phòng Vĩnh Tín, Trần Triệu Dương cười lạnh rồi mỉa mai. Nghe vậy, sắc mặt của những người cầm quyền trong nhà họ Phòng đều rất khó coi, nhưng bọn họ không dám nói gì cả. Lúc này Trần Triệu Dương chẳng khác nào tử thần, nói thêm một câu mà đánh mất tính mạng thì khác nào chết oan. Vậy anh Trần định làm thế nào? Phòng Vĩnh Tín hít sâu một hơi, kìm nén cơn thịnh nộ đang sắp bùng lên. Không làm gì hết, chỉ thực hiện những gì tôi vừa nói thôi. Xử hết đám võ giả từ thiên tiên trở lên của nhà họ Phòng, dứt lời,
Dương Đức Trung lại tiến lên, tư thế như chuẩn bị ra tay đến nơi rồi. Đừng kích động, anh có thể đưa ra điều kiện mà, anh muốn thứ gì? Chỉ cần nhà họ Phòng có thì chúng tôi nhất định sẽ cho anh, nhìn thấy dáng vẻ ấy của Trần Triệu Dương, Phòng Vĩnh Tín cảm thấy nhức óc, đành lên tiếng thỏa hiệp. Được thôi, 20 cây linh dược, Trần Triệu Dương nói với vẻ mặt cợt nhả, đưa ra một cái giá trên trời. Nghe thấy câu ấy của Trần Triệu Dương, Phòng Vĩnh Tín lập tức nhíu mày lại. Trần Triệu Dương đã nhắc đến linh dược thì chứng tỏ là anh biết nhà họ Phòng bọn họ có linh dược, xem ra lần này nhất định phải bỏ vốn gốc rồi. Thật ra Trần Triệu Dương làm gì biết nhà họ Phòng có linh dược gì. Anh chỉ nghĩ nhà họ Phùng có linh dược hơn 100 năm, mà thực lực của nhà họ Phòng cũng gần như nhà họ Phùng nên chắc cũng sẽ có. 20 cây là quá nhiều rồi, nhiều nhất là 10 cớ Phòng Vĩnh Tín đương nhiên không biết Trần Triệu Dương là một con sư tử to mồm, cho nên liền tỏ vẻ bất mãn. Nghe Phòng Vĩnh Tín nói vậy, Trần Triệu Dương đột nhiên chau mày. Anh nhíu mày không phải là vì quá ít, mà trong lời nói của Phòng Vĩnh Tín để lộ ra tin tức. Cũng chính là nói nhà họ Phòng không chỉ có 10 cây linh dược, xem ra mình cần 20 cây là ít rồi. Nhưng sao nhà họ Phòng có thể có nhiều linh dược như thế? Phải biết là chỉ có tuổi thọ hơn 500 năm mới có thể được gọi là linh dược. Với môi trường hiện tại của trái đất, đừng nói là 500 năm, ngay cả dược liệu trên 100 năm cũng đã là hiếm. Xem ra, nhà họ Phòng này có bí mật khác mà anh không biết. Hừ, điều này không đến lượt ông mặc cả đâu. Nay ông muốn giảm một nửa, vậy được, tôi có thể tha mạng cho một nửa số thiên tiên võ giả của nhà họ Phòng ông, Trần Triệu Dương đương nhiên không chịu thua, anh lạnh lùng nói. Anh, nghe lời bá đạo của Trần Triệu Dương như vậy, Phòng Vĩnh Tín đột nhiên tức giận, nhưng ông ta cũng không dám bộc phát, chỉ có thể kiềm nén trong lòng. Đương nhiên, nếu ông không muốn lấy ra nhiều linh dược như vậy cũng được thôi. Nhưng chỉ cần ông nói tôi nghe, linh dược mà nhà họ Phòng các người đang có là đến từ đâu? Vậy thì tôi muốn 15 cây, để 5 cây cho các người, coi như rộng rãi với ông vậy. Trần Triệu Dương cười híp mắt nhìn Phòng Vĩnh Tín nói. Nghe anh nói thế, ông ta ngây người, sau đó vẻ mặt lộ ra nụ cười kỳ lạ. Được, tôi đồng ý, Phòng Vĩnh Tín trực tiếp lên tiếng, đồng ý lời đề nghị của Trần Triệu Dương. Thấy Phòng Vĩnh Tín dễ dàng đồng ý như vậy, trong lòng Trần Triệu Dương thầm khóc, chính anh đã hét giảm giá, sớm biết thì nên nâng giá cao lên một chút rồi. Nhưng anh vẫn thấy kỳ lạ, lúc nãy Phòng Vĩnh Tín lóe lên một vẻ mặt kỳ lạ. Làm sao Trần Triệu Dương biết, nếu là một gia tộc bình thường, đừng nói là 10 cây linh dược, có thể có một cây đã là chuyện hiếm có rồi. Anh hét giá như vậy không hề thấp. Được, ông đem linh dược ra, rồi nói bí mật đó cho tôi. Trần Triệu Dương hít một hơi thật sâu, kiềm nén sự cam chịu trong lòng mình, anh tức giận nói. Nghe giọng điệu của Trần Triệu Dương không được tốt lắm, Phòng Vĩnh Tín bỗng hồi hộp. Sợ Trần Triệu Dương sẽ nuốt lời. Tuy 15 cây linh dược quả thật rất nhiều, nhưng cũng không quan trọng bằng người. Phải biết là thiên tiên võ giả rất khó bồi dưỡng, cho dù có linh dược cũng chỉ có thể bồi dưỡng được một phần nào đó. Dù gì không phải thiên phú của mỗi người đều đủ tốt. Trần Triệu Dương và Phòng Vĩnh Tín đi về phía sau vườn của nhà họ Phòng, anh bỗng dưng thấy kỳ lạ, gia tộc này thích đem giấu đồ tốt ở sau vườn sao. Những người tới xem kịch thấy chuyện đã kết thúc thì cũng từ từ rời khỏi. Nhưng cũng có vài người tuy đã đi khỏi, nhưng lại đứng chờ ở bên ngoài nhà họ Phòng. Dĩ nhiên họ muốn tìm chỗ dựa vững chắc hơn rồi. Tuổi tác của Trần Triệu Dương không lớn nhưng lại đánh bại trưởng lão nhà họ Phòng. Có thể tưởng tượng sau này, anh trưởng thành, thế lực kết bạn với anh tất nhiên sẽ nhận được sự ưu tiên. Trần Triệu Dương đi theo Phòng Vĩnh Tín vào kho báu của nhà họ Phòng. Ông ta không hề giấu giếm gì với anh. Vì ông ta biết, nếu chàng thanh niên này thật sự diệt nhà họ Phòng thì kho báu gì đó đều là của người ta rồi. Mà lúc này, nếu có thể bình tĩnh một chút, có lẽ vẫn đạt được một số kết quả tốt đẹp. Đây là kho báu của nhà họ Phòng các người sao? Lúc Trần Triệu Dương bước vào một nơi có kiến trúc vô cùng bình thường, nhưng bên trong có kho báu càn khôn, bèn cười to rồi lên tiếng hỏi. Anh Trần không cần thăm dò tôi nữa, tôi cũng suy nghĩ kỹ rồi. Với năng lực của anh Trần... Hủy đi nhà họ Phòng chúng tôi là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhà họ Phòng bị diệt rồi, không phải những thứ này đều là của anh sao? Nếu cậu Trần có thể bỏ qua cho nhà họ Phòng chúng tôi, thì dĩ nhiên chúng tôi không thể gạt anh được, Phòng Vĩnh Tín nói. Nghe ông ta nói vậy, anh không nhịn được mà tán thưởng ông ta. Tên Phòng Vĩnh Tín này không hổ là gia chủ, suy nghĩ mọi chuyện thông suốt rồi. Đặt ngược vấn đề cho bản thân, nếu mình lấy những thứ không nên lấy. Thì thành tiểu nhân còn gì?
Làm như vậy càng cho thấy sự hào phóng của nhà họ Phòng. Đi thôi, vào trong xem thử đi. Nếu cậu Trần nhìn chúng cái gì thì có thể trực tiếp lấy, Phòng Vĩnh Tín lên tiếng. Ông ta lúc đi đường đã suy nghĩ kỹ, đối đầu với Trần Triệu Dương thì chi bằng kết giao tốt với anh. Là gia chủ của nhà họ Phòng, dĩ nhiên suy nghĩ về vấn đề không nên quá cố chấp, nhất định phải suy nghĩ vì gia tộc. Trần Triệu Dương là một tiềm năng lớn, điều này không cần phải nghi ngờ. Nếu có quan hệ không tốt với Trần Triệu Dương, trước tiên đừng nói có tài sản hay không, nhưng chắc chắn không phải là chuyện gì có lợi cả. Trần Triệu Dương bĩu môi, mấy người gia chủ này không ai là không khôn khéo, nhìn những quả bom được đặt dưới võ đài là có thể nhìn thấy, vì gia tộc, đám người này không màng đến liêm sỉ. Sau khi ông ta mở kho báu ra, cuối cùng cũng lộ ra đồ vật thật sự bên trong. Lúc mới đi vào thì thấy một dãy kệ nơi đặt vũ khí. Mỗi vũ khí đều toát lên vẻ lạnh lẽo, vừa nhìn thì biết đó là vũ khí tốt hiếm có. Trần Triệu Dương bước vào thì như thể nhà quê lên tỉnh, nhìn cái này, sờ cái kia, rất giống dân hai lúa. Đáng tiếc, mình không dùng vũ khí. Vũ khí tốt nhất vẫn là cơ thể của mình, nhìn đống vũ khí này đến hoa cả mắt, Trần Triệu Dương lắc đầu, không hề có lòng tham với những thứ này. Vốn dĩ thấy dáng vẻ tham lam của Trần Triệu Dương, Phòng Vĩnh Tín cũng hơi lo lắng, lo anh sẽ dọn trống kho báu. Nhưng nhìn thấy ánh mắt của anh nhanh chóng sáng bừng, Phòng Vĩnh Tín lại thầm thở dài. Ý chí của Trần Triệu Dương này quá kiên định, như vậy mà cũng không dao động. Trần Triệu Dương không ngừng chọn đi chọn lại đồ trong kho báu, đáng tiếc là không có gì lọt vào mắt anh. Chỗ để linh dược ở đâu? Chúng ta đi tìm cái đó trước đã, Trần Triệu Dương lắc đầu, sau đó nói với Phòng Vĩnh Tín. Được thôi, Phòng Vĩnh Tín gật đầu, bèn mở căn phòng ở bên trong cùng của kho báu. Sau khi mở ra, bên trong vốn không có để linh dược gì, mà là một két sắt khổng lồ, Phòng Vĩnh Tín lại mở két bảo hiểm ra, lộ ra cái hộp ngọc đặt bên trong. Nhìn thấy hộp ngọc này, Trần Triệu Dương thầm gật đầu. Xem ra nhà họ Phòng bảo vệ linh dược ở mức này, để bên trong hộp ngọc, có thể vẫn giữ được dược tính tối đa mà không để thất thoát. Mời, nhà họ Phòng chúng tôi tổng cộng có 25 cây linh dược trên 500 năm, anh lấy đi, Phòng Vĩnh Tín thở dài, ông ta bèn quay người đi tới bên cạnh anh. Trần Triệu Dương đương nhiên không khách sáo với ông ta, anh mở phía trên cùng của cái hộp ngọc ra, phát hiện bên trong lại là trái uẩn linh. Phải biết trái uẩn linh có thể chứa dược lực, cho phép cơ thể trực tiếp hấp thu linh lực, loại linh quả này chỉ có thể gặp mà không thể cầu, đơn giản chính là bảo vật. Điều này khiến Trần Triệu Dương mở to con mắt, không ngờ bên trong cái hộp ngọc lại có thứ chứa uy lực như vậy. Anh càng mong đợi thứ bên dưới là gì. Thấy Trần Triệu Dương cầm trái uẩn linh đi, Phòng Vĩnh Tín đột nhiên lộ ra vẻ mặt đau lòng. Phải biết trái uẩn linh này đối với võ giả cấp bậc dưới võ đạo tông sư đều có tác dụng rất lớn, có thể dễ dàng thăng cấp lên một tầng. Nhưng chuyện tới nước này cũng đành nén nỗi đau từ bỏ thứ mình thích. Trần Triệu Dương rất kích động, anh bay nhanh tới mở hai cái hộp ngọc ra, bên trong đều là linh dược hiếm thấy, có thể nói Trần Triệu Dương chỉ từng thấy nó ở trên sách thuốc mà lão già kia đưa cho anh, còn chưa thấy tận mắt bao giờ. Đối với Trần Triệu Dương mà nói, linh dược tăng cường linh khí này cũng không có tác dụng là mấy. Anh thấy tu luyện bên cạnh Nam Cung Yến còn mạnh hơn bất kỳ linh dược nào. Thứ có ích cho anh là linh dược có thể tăng thể lực hoặc phá chướng ngại vật. Phá chướng ngại vật chính là linh dược có thể gia tăng cơ hội đột phá của võ giả. Loại thuốc này chỉ có thể luyện chế, tu luyện tự nhiên thì thật sự quá ít. Trần Triệu Dương nhanh chóng chọn ra 15 cây linh dược. Nhưng những thứ tăng linh khí thì không lấy, bao gồm cả trái uẩn linh đó. Thứ đó tối đa chỉ tăng thêm một chút linh khí. Nếu may mắn thì có thể đột phá từ thiên tiên tiểu thành đến thiên tiên đại thành. Nhưng đó là đối với võ giả bình thường. Còn lúc này trạng thái chân khí của Trần Triệu Dương, trái uẩn linh này nhiều nhất cũng chỉ tăng chút linh khí không có tác dụng mấy. Sau khi Phòng Vĩnh Tín thấy Trần Triệu Dương lấy đám linh dược đi thì bỗng dưng trừng to mắt. Ông ta vốn tưởng Trần Triệu Dương sẽ lấy những loại linh dược như trái uẩn linh vô cùng quý giá kia, thật không ngờ anh chỉ lấy một ít thuốc bổ. Tuy Trần Triệu Dương lấy đi 15 cây, nhưng 10 cây linh dược còn lại đều là linh dược bồi dưỡng cho võ giả. Có thể nói điều này đối với nhà họ Phòng họ mới là thứ quý báu nhất. Được rồi, lấy nhiều đây thôi, Trần Triệu Dương tìm được chiếc hộp ngọc rồi đem cất vào chiếc hộp lớn, tiếp theo nói với Phòng Vĩnh Tín, bây giờ có thể nói ra bí mật của ông rồi đó. Anh Trần, cảm ơn, Phòng Vĩnh Tín hít một hơi thật sâu rồi nói cảm ơn với Trần Triệu Dương.
Anh nhất thời khó hiểu nhưng sau đó thì bèn hiểu ra, anh cũng không quan tâm cho lắm. Anh Trần, anh biết tại sao nhà họ Phòng chúng tôi có nhiều linh dược như vậy không? Phòng Vĩnh Tín lên tiếng hỏi trước. Đúng rồi, sao các người có nhiều linh dược vậy? Linh dược hơn 500 năm này không phải cải trắng, Trần Triệu Dương cũng nghi ngờ chuyện này. Dù sao bây giờ thế giới bên ngoài đang thiếu linh khí, những môi trường mà những linh dược này cần đều không tồn tại nữa, làm sao có thể có nhiều linh dược xuất hiện như vậy? Anh Trần đừng vội, linh dược của nhà họ Phòng chúng tôi thật ra đều tới từ một nơi, Mịch La Giới. Phòng Vĩnh Tín hít một hơi thật sâu rồi nói. Đó là nơi nào, sao trước giờ tôi chưa từng nghe nói, Trần Triệu Dương chau mày, tên của nơi này lạ quá. Mịch La Giới không có ở thế giới này, đó là một nơi đại loại như bí cảnh. Nhưng cách 10 năm mới mở ra một lần, những linh dược này đều do các bậc tiền bối trong nhà họ Phòng chúng tôi truyền lại từ đời này sang đời khác, nhưng chắc lần này, nhà họ Phòng chúng tôi e là không có cơ hội này. Mịch La Giới bước vào từ thập vạn Đại Sơn, năm nay vừa đúng hẹn 10 năm nên sắp mở ra. Phòng Vĩnh Tín lập tức lên tiếng giải thích ngay, nhưng cuối cùng giọng điệu lại trùng xuống. Anh vốn không quan tâm đến tâm trạng của ông ta, mà sự chú ý đều đặt vào Mịch La Giới. Thật không ngờ trên thế giới còn có nơi thần kỳ như vậy. Đây có hơi giống không gian ở thế giới khác, nhưng cũng quá huyền ảo rồi. Trần Triệu Dương cũng hiểu, có lẽ thật sự có người sống ở chốn bồng lai tiên cảnh như vậy. Mịch La Giới mở ra thì cần chú ý những gì, Trần Triệu Dương lập tức lên tiếng. Anh không tin bí cảnh này không có nguy hiểm. Yên tâm, nay tôi đã nói rồi, dĩ nhiên sẽ không giấu anh làm gì. Đây là một cuốn sổ mà anh có thể cầm xem, là kinh nghiệm được đúc kết bởi các thế hệ trước trong nhà họ Phòng của chúng tôi. Phòng Vĩnh Tín thầm thở dài, vốn dĩ ông ta không muốn nói ra nhưng Trần Triệu Dương lại quá thông minh. Được, vậy chuyện hôm nay như vậy được rồi, Trần Triệu Dương xem thử thì phát hiện quyển sổ quả thật có tính toán trước rồi, nhưng Trần Triệu Dương biết Phòng Vĩnh Tín này chắc chắn có một bản sao, vì sợ mình nghi ngờ là giả cho nên mới đưa bản gốc cho mình. Anh lập tức nhét cuốn sổ vào chiếc hộp hợp kim rồi đem chiếc hộp bước ra ngoài. Vẻ mặt của Phòng Vĩnh Tín không tốt lắm, lần này không những không thể giết được Trần Triệu Dương, ngược lại còn khiến nhà họ Phòng chịu tổn thất nghiêm trọng. Đại trưởng lão và trưởng lão Vũ phải trả giá bằng tính mạng của mình. Cũng may, những thiên tiên võ giả vẫn còn, nếu không thì nhà họ Phòng sẽ nối bước nhà họ Nguy. Lần đầu tiên Phòng Vĩnh Tín muốn bóp chết con trai mình. Nếu không phải con trai mình quá hơn thua thì sẽ không chọc tức Trần Triệu Dương. Phòng Vĩnh Tín lập tức quay về chỗ võ đường, nhưng lúc này võ đường chỉ còn người nhà họ Phòng ở đây. Cũng may nhìn thấy con trai mình không còn hét lên muốn giết Trần Triệu Dương. Nếu không công sức trước đó của ông ta cũng sẽ uổng phí. Tới võ đường, nhìn thấy hai người từ Tịnh Nhã và Dương Lệ không có mặt. Trần Triệu Dương cũng không ở lại võ đường mà đi thẳng ra bên ngoài. Lúc ra tới bên ngoài, đúng lúc nhìn thấy Từ Hồng Nho mặt mày hồng hào đang tiếp đãi hết người nọ đến người kia, Trần Triệu Dương đột nhiên ngây người nhưng cũng không để ý. Tuy Từ Hồng Nho là một thương nhân chỉ hoạt động vì lợi nhuận điển hình, nhưng ông ta luôn ở bên cạnh anh vào những thời điểm quan trọng. Cậu Trần đến rồi à, người có mặt nhìn thấy Trần Triệu Dương đi tới thì bất ngờ hô lên. Tuy họ đều muốn móc nối quan hệ với anh, nhưng cơ bản không dám tiến lên, thật ra trước đó Trần Triệu Dương quá hung tàn. Cậu Trần, bên nhà họ Phòng không sao chứ, Từ Hồng Nho nhìn thấy Trần Triệu Dương đi tới thì nhanh chóng đến đón, rõ ràng lần này ông ta đặt cược đúng rồi. Không sao đâu, chúng ta về thôi, lúc này Trần Triệu Dương nhớ tới kho báu nhà họ Phùng. Nhà họ Phùng tồn tại không kém nhà họ Phòng, chắc cũng có không ít đồ tốt. Hay là, ở lại Vân Hải vài ngày. Tuy là nghĩ như vậy nhưng thực tế Trần Triệu Dương lại không làm vậy, đã rời khỏi một thời gian dài như vậy, tới lúc về xem như thế nào rồi. Nhân sĩ các giới ở thành phố Vân Hải muốn mời cậu ăn cơm, không biết cậu nghĩ thế nào, Từ Hồng Nho nhìn ra Trần Triệu Dương hình như không thích nơi này nên ông ta vội hỏi. Ăn cơm thì thôi đi, nếu có chuyện gì thì kêu họ tới tìm ông, Trần Triệu Dương nghĩ, anh không có gốc gác ở thành phố Vân Hải, cách tốt nhất chính là tìm người bản địa, còn Từ Hồng Nho chính là ứng cử viên sáng giá. Được, không thành vấn đề, có chuyện gì tôi sẽ kịp thời thông báo cho cậu, Từ Hồng Nho nghe Trần Triệu Dương nói vậy, trong lòng bất chợt vui vẻ. Đây là muốn mình trở thành người đại diện của Trần Triệu Dương mà. Người xung quanh dĩ nhiên cũng nghe thấy cuộc đối thoại giữa anh và Từ Hồng Nho, mọi người đều nhìn sang ông ta với ánh mắt ngưỡng mộ, đáng tiếc họ không sinh ra con gái ngoan. Sau đó, Trần Triệu Dương và hai cô gái bèn lái xe đi khỏi. Còn về Từ Hồng Nho, dĩ nhiên ông ta ở lại đối phó với những người này.
Lần này, Trần Triệu Dương không dừng lại nữa, lái xe đi thẳng về thành phố Nam Hải. Sau khi đi lên cao tốc, sự nhớ nhung của Trần Triệu Dương dành cho Nam Cung Yến càng trở nên mãnh liệt, anh không ngờ mình lại có tình cảm sâu đậm như vậy với người phụ nữ này. Điều này khiến Trần Triệu Dương có cảm giác mong ngóng được trở về nhà, anh nhanh chóng tăng tốc độ xe. Còn hai cô gái lúc này lại đang ngủ say, họ lo lắng cho anh cả nửa ngày, mệt mỏi cũng là điều rất bình thường. Mặc dù tốc độ xe của Trần Triệu Dương rất nhanh nhưng chiếc xe lại chạy rất ổn định, với kỹ năng lái xe lâu năm của Trần Triệu Dương, thì anh hầu như không gặp khó khăn khi chạy trên con đường cao tốc bằng phẳng này. Chiếc xe của Trần Triệu Dương vượt hết xe này đến xe khác, anh phải mất đến 2 tiếng đồng hồ mới lái được hết nửa quãng đường, vốn dĩ Trần Triệu Dương không muốn dừng lại nghỉ ngơi, nhưng biết làm sao được khi hai cô gái lại tỉnh dậy và la hét đòi nghỉ ngơi. Bất đắc dĩ, Trần Triệu Dương chỉ có thể tìm một điểm dừng chân rồi dừng xe lại, hai cô gái nhanh chóng chạy xuống xe để đến nhà vệ sinh. Chuyện này có gì mà phải xấu hổ, lại còn nói muốn nghỉ ngơi nữa chứ, nhìn thấy hai người họ chạy đến nhà vệ sinh, Trần Triệu Dương đột nhiên hiểu tại sao. Ngay khi Trần Triệu Dương vừa xuống xe, châm một điếu thuốc, một chiếc xe thể thao màu vàng sậm đã phanh gấp, dừng ngay trước xe của Trần Triệu Dương. Trần Triệu Dương nhìn thấy cảnh tượng này, đột nhiên nheo mắt lại. Sau đó, hai thanh niên ăn mặc thời thượng bước xuống xe, sau khi hai người xuống xe, họ đi thẳng đến trước xe của Trần Triệu Dương. Nhóc con, vừa rồi cậu vượt xe của tôi trên đường cao tốc đúng không? Một thanh niên trong số họ mặc quần áo da, tóc húi cua, nói chuyện với Trần Triệu Dương với vẻ thách thức. Anh là ai? Nghe thấy những lời bất lịch sự của tên này, giọng điệu Trần Triệu Dương cũng không hòa nhã bao nhiêu. Ôi chao, nhóc con, cậu dũng cảm thật đấy, dám nói chuyện với ông đây như vậy. Biết ông đây là ai không? Người thanh niên nghe được những lời của Trần Triệu Dương, lại cảm thấy càng không thoải mái, lập tức hét lên. Người trong điểm dừng chân thấy có kịch hay để xem thì ai cũng nhanh chóng vây xung quanh với vẻ thích thú. Được thôi, anh nói cho tôi nghe xem anh là tên khốn nào không giữ chặt đúng quần, mà phóng thăng khốn như anh ra vậy. Trần Triệu Dương thấy tên này tự gọi mình là ông đây, đương nhiên không vui vẻ gì. Người xung quanh thấy tiếng măng chửi của Trần Triệu Dương, không nhịn nổi liền bật cười. Thằng chó, mày dám mảng tao à, nghe thấy những lời nói của Trần Triệu Dương, thêm vào đó là tiếng cười nhạo của những người xung quanh, người thanh niên kia lập tức nổi điên, chạy ngay đến chỗ xe của mình, tìm một cây mã tấu chừng một thước, hét lên với đám người xung quanh, cười, cười cái gì mà cười, ai dám cười nữa, cẩn thận con dao trong tay tao. Thấy người đàn ông này móc ra một cây mã tấu dài, ai cũng sợ hãi hô lên, đồng thời lùi lại, không dám cười nữa. Thằng nhóc! Không phải vừa rồi mày rất phách lối sao? Mày thử phách lối lần nữa cho tao xem, nào, người thanh niên kia cầm mã tấu trong tay thì khí thế hơn nhiều. Chẳng lẽ anh không biết tàng trữ vũ khí mang tính sát thương cao là phạm pháp sao? Trần Triệu Dương có ý tốt nhắc nhở. Ha ha, mày nghe thấy không, thằng nhóc này nói chuyện pháp luật với tao, người thanh niên kia nghe thấy những lời của Trần Triệu Dương, đột nhiên cười lớn ha ha, quay đầu nói với người đi cùng mình. Thằng nhóc này... Đừng có ở đây nói nhảm với tao, mày có dám đua một trận với tao không? Tên kia đột nhiên quay đầu nhìn Trần Triệu Dương, đưa ra một yêu cầu. Nghe thấy yêu cầu của tên này, Trần Triệu Dương bất lực, tên khốn này thật đúng là ấu trĩ, thấy mình lái xe Việt dã vượt qua hắn, còn dám đòi đua xe với mình, đúng là ngu xuẩn. Cậu chủ Hoàng, người đàn ông còn lại vội vàng lên tiếng thì thầm bên tai hắn vài câu. Tí nữa là mắc bẫy của mày, để xe lại, rồi biến đi. Ông đây tha cho mày một lần, người thanh niên được gọi là cậu chủ Hoàng lập tức gật đầu, hét lên với Trần Triệu Dương. Đúng là não có vấn đề, nghe thấy tên cậu chủ Hoàng bắt Trần Triệu Dương giao xe ra, sao anh chịu chứ, vì vậy nhanh chóng mắng lại một câu. Cậu chủ Hoàng, thằng này dám mắng cậu, đúng là to gan, một tên tay sai khác lại cực kỳ nịnh hót hét lên, giống như Trần Triệu Dương đang mắng hắn ta vậy. Thằng nhóc, mày dám mắng tao. Có tin tao sẽ khiến mày không ra khỏi thành phố Long Hải không hả, cậu chủ Hoàng lập tức hét ầm lên. Xảy ra chuyện gì thế, đúng lúc này, Từ Tịnh Nhã và Dương Lệ quay lại, nhìn Trần Triệu Dương, tò mò hỏi. Không có chuyện gì, hai cô ngốc, có người cố ý vạch lá tìm sâu ấy mà, nhưng Trần Triệu Dương lắc đầu, cực kỳ bất lực nói. Khi người chung quanh nhìn thấy hai cô gái xinh đẹp này, liền hiểu ngay tại sao hai tên nhà giàu này lại quấy rầy người thanh niên này. Đúng là hồng nhan họa thủy. Mẹ nó, đẹp quá, nếu có bạn gái thế này thì tôi cũng mãn nguyện. Đừng có nằm mơ nữa, người đẹp như thế này không thuộc về chúng ta đâu.
Người xung quanh ai cũng bàn tán xôn xao, rõ ràng là bọn họ quan tâm đến hai người Dương Lệ hơn. Đi thôi, chúng ta xuất phát, Trần Triệu Dương lười để ý hai thằng ngốc này, nắm tay hai người kia, đưa hai cô lên xe. Trần Triệu Dương chỉ muốn về nhà, đương nhiên không muốn có thêm phiền phức. Thế nhưng, việc anh muốn rời đi cho xong việc mà hai tên kia lại không hề muốn như thế, chúng liền vọt lên trước xe của Trần Triệu Dương, nhìn anh đầy khiêu khích. Danh con, hai em gái đi cùng mày ngon đấy, tặng hai đứa nó cho anh tha cho mày, sao hả? Cậu chủ Hoàng nhìn từ Tịnh Nhã và Dương Lệ, nước miếng sắp chảy ra rồi, lập tức sốt sang nói. Sau khi hai người từ Tịnh Nhã và Dương Lệ nghe thấy lời của cậu chủ Hoàng thì sắc mặt trở nên âm u, nhưng họ không nổi giận, vì hai người biết, có Trần Triệu Dương ở đây, chắc chắn sẽ hai người sẽ không bị bắt nạt. Quả nhiên, Trần Triệu Dương vốn đang không muốn quan tâm đến hai tên ngốc này nhưng sau khi nghe thấy lời của bọn họ, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, anh liền xuống xe. Rác rưởi thì nên có dáng vẻ của rác rưởi, ai cho các người dũng khí gào thét trước mặt ông đây? Cái thứ không biết điều, Trần Triệu Dương mỗi tay một người, nhấc hai tên bước về phía thùng rác bên cạnh. Mày muốn làm cái gì? Hai tên này không ngờ người thanh niên trạc tuổi bọn họ lại mạnh như vậy, bọn họ biết lần này có lẽ đã động vào kẻ khó chơi rồi, lập tức sợ đến mức hét lên liên tục. Trần Triệu Dương lại không hề để ý đến bọn chúng, nhét hai người vào thùng rác, sau đó dùng chân giẫm mạnh một cái, nhấn hai người bọn họ chìm vào trong rác rưởi. Đây là điểm dừng chân, những thứ trong thùng rác đương nhiên là thức ăn thừa, thêm vào đó là thời tiết nóng, mùi vị này, có thể gọi là quá phê. Làm xong những việc này, Trần Triệu Dương trở về xe, khởi động xe, hung hăng lao ra, cán nát chiếc xe thể thao của hai tên ngu ngốc kia. Sau đó, chiếc xe nhanh chóng biến mất. Về việc này, Trần Triệu Dương không hề quan tâm chút nào, hơn nữa, vừa nghe đã biết hai tên này không phải người của thành phố Nam Hải, có lẽ là người của thành phố Long Hải. Tên thành phố Long Hải nghe rất khí phách, thành phố Long Hải là kinh đô buôn bán nổi tiếng, ngành nghề thương mại cực kỳ phát triển. Người ở thành phố Long Hải được gọi là người Do Thái Phương Đông, điều này đủ để thấy người Long Hải lợi hại đến mức nào. Vừa rồi cậu thật sự rất ngầu đó, Dương Lệ sỉ mê nhìn Trần Triệu Dương đang lái xe. Hai tên kia là người của thành phố Long Hải, có lẽ có chút quyền thế, sau này làm gì cũng đừng phách lối như vậy, nếu không thì, người tài giỏi dễ bị người khác làm hại lắm, Từ Tịnh Nhã lại nhắc nhở Trần Triệu Dương. Bởi vì trong khoảng thời gian này, Trần Triệu Dương thật sự quá kiêu ngạo ở thành phố Vân Hải, e rằng cả thành phố Vân Hải đã biết có một người là cậu Trần rồi. Hậu quả của việc làm như vậy có thể là có vô số kẻ thù, mặc dù Trần Triệu Dương rất mạnh, nhưng sợ rằng anh sẽ động vào một thế lực còn lớn mạnh hơn. Cô cũng thấy rồi đó, không phải là tôi động tới bọn họ, là do bọn họ chọc tôi trước, tôi thật sự là một người rất khiêm tốn đó, Trần Triệu Dương nói với giọng điệu yếu ớt. Nghe thấy những lời của Trần Triệu Dương, Từ Tịnh Nhã và Dương Lệ đều không nói lên lời, Trần Triệu Dương mà khiêm tốn, thì không có ai phách lối hơn anh đâu. Suốt quãng đường, hai cô gái cũng không ngủ, nói đủ chuyện với Trần Triệu Dương, nhưng thứ mà họ quan tâm lại là chuyện tu luyện, điều này khiến Trần Triệu Dương hơi bất lực. Thế nhưng, Trần Triệu Dương không thể chịu được sự tra tấn của họ, cuối cùng đồng ý với hai người, đợi sau khi Hồ Lộc Minh xây xong, sẽ đưa hai người đến đó tu luyện. Quan trọng là Trần Triệu Dương cũng cảm thấy nếu cứ bảo vệ hai người, thà để hai người có năng lực tự bảo vệ mình, dù sao thì mình không thể suốt ngày ở bên cạnh họ được. Về phần Nam Cung Yến, Trần Triệu Dương không muốn cô tham gia vào. Yêu một cô gái thì nhất định phải che mưa chắn gió cho cô ấy, những chuyện vớ vẩn này, Trần Triệu Dương không muốn để cô biết. Cô thích kinh doanh, vậy thì để cô làm người phụ nữ mạnh mẽ của anh vậy. Khi ba người Trần Triệu Dương quay trở về thành phố Nam Hải, đã là 6 giờ tối, Trần Triệu Dương lái xe thẳng đến Hồ Lộc Minh, anh muốn xem Hồ Lộc Minh bây giờ như thế nào, nếu như có thể ở được, anh sẽ để hai cô gái này ở đó. Khi đến bên ngoài khu biệt thự Hồ Lộc Minh, Trần Triệu Dương mới nhận ra bên ngoài khu biệt thự đã có một bức tường cao 5-6 mét được dựng lên, còn Giang Tử Phong thì đang đợi ngoài di gạch dưới cổng chính. Đại ca, cuối cùng anh cũng về rồi, nhìn thấy xe của Trần Triệu Dương tới gần, Giang Tử Phong lập tức chào hỏi, vẻ mặt hưng phấn. Lên xe đi, Trần Triệu Dương gọi Giang Tử Phong lên xe. Sau khi Giang Tử Phong lên xe mới phát hiện trên xe còn hai người nữa, hơn nữa còn là hai cô gái cực kỳ xinh đẹp, điều này khiến những lời ở đầu môi của cậu ấy phải nhịn xuống. Đại ca, hai người này là, con người Giang Tử Phong đảo quanh một vòng, lúc này mở miệng nói. Từ Tịnh Nhã, Dương Lệ, Giang Tử Phong,
Trần Triệu Dương lập tức giới thiệu đơn giản về ba người họ, để họ làm quen nhau. Chào hai người, đối diện với hai người đẹp có vẻ ngoài khác biệt thế này, Giang Tử Phong nhất thời hơi xấu hổ, mặc dù cậu ấy là con nhà nòi, nhưng lại không phải công tử bột, ít nhất cũng không đùa cọt tình cảm của phụ nữ. Chào cậu, hai cô gái chào hỏi Giang Tử Phong ngay lập tức, nhưng mà, đây là lần đầu tiên hai người nhìn thấy một cậu bé nhút nhát như vậy, thật sự là rất hiếm thấy. Tử Phong, việc xây dựng Hồ Lộc Minh thế nào rồi? Trần Triệu Dương lo lắng hỏi. Bây giờ Trần Triệu Dương ngày càng có nhiều kẻ thù, hơn nữa ngày càng nhiều kẻ mạnh hơn, anh nhất định phải suy nghĩ đến việc trang bị vũ khí cho những người xung quanh mình, làm như vậy ít nhất có thể chống lại được nguy hiểm đang cận kề trước mắt. Đại ca, tất cả gần như đã được sắp xếp xong rồi, bây giờ chỉ còn chút công việc hoàn thiện cuối cùng thôi. Nếu như bây giờ vào ở thì cũng không thành vấn đề, Giang Tử Phong vừa nghe thấy, liền nói ngay. Không tệ, cậu làm rất tốt, xem ra gần đây cậu rất vất vả, yên tâm, tối nay tôi sẽ dạy cậu tu luyện, Trần Triệu Dương hài lòng gật đầu, lập tức hứa hẹn. Thật sao, tốt quá, cảm ơn đại ca, nghe thấy những lời của Trần Triệu Dương, Giang Tử Phong lập tức kích động nhảy dựng lên. Giang Tử Phong mong trăng mong sao, vì thế cậu ấy rất mong chờ giây phút này. Quả nhiên, chỉ khi làm tốt, mới có thể được đại ca khen ngợi, mới có thể nâng cao thực lực của bản thân. Theo sự chỉ dẫn của Giang Tử Phong, chiếc xe đến căn biệt thự sang trọng nhất, đây chắc chắn là căn biệt thự có view đẹp nhất, vị trí tuyệt vời nhất, diện tích lớn nhất, trang trí đẹp nhất trong toàn bộ khu biệt thự Hồ Lộc Minh. Đại ca, anh ở đây đi, tất cả các nhu cầu thiết yếu ở đây đều có hết, có thể ở bất cứ lúc nào, em sẽ tìm người đến lo vệ sinh ở đây định kỳ, Giang Tử Phong lập tức chỉ về căn biệt thự. Được, làm rất tốt, đi thôi, đi vào xem sao, Trần Triệu Dương hài lòng gật đầu. Lập tức xuống xe, đi về phía biệt thự. Qua, đây chính là Hồ Lộc Minh nổi tiếng của thành phố Nam Hải sao, quả nhiên, cách xây dựng căn biệt thự này đúng là rất có phong cách, thiết kế đẹp, kiến trúc và trang trí đều rất tuyệt vời, có lẽ đây là tác phẩm của một nghệ nhân bậc thầy, trên khuôn mặt của Từ Tịnh Nhã là vẻ thán phục, nhìn căn biệt thự, nói. Mặc dù nhà cô ta có tiền nhưng lại không có căn biệt thự nào trang trí và kiến trúc cầu kỳ như thế này. Đây là mới thu dọn xong thôi. Trước đây cũng không biết tốn bao nhiêu thời gian, nếu không thì phong cảnh còn đẹp hơn bây giờ nhiều, Giang Tử Phong cười nói. Tôi đã từng nghe truyền thuyết về Hồ Lộc Minh, liệu nó có bất thường như vậy không? Dương Lệ ở thành phố Nam Hải hơn nửa năm, đương nhiên biết vài truyền thuyết về Hồ Lộc Minh, lập tức hơi lo lắng nói. Yên tâm đi, không sao đâu, có tôi ở đây, dù là yêu ma quỷ quái cũng không dám tới đâu, Trần Triệu Dương nói đùa. Được rồi, đêm nay tôi sẽ bè đầu cho hai người tu luyện. Hai người đã nghĩ kỹ chưa, Trần Triệu Dương ngập ngừng nói với họ. Đại ca, em chỉ đợi giây phút này thôi, em đã nghĩ kỹ lâu lắm rồi, nghe thấy lời nói của Trần Triệu Dương, Giang Tử Phong vội vàng nói. Tôi không hỏi cậu, tôi hỏi hai người họ, nghe thấy lời của Giang Tử Phong, Trần Triệu Dương lập tức tức giận nói. Hi hi, Giang Tử Phong hơi xấu hổ. Con đường tu luyện không dễ dàng như vậy, nó đi kèm với nhiều rủi ro, đủ loại giết chóc, tranh chấp. Cho dù là tôi thì cũng phải đối mặt với đủ thứ chiến đấu và chém giết. Hai người đã nghĩ kỹ chưa? Trần Triệu Dương không nhịn được nói rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc, để hai người tự quyết định. Tôi không sao, bây giờ tôi một thân một mình, không cần lo lắng, Dương Lệ nói trước, giọng điệu vô cùng kiên định. Cô ấy không muốn, ngay đến chính vận mệnh của mình mà cũng không nắm giữ được, gặp chuyện thì chỉ có thể để người khác sắp xếp, vận mệnh mong manh này khiến cô ấy rất đau đớn. Tôi cũng không sao. Dù sao thì bố tôi đã giao tôi cho anh rồi, anh xem làm thế nào đi, lời nói của Từ Tịnh Nhã càng rõ ràng hơn, khiến trong lòng Trần Triệu Dương hơi hồi hộp một chút. Còn Dương Lệ lại hơi buồn bực, vậy mà bị cô ta cướp mất. Được, các cô đã nghĩ kỹ rồi thì tôi sẽ đưa các cô một quyển bí tịch, các cô đọc nó trước, các huyệt vị trên cơ thể người cũng phải học thuộc lòng, sau đó nhớ thật kỹ, thấy hai người bọn họ đều kiên. Định như thế, anh bèn lấy giấy bút ra để viết bí tịch. Còn về tranh minh họa huyệt vị cơ thể người, tất nhiên là Giang Tử Phong đã chuẩn bị rồi, bởi vì Trần Triệu Dương đã dặn cậu ta từ trước. Đại ca, em đã nhớ hết các huyệt vị rồi, có phải em sẽ được bắt đầu trước không? Giang Tử Phong vã lắm rồi, dù sao cậu ấy cũng đã nói trước với Trần Triệu Dương là mình muốn tu luyện, vậy nên cũng đã chuẩn bị rất sẵn sàng về phương diện này. Được, đây là bí tịch của cậu xem thử trước đi, tôi sẽ dạy cậu tu luyện một lần, sau đó cậu tự cảm nhận chân khí. Đến khi cảm nhận được chân khí là cậu tự tu luyện được rồi, Trần Triệu Dương gật đầu,
anh đưa quyển bí tịch đã viết xong cho cậu ấy, để cậu ấy làm quen với tuyến đường vận chuyển chân khí. Đại ca, em học thuộc hết rồi, chỉ một lát sau, Giang Tử Phong đã gấp bí tịch lại, nói với vẻ tự tin. Nhanh thế hả, Trần Triệu Dương không khỏi trầm trồ, không ngờ trí nhớ của Giang Tử Phong lại tốt đến thế. Hê hê, đương nhiên rồi, hồi xưa đi học lần nào em cũng đạt hạng nhất đó, sau này chán chẳng muốn giành hạng nhất nữa luôn, Giang Tử Phong đắc ý nói. Nếu cậu thuộc rồi thì chúng ta bắt đầu trước đi, tôi sẽ dùng chân khí để dạy cậu vận hành một vòng trước. Trần Triệu Dương gật đầu, túm lấy tay của Giang Tử Phong rồi truyền một tia chân khí vào người cậu ta. Anh chỉ truyền một tia thôi, nếu không với kinh mạch chưa từng tu luyện của Giang Tử Phong, chắc chắn là cậu ấy sẽ không chịu nổi. Trần Triệu Dương dùng chân khí dạy Giang Tử Phong vận hành một vòng, sau đó rút tay về. Cậu hãy nghĩ lại tuyến đường vận hành mà tôi vừa dạy cậu, sau đó thử xem có thể cảm nhận được. Chân khí không, Trần Triệu Dương nói với Giang Tử Phong, anh khá chờ mong vào những gì cậu ấy làm được. Giang Tử Phong không trả lời, mà chỉ nhắm mắt lại cảm nhận. Trần Triệu Dương không chờ cậu ấy, mà là viết bí tịch cho Từ Tịnh Nhã và Dương Lệ. Trong đầu anh có rất nhiều công pháp tu luyện, bèn lựa ra một bộ phù hợp với con gái. Em cảm nhận được rồi, Trần Triệu Dương vừa viết xong bộ công pháp ấy thì Giang Tử Phong đã kích động hô to. Nghe thấy câu nói của Giang Tử Phong, Trần Triệu Dương cũng kích động không kém. Anh dịch chuyển tới bên cạnh Giang Tử Phong, cầm lấy tay cậu ấy rồi thử cảm nhận. Khi cảm nhận được một tia chân khí tồn tại trong cơ thể Giang Tử Phong, Trần Triệu Dương không khỏi ngạc nhiên. Anh hoàn toàn không ngờ là thiên phú tu luyện của Giang Tử Phong lại tốt đến thế, còn chưa tới 15 phút nữa. Phải biết rằng lúc trước anh cũng dùng 15 phút để cảm nhận chân khí, ông già nói anh là thiên tài tu luyện, trăm năm khó gặp một lần, không ngờ Giang Tử Phong cũng giống như anh. Xem ra anh thu nhận thằng đàn em này là đúng rồi. Khá đó, cảm nhận được chân khí rồi thì mau chóng tu luyện đi. Nhớ lấy, nếu không chịu nổi thì phải dừng lại ngay, con đường tu luyện không thể vội vàng được, Trần Triệu Dương không nhịn được dặn dò, đây cũng là lời dặn của ông già với anh lúc trước. Vâng, đại can, nghe thấy câu ấy, Giang Tử Phong vội vàng điều chỉnh lại tâm trạng của mình, khoanh chân ngồi tu luyện trên mặt đất. Trần Triệu Dương nhìn Giang Tử Phong, anh bắt đầu hiểu ra một chút rồi, linh khí ở đây rất đậm đặc, cảm nhận được nhanh như thế cũng là điều bình thường. Từ Tịnh Nhã và Dương Lệ ở bên cạnh nghe thấy những gì mà Giang Tử Phong nói, trong mắt bọn họ lập tức hiện lên nét hâm mộ. Giang Tử Phong coi như chính thức được tu luyện rồi, còn bọn họ thì vẫn ở đây học thuộc các huyệt vị trên cơ thể người, ngoài ra thì còn học cả bí tịch tu luyện nữa. Thế nhưng bọn họ không hề nản chí, âm thầm hạ quyết tâm cố gắng hơn nữa. Được rồi, các cô cũng học thuộc bí tịch đi, ngày mai tôi sẽ tới kiểm tra, nếu đạt tiêu chuẩn thì tôi sẽ dạy các cô tu luyện. Trần Triệu Dương đang mong nhớ Nam Cung Yến, tất nhiên là anh không muốn tốn thời gian ở đây. Dương Lệ không biết Tổng Giám Đốc Nam Cung Yến của công ty bọn họ là vợ của Trần Triệu Dương, vậy nên không nghĩ gì nhiều. Nhưng Từ Tịnh Nhã thì lại biết, vậy nên cũng biết là Trần Triệu Dương muốn đi tìm Nam Cung Yến, chuyện ấy khiến cô ta bỗng thấy xót xa, đây là cảm giác ghen tuông sao. Trần Triệu Dương không thể biết được điều đó, lúc này anh đang huýt sáo, tươi cười lái xe về phía biệt thự của Nam Cung Yến. Với tốc độ xe của Trần Triệu Dương, chưa tới 20 phút là anh đã tới biệt thự. Nhìn ánh đèn dịu nhẹ tỏa ra từ trong biệt thự, trên mặt anh hiện lên nụ cười hạnh phúc. Anh Dương, anh về rồi à, nhìn thấy Trần Triệu Dương lái xe vào, đám Đường Võ bước ra đón. Mấy anh em vất vả rồi, nhìn thấy đám Đường Võ ở đây, Trần Triệu Dương nói với bọn họ. Anh Dương, không có gì vất vả hết, khoảng thời gian qua anh không ở đây, Tổng Giám Đốc quạo lắm, anh cẩn thận nhé, Đường Võ xua tay, sau đó nhỏ giọng nói. Ồ, được. Các cậu đi nghỉ ngơi trước đi, có tôi ở đây, không xảy ra chuyện gì được đâu, Trần Triệu Dương bỗng nghĩ tới ánh mắt mà anh cảm nhận được lúc ở sân bay. Được, vậy bọn em đi nghỉ ngơi đây, Đường Võ lập tức đáp lời, gọi đám người của đội vệ sĩ đi khỏi đó. Trần Triệu Dương mở cửa vào nhà nhưng không thấy Nam Cung Yến ở tầng 1, chắc là đang ở phòng cô trên tầng 2 rồi. Ngốc thế nhỉ, không mua quà cáp gì cả, Trần Triệu Dương vỗ trán, cảm thấy tự trách chính mình. Nhưng đã lỡ rồi thì anh cũng không thể ra ngoài độc nữa, đành phải lôi cái vali lớn trong xe ra, trong đó toàn là báu vật xịn sò thôi. Phải rồi, có thể chế tạo thuốc tẩy tủy phạt cốt si làm quà, nhìn cái vali trong tay mình, đôi mắt của Trần Triệu Dương sáng rực lên, thế là anh nhanh chóng về phòng mình.
Dược liệu cần để điều chế tẩy tủy phạt cốt thì đã có sẵn rồi, chỉ không dễ làm mà thôi. Đằng nào cũng làm, vậy thì làm luôn thuốc của đám Giang Tử Phong vậy. Thế là Trần Triệu Dương bắt đầu bắt tay vào làm, đây là lần đầu tiên anh luyện chế loại thuốc tẩy tủy phạt cốt này. 2. Có lò luyện đan có phải là tốt không? Tạm dùng bếp ga để điều chế vậy, Trần Triệu Dương tìm một cái nồi lớn, chạy tới phòng bếp rồi bắt đầu tiến hành điều chế. Mất những 2 tiếng đồng hồ, Trần Triệu Dương mới điều chế ra 10 chai thuốc. Ngửi mùi hương của thuốc, anh lập tức nhíu mày. Mặc dù đã chế thuốc thành công, nhưng nếu dùng loại thuốc gây mũi này làm quà thì e rằng sẽ bị đuổi ra ngoài mất. Xem ra anh vẫn phải làm riêng một đợt khác. Nghĩ tới đây, Trần Triệu Dương cất đống thuốc ấy đi rồi lại chế thuốc tiếp. Thứ mà anh sử dụng lần này là cỏ băng tâm, cũng là một loại linh dược để chế tạo tẩy tủy phạt cốt, hơn nữa còn cao cấp hơn loại đã làm cho đám Giang Tử Phong lúc trước, ít nhất thì mùi hương không khó ngửi như thế. Oa, đẹp quái, sau khi dùng cỏ băng tâm để chế thuốc thành công, Trần Triệu Dương lập tức trầm trồ. Thuốc được đựng trong chai thủy tinh, tản ra tia sáng màu xanh lam, lấp lánh trong suốt, trông thực sự rất đẹp. Hơn nữa nó còn mang theo mùi thơm mát lạnh, tặng Nam Cung Yến làm quà chắc là ổn rồi. Lúc này, Trần Triệu Dương thu dọn phòng bếp rồi mang thuốc lên tầng. Tiểu Yến, anh là Trần Triệu Dương đây, anh về rồi, mở cửa cho anh, Trần Triệu Dương cẩn thận gõ cửa. Nam Cung Yến đang chán ngán lướt điện thoại ở trong phòng, đột nhiên nghe thấy giọng của Trần Triệu Dương ở bên ngoài, cô lấy làm mừng rỡ, quãng điện thoại lên giường rồi nhảy xuống, định ra mở cửa cho anh. Nhưng sau đó, sắc mặt cô thay đổi, bàn tay đang cầm nắm đấm cửa buông lỏng ra. Anh về làm gì? Nam Cung Yến lạnh lùng nói với Trần Triệu Dương ở ngoài cửa. Nơi này là nhà anh, đương nhiên là anh phải về rồi. Vợ à, mở cửa cho anh vào trước đã, nghe thấy giọng điệu của Nam Cung Yến, Trần Triệu Dương hơi khó hiểu, nhưng anh vẫn nhẫn nại nói. Si, nơi này là nhà tôi, còn nữa, ai là vợ anh? Chẳng phải anh đi tìm người phụ nữ khác rồi sao? Anh đi đi. Nghĩ tới hình ảnh mà mình nhìn thấy hôm đó, trong lòng Nam Cung Yến trào dâng cảm giác tủi hờn, đôi mắt cô đỏ hoe, nước mắt cũng tuôn rơi. Nghe thấy những gì Nam Cung Yến nói, Trần Triệu Dương thở dài một hơi, quả nhiên là cô đã nhìn thấy rồi. Vợ à, em nghe anh giải thích đã, mọi chuyện không như những gì em nghĩ đâu, anh, Trần Triệu Dương sốt sắng mở miệng nói. Được, vậy anh giải thích đi, Nam Cung Yến bỗng mở cửa ra, nhìn Trần Triệu Dương rồi lạnh lùng nói. Em khóc à, anh xin lỗi, anh không nên giấu em, nhưng cũng chỉ bởi vì anh sợ em hiểu lầm mà thôi, đôi mắt Nam Cung Yến đỏ hoe, hẳn là vừa khóc xong, khiến trái tim Trần Triệu Dương không khỏi nhói đau. Anh cảm thấy tự trách vô cùng, anh không nên ở thành phố Vân Hải lâu như thế, phải về sớm hơn một chút mới đúng. Anh giải thích đi, tôi cũng muốn xem thử anh định giải thích thế nào, Nam Cung Yến thầm hạ quyết tâm, nếu Trần Triệu Dương không giải thích được thì sáng mai cô sẽ tới cục dân chính để ly hôn. Chuyện là thế này, anh đi cùng Dương Lệ tới thành phố Vân Hải, thế là Trần Triệu Dương kể lại những chuyện đã xảy ra cho Nam Cung Yến nghe. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nhưng anh không kể hết tất cả mọi chuyện, bởi vì anh không muốn Nam Cung Yến dính vào những cuộc tranh đấu tàn khốc ấy, chỉ cần cô sống vui vẻ hạnh phúc là được rồi. Trần Triệu Dương chỉ nói là có người giả mạo người nhà của Dương Lệ, muốn cướp đoạt tài sản của nhà họ Dương, anh đi để giúp Dương Lệ. Còn lại thì anh không nói. Những gì anh nói là thật hả? Anh đợi tôi đi xác nhận lại đã. Nghe thấy những gì Trần Triệu Dương kể lại, Nam Cung Yến âm thầm thở phào một hơi. Được, em gọi điện thoại đi. Trần Triệu Dương xòe tay ra, Dương Lệ đã sẵn sàng đi theo anh thì để Nam Cung Yến biết mối quan hệ giữa anh và cô ấy cũng không sao. Nam Cung Yến nhanh chóng gọi điện thoại xong. Sao anh không nói sớm với tôi, làm tôi mừng hụt một trận, tưởng là lần này có cớ ly hôn với anh rồi. Rõ ràng trong lòng rất vui vẻ, nhưng Nam Cung Yến lại nói ngược lại. Vợ à, lần này tới thành phố Vân Hải, anh mang quà về cho em nè, em xem có thích không, Trần Triệu Dương lấy chai thuốc tẩy tủy phạt cốt ra. Anh chẳng hề để bụng tới câu nói của Nam Cung Yến, bởi vì anh có thể nhìn ra được rằng Nam Cung Yến chỉ nói cho sướng mồm thôi, cô sắp bị anh cảm hóa rồi, cố gắng thêm chút nữa là được. Đây là cái gì, nước hoa à, thấy Trần Triệu Dương lấy chai thuốc ấy ra. Đôi mắt của Nam Cung Yến sáng lên, cô lập tức giật lấy. Không phải, là thứ để uống, có thể làm em càng thêm xinh đẹp hơn, mặc dù bây giờ em đã hoàn mỹ lắm rồi, Trần Triệu Dương nịnh bợ một phen. Thật không đó, chẳng phải thuốc mà anh cho bọn tôi uống lần trước cũng là thuốc làm đẹp đó sao?
Cái này cũng thế hả, nghe những gì Trần Triệu Dương nói, Nam Cung Yến cảm thấy ngọt ngào trong lòng. Hơi khác đó, thuốc lần trước chỉ giúp làn da trở nên căng bóng trắng nõn thôi, còn thuốc này thì có thể điều chỉnh cơ thể em, giúp cơ thể em trẻ hơn, khỏe hơn, Trần Triệu Dương lắc đầu nói. Nhưng Trần Triệu Dương không ngờ sau khi anh nói xong câu đó, đôi mắt của Nam Cung Yến bỗng trở nên lạnh lùng, ánh mắt nhìn anh cũng ngập tràn sự phẫn nộ. Anh đi ra ngoài cho tôi, vừa nói, Nam Cung Yến vừa đẩy Trần Triệu Dương ra khỏi phòng. Anh làm sao, xảy ra chuyện gì rồi, tự nhiên bị Nam Cung Yến đuổi ra khỏi phòng, Trần Triệu Dương ngơ ngác chẳng hiểu gì, cứ như hòa thượng không sờ thấy tóc vậy. Khốn kiếp, không biết nói chuyện thì đừng có nói, anh chê tôi già chứ gì. Hừ, tôi cũng muốn xem thử thứ này có hiệu quả như thế hay không, nhìn Trần Triệu Dương bị đuổi ra khỏi phòng, Nam Cung Yến tức tối nói thầm. Trần Triệu Dương còn đang không hiểu vì sao mình lại bị đuổi ra ngoài, nhưng với thính lực của anh, tất nhiên là nghe thấy câu nói lẩm bẩm ấy của Nam Cung Yến rồi. Sau khi nghe xong, Trần Triệu Dương chỉ muốn tát cho mình một cái, đang yên đang lành, sao anh lại phát ngôn bừa bãi như thế cơ chứ? Lần này thì hay rồi, tặng quà còn mắc sai lầm. 2. Trần Triệu Dương bất đắc dĩ lắc đầu, anh biết là hôm nay Nam Cung Yến sẽ không mở cửa cho anh nữa, chỉ đành đi về phòng mình. Vì đã có kinh nghiệm lần trước nên Nam Cung Yến biết phải làm thế nào. Cô vào thẳng trong phòng tắm, nhìn chai thuốc tản ra hơi lạnh trong tay, cô lập tức uống một hớp mà không do dự chút nào. Hương vị được đó, ngon hơn thuốc dưỡng da lần trước, Nam Cung Yến uống hết giọt cuối cùng rồi chẹp chẹp miệng, cảm thấy vẫn chưa thỏa thê. Nếu để phòng Vĩnh Tín biết linh dược mà tổ tông bọn họ vất vả mang về bị Trần Triệu Dương điều chế thành thứ này, còn cho một người không hề có căn cơ võ đạo uống thì e rằng sẽ tức hộc máu mất. Chẳng bao lâu sau, Nam Cung Yến cảm thấy nóng bức khắp người, hơn nữa còn có chất nhầy màu đen và cặn bẩn chảy ra từ da cô. Lại nữa, nhìn thấy cảnh ấy, Nam Cung Yến lập tức cảm thấy bất đắc dĩ, chỉ đành để mặc những chất nhầy ấy tuôn ra. Đáng ra cô phải hỏi Trần Triệu Dương xem lúc bài tiết độc tố có được tắm rửa hay không mới phải. Nhưng bây giờ cũng đã muộn rồi. Tên khốn chết tiệt, tôi không hỏi là anh cũng không nói cho tôi luôn hả? Dám nói là có thể giúp tôi trẻ hơn. Chê tôi già hay sao? Nam Cung Yến trần truồng trong phòng tắm, lẩm bẩm phàn nàn về Trần Triệu Dương. Tất nhiên là Trần Triệu Dương không biết chuyện ấy, anh còn đang phiền muộn đây này. Rõ ràng là làm chuyện tốt, kết quả lại biến thành kẻ xấu. Trần Triệu Dương đành phải đi tu luyện, chỉ có điều hôm nay anh cảm thấy tu luyện rất thuận lợi, linh khí ập vào cơ thể không ngừng nghỉ, hơn nữa còn đậm đặc hơn, dễ bề hấp thu hơn. Chẳng lẽ là bởi vì Nam Cung Yến dùng thuốc tẩy tủy phạt cốt nên mới mang đến tác dụng này à? Sáng hôm sau, Trần Triệu Dương thức dậy ra ngoài rèn luyện một chút, sau đó anh nhìn thấy Nam Cung Yến đã ở trong nhà bếp từ lúc nào, bên trong còn bay ra một mùi thơm hấp dẫn. Wow, thơm quá đi mất, vợ đang làm món gì ngon thế, khuôn mặt Trần Triệu Dương tràn đầy vui vẻ cùng hạnh phúc sáp lại hỏi. Làm đồ ăn sáng chứ làm gì nữa, Nam Cung Yến xoay đầu lại nói một cách lạnh lùng. Em là vợ anh hả? Sao có thể như thế chứ, khi nhìn thấy dáng vẻ của Nam Cung Yến, tức thì Trần Triệu Dương muốn rớt nước miếng. Dáng người uyển chuyển mặc tạp về, dù vẻ ngoài không có thay đổi lớn nhưng vẫn mang lại một khí chất quyến rũ, làm cho người khác không dám nhìn chằm chằm, lại thêm làn da trắng nõn kia, nhất định là đẳng cấp nữ thần hoàn mỹ. Trần Triệu Dương xít lại gần thì lại ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng, mà anh chắc chắn rằng mùi này không phải là mùi đồ ăn. Vợ à, em dùng nước hoa gì vậy? Sao mà thơm thế, Trần Triệu Dương hít hà mùi hương này một lúc rồi dần dần đến gần Nam Cung Yến, ngây ngất hỏi. Nói linh tinh gì vậy, làm gì có mùi gì đâu, đi ra ngoài nhanh đi, đồ ăn sắp xong hết rồi, Nam Cung Yến bị Trần Triệu Dương sát lại gần, cổ và hai tay cô đột nhiên đỏ bừng, vội vã đẩy anh ra khỏi nhà bếp rồi đóng sầm cửa lại. Đúng là anh ngửi thấy thoang thoảng mà, mùi này thơm lắm, Trần Triệu Dương còn chưa từ bỏ mà kêu lên. Đúng là đầu gỗ mà. Vẻ mặt Nam Cung Yến tràn ngập oán giận. Sau khi uống thuốc mà Trần Triệu Dương đưa, cô cảm thấy cơ thể mình bỗng dưng nhẹ nhàng hẳn ra, giống như được trở lại hồi còn cắp sách đến trường, vô tư hồn nhiên, khi ấy chẳng có bất kỳ áp lực nào, bất kể là thể xác hay là tinh thần, cô đều cảm thấy tươi trẻ hơn. Lúc này, cô mới chợt nhận ra hàm ý trong câu nói của Trần Triệu Dương tối qua, cơ thể cô cứ như được hồi xuân vậy. Không những chỉ như thế, giấc ngủ đêm qua vô cùng ngon. Sáng hôm sau cô lại ngửi thấy được một mùi thơm thoang thoảng, mà mùi này không giống với mùi nước hoa, mùi hương vô cùng trong trẻo, mang lại cho người khác một cảm giác tươi mát khi ngửi thấy nó.
Hơn hết, quan trọng nhất là cô lại bất cần bóp nát ly nước nhà mình, mà những mảnh vỡ thủy tinh lại không hề làm cô chảy xước chút nào cả. Điều này lại càng làm cho Nam Cung Yến hoảng sợ hơn, cô biết, loại thuốc mà Trần Triệu Dương đưa cho cô e rằng không đơn thuần chỉ là thuốc bình thường. Phải hơn một tiếng sau cô mới khống chế được sức lực của mình, trong khoảng thời gian đó, cô đã bóp hư một cái điện thoại, vặn hư một cái chốt cửa, còn làm gãy cả cây son mà cô yêu thích nhất. Chuyện này làm cho Nam Cung Yến vừa yêu vừa hận Trần Triệu Dương. Vì muốn bày tỏ lòng cảm ơn của mình, thế nên mới sáng sớm đã nấu đồ ăn sáng cho Trần Triệu Dương. Vợ ơi, vất vả cho em quá, Trần Triệu Dương nhìn thấy Nam Cung Yến bưng đồ ăn ra thì vội vã đón nhận. Tôi làm cho tôi, tiện tay làm nhiều một chút, anh thích ăn thì ăn, Nam Cung Yến vẫn tặng Trần Triệu Dương một vẻ mặt khó chịu, nói rồi tiếp tục ăn. Chào ôi, thế á, vậy thì cũng cảm ơn cái nóc nhà của anh nhá, Trần Triệu Dương chẳng mảy may để ý lời cô, nhanh tay cầm lên một cái sandwich ăn như chết đói lâu năm. Sandwich vợ làm ăn ngon quá. Còn ngon hơn đầu bếp của mấy nhà hàng cao cấp nữa, Trần Triệu Dương vừa ăn vừa ỉ ôi khen ngợi. Ăn nhanh đi, đống đồ ăn này cũng không làm anh im lặng được à, nghe Trần Triệu Dương khen ngợi, trong lòng Nam Cung Yến lại cảm thấy có chút ngọt ngào, nhưng bên ngoài vẫn cứng miệng. Sau khi ăn uống xong, Trần Triệu Dương và Nam Cung Yến cùng nhau ra cửa, vừa khéo bắt gặp Đường Võ, Nam Cung Yến nói với Đường Võ, đội trưởng Đường, chốt cửa nhà tôi bị hư rồi, anh tìm người sửa hộ tôi, làm phiền anh nhé. Có gì đâu chứ, Tổng Giám Đốc yên tâm, lát nữa tôi sẽ gọi người đến sửa, nghe Nam Cung Yến dặn dò, Đường Võ vội nói. Được rồi, mấy cậu đi làm việc của mình đi, hôm nay tôi đưa vợ đi làm, Trần Triệu Dương cũng không muốn có một đám người tò tò theo bọn họ, đây còn không phải là một đám kỳ đà cản mũi sao. Ok, anh Dương, hai người đi thong thả, nghe Trần Triệu Dương nói, Đường Võ lập tức gật đầu, nhanh chóng lái xe đến mời Trần Triệu Dương và Nam Cung Yến ngồi vào. Đến trung tâm mua sắm Hải Thượng đi, sau khi lên xe Nam Cung Yến tức giận nói với Trần Triệu Dương. Không đến công ty à, Trần Triệu Dương thắc mắc hỏi. Chẳng lẽ anh không phát hiện hôm nay tôi thiếu cái gì sao, Nam Cung Yến liếc Trần Triệu Dương, lạnh giọng nói. Đâu có, rất xinh đẹp mà, Trần Triệu Dương càng nghỉ hoặc, hoàn toàn chẳng hiểu ý Nam Cung Yến là gì. Hứ, lái xe đi, Nam Cung Yến căn răng nghiến lợi nói. Nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Nam Cung Yến, Trần Triệu Dương càng ù cạc cạc, nhưng cũng không dám lắm lời nữa, vội vã lái xe đưa cái nóc nhà tới trung tâm mua sắm Thượng Hải. Đến nơi, Trần Triệu Dương hiển nhiên biến thành cái giá treo đồ, cùng với cái nóc nhà đi shopping. Bước đến một cửa hàng hiệu chuyên bán son môi nổi tiếng quốc tế, phút chốc đôi mắt Nam Cung Yến sáng rực, nhanh chóng đi vào. Chào mừng quý khách, mời cô xem dòng son mới của cửa hàng chúng tôi. Nhân viên bán hàng vừa nhìn thấy Nam Cung Yến lập tức mừng rỡ, nhanh chóng tiếp đón. Làm một nhân viên bán hàng, đương nhiên sẽ có mắt nhìn, chỉ cần vừa liếc qua liền biết, quý cô này là người giàu có biết thưởng thức, mà người đàn ông đi theo sau cô, mặc dù cũng rất đẹp trai, nhưng quần áo chỉ là hàng thường, làm cô ta thẳng thắn gạt qua một bên. Nam Cung Yến bỏ mặc Trần Triệu Dương, chọn tới chọn lui. Vợ ơi, em thích cái gì cứ lấy, để anh trả cho. Nhìn thấy vẻ mặt say mê lựa chọn của Nam Cung Yến, lúc này Trần Triệu Dương bèn đến cạnh thì thầm. Ừ, Nam Cung Yến gật đầu cái rụp, đương nhiên không có ý kiến, vốn cũng vì anh mà thỏi son mình yêu thích nhất tự nhiên gãy mất. Xin chào, có thể lấy cái này cho tôi xem được không? Nam Cung Yến bỗng dưng chỉ vào thỏi son đang nằm trong một tủ kính đơn rồi nói với nhân viên bán hàng. Ôi chao, quý cô thật có mắt nhìn, đây là thỏi son vừa mới về cửa hàng chúng tôi hôm qua. Là phiên bản giới hạn toàn cầu, hơn nữa màu này rất hợp với môi và làn da của cô, nhất định là làm da dành riêng cho cô rồi, nếu như cô thoa màu son này, nhất định sẽ xinh đẹp nhất thế giới đó. Nhân viên bán hàng này nhất định là một người bán hàng chuyên nghiệp, vừa mở miệng, là một người không biết mô tê gì về son như Trần Triệu Dương cũng bị kích thích phải mua cho bằng được. Sau đó nhân viên bán hàng liền đi vào trong quầy lấy chìa khóa, những thỏi son phiên bản giới hạn này đều có chìa khóa và tủ riêng. Dù sao cũng vô cùng đắt đỏ mà. Vào lúc đó, có một đôi ăn mặc vô cùng sang chảnh bước vào, người đàn ông khoảng chừng 40 tuổi, tuy rằng vừa nhìn thì cũng có chút cao to mạnh khỏe, nhưng cái bụng cũng không nhỏ, chắc là thuộc dạng bụng bia. Trên bàn tay ông ta đeo mấy cái nhẫn vàng, ngón tay cái còn có một chiếc nhẫn ngọc màu xanh biếc, thật sự vô cùng giàu có. Mà cô gái kia trang điểm vô cùng loè loẹt, lớp phấn trên mặt dày đến nổi phải lấy dao cạo ra mới biết nó dày đến đâu. Hai tay đeo mấy cái nhẫn kim cương lớn,
cổ tay đeo không ít vòng vàng và vòng tay phỉ thúy, còn trên cổ thì đeo một chuỗi dây chuyền kim cương. Nhân viên bán hàng đâu, mang thỏi son đắt nhất, tốt nhất của cửa hàng mấy người ra đây, người đàn ông vừa bước vào liền huênh hoang lớn tiếng nói. Ông xã thật tốt, cảm ơn anh nhiều, ngoa, cô gái kia vừa nghe người đàn ông nói thế thì trở nên vô cùng vui vẻ, lập tức hôn chụt một cái rõ to vào mặt người đàn ông. Ông xã ơi, em chỉ thích thỏi son kia thôi, anh mua cho em nha. Sau đó cô gái đảo mắt một vòng cửa hàng, đến lúc cô ta nhìn thấy thỏi son phiên bản giới hạn đang đặt trong tủ kính đơn kia thì hai mắt lập tức sáng trưng. Cô ta bèn chạy nhanh đến đẩy Nam Cung Yến qua một bên, hưng phấn nói với người đàn ông. Em có sao không? Trần Triệu Dương không ngờ cô gái này lại vô duyên bất lịch sự như vậy, anh liền cau mày. Tôi không sao, cặp mày thanh tú của Nam Cung Yến cũng nhăn lại, cô không ngờ chỉ đi mua son thôi cũng gặp phải cảnh này. Nhân viên bán hàng. Gói lại thỏi son môi mà người phụ nữ tôi ưng đi, người đàn ông giàu có ra. Vẻ ta đây, vung tay mở miệng yêu cầu. Cảm ơn ông xã yêu, anh tốt quá đi, cô gái kia vô cùng vui vẻ, óng ẹo quay lại bên cạnh người đàn ông, hôn chụt chụt thêm mấy cái. Thật xin lỗi quý cô, son này chỉ có một thỏi, mà quý cô này đã chọn trước rồi ạ, người nhân viên bán hàng có chút ngượng ngùng nói. Lúc này, người đàn ông giàu có mới quay sang nhìn về phía Nam Cung Yến, vừa nhìn thấy. Con mắt đờ ra không chấp lấy một cái. Cô gái thấy người đàn ông nhìn tới mức muốn chảy cả nước miếng thì đùng đùng nổi giận, cô ta bước tới bên cạnh ôm chầm lấy cánh tay ông ta. Ông xã, người ta muốn nó cơ, cô gái bắt đầu dùng bộ ngực đầy đặn của mình cọ cọ cánh tay người đàn ông giàu có, nhõng nhẽo nói. Cô im mồm cho tôi, người đàn ông giàu có vội vã rút tay lại, sau đó nhỏ giọng nói.